chương 924, lục tú quận chúa. Khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần chậm rãi hạ xuống, Hàn Lập cũng thu công, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm. Minh Vương quyết quả thật bá đạo vô cùng, dù hắn từng ngưng kết qua Nguyên Anh, thân thể đã được dịch kinh tẩy tủy nhưng cũng thiếu chút nữa không thể chịu nổi cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng vừa buồn bực, lại có chút kinh nghi. Tiền bối, Minh Vương quyết này tu luyện tiếp thật sự không có vấn đề gì chứ mới chỉ đến tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổ đến vậy rồi. Ta không tin đám đầu trọc của Phật Tông mỗi người đều là Nguyên Anh mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này, nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết, thì e cũng tới số luôn mũ mũ. Nhưng tu sĩ kết đan tu luyện pháp quyết rất khó có thể chịu đựng loại hành hạ này, không chỉ trên phương diện thân thể, mà ngay cả thần thức cũng có thể cảm ứng rõ ràng sự đau đớn. Hàn Lập đột nhiên hướng đại diễn thần quân hỏi, cái này cũng đâu có gì kỳ quái, phật tông nếu đã có biện pháp đem yêu tộc công pháp biến thành như vậy tất nhiên cũng nghiên cứu nhằm giảm đi sự đau đớn trong quá trình luyện công mà phật môn công pháp căn bản vốn chú trọng đặc biệt vào sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau đớ hơn nữa nếu là người tu luyện có nghị lực đủ mạnh kết đan kỳ kiêm tu minh vương quyết cũng không phải không có khả năng mà công pháp này bá đạo như thế cũng chỉ là đối với loài người chúng ta cảm thấy vậy thôi nó vốn là dành cho yêu tộc cùng cổ ma tu luyện yêu ma nhị tộc ai ai cũng có thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này. Đại diễn thần quân lười biếng trả lời, thì ra là thế, ta hiểu rồi, đáng tiếc chúng ta không có thời gian để tu luyện những công pháp Phật tông khác. Nếu miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, loại trình độ hiện tại này ta còn có thể cố gắng chịu đựng được. Hàn lập nhíu nhíu mày, cười khổ nói, tiếp đó, hắn khoát tay, đem tay áo thu lại, đột nhiên vươn cánh tay ra một chút. Hàn Lập hai mắt híp lại nhìn phía mặt ngoài cánh tay, trong con mắt có lam quang chấp động. Sau một quãng thời gian đủ uống hết một chén trà, Hàn Lập mới vươn một ngón hướng làn da trên cánh tay đâm một cái, sau đó mới buông cánh tay xuống. Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng Minh Vương quyết này về mặt luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp thể khác mà ta biết, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ mới tu luyện một thời gian ngắn, ta đã có thể cảm thấy thân thể có biến hóa kinh người. Hàn Lập thì thào vài câu, bộ dáng lầm bầm lầu bầu tự nói một mình. Sau đó Hàn Lập tiếp tục tính tỏa trong chốc lát rồi mới đứng dậy ra khỏi mật thất, chậm rãi hướng phía địa hỏa đại điện bước đi. Trước đó vài ngày, hắn trong lúc tinh luyện một số tài liệu cùng kết hợp với luyện khí thủ pháp do lão giả họ vi giảng giải, rốt cuộc đã tìm hiểu ra một loại luyện khí kỹ xảo mới. Vì vậy hắn đem yêu đan phi châm vốn luyện chế hơn phân nửa, chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa. Trong những ngày gần đây, cứ vào giữa trưa là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa tiến hành một phen tế luyện, để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng nữa. Hàn Lập bước nhanh đến gần đại điện, đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến một trận ồn ào. Hàn Lập nghe thấy những âm thanh này, không khỏi ngẩn người nhìn qua. Chỉ thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới, ước chừng cũng khoảng chục người. Đi trước dẫn đường rõ ràng là ba tên đệ tử khác của Luyện Khí Điện, mà đi theo phía sau thì là mấy tên nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một thiếu nữ chừng 16 17 tuổi. Một thân xanh biếc cung trang, dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm, nhưng ánh mắt luôn luôn chấp động, tràn đầy vẻ tò mò. Những người này nếu nói về tu vi so với tuổi tác xem như không tệ, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8, thứ 9. Cung trang nữ tử kia tu vi luyện khí kỳ tầng 10, trong những người này coi như là người có tu vi cao nhất. Hàn lập ánh mắt chỉ vừa đảo đã lập tức hiểu ra. Những nam nữ đang tiến vào luyện khí điện này khẳng định thân phận không đơn giản, hầu như mỗi người bên hông đều có túi chữ vật căng phòng. Có hai, ba người thậm chí còn đeo túi linh thú chuyên dụng. Mà ba người của luyện khí điện thì là không ngớt cười nịnh, bộ dáng nịnh nọt vô cùng, xem chừng không dám đắc tộc với bất kỳ người nào. Hàn lập ánh mắt chấp động một chút, ngay lập tức xoay người lại, làm như không để ý, cứ thế đi vào phía trong địa hỏa đại điện, hắn cũng không muốn có chuyện phiền phức tìm tới. Nhưng đúng lúc này, một trong ba tên đệ tử của luyện khí điện, người có tu vi cao nhất, cũng là người đối hắn có định ý lớn nhất đệ tử họ cao liếc mắt một cái nhìn thấy bóng lưng hàn lập, lại đột nhiên hướng hắn lớn tiếng hét lên. Hàn sư đệ, người lại đây một chút, lục tú quận chúa muốn luyện chế một món pháp khí, có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được. Sư đệ vừa lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi. Đây chính là nhiệm vụ do tứ quán chủ tự mình giao xuống, không thể trì hoãn. Quận chúa, Hàn Lập vừa nghe vậy có chút kinh ngạc, lại nghe tứ quán chủ ra lệnh, càng thêm ngoài ý muốn. Cước bộ dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xoay người lại. Ở đây một thời gian dài như vậy, Hàn Lập đối với cao giai tu sĩ của Hoàng Thanh Quan Đại Khái cũng có chút hiểu rõ. Quán này trên danh nghĩa tổng cộng có bốn vị quán chủ, tất cả đều là kết đan kỳ tu vi. Trong quán còn có một cái thiên thanh Việt, nghe nói cư trụ một tu sĩ nguyên anh kỳ duy nhất của Hoàng Thanh Quan. Mà vị tứ quán chủ này mặc dù tiến giai kết đan kỳ chế nhất, nhưng nghe nói tu luyện công pháp đặc thù, thần thông ngược lại là cao nhất trong bốn người, tại cả quận hiển hách nổi danh. Ngày đó vị lỗ đại tiên sinh của Bạch Lộ Thư Viện vừa nghe kỳ danh, cũng không khỏi biến sắc. Chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường, Hàn Lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp được vị nào. Nếu là tứ quán chủ ra lệnh, đệ tử tự nhiên sẽ gắng hết sức. Hàn Lập quay lại, đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói. Người có khả năng tinh luyện tài liệu sao? Tu vi hình như hơi quá thấp thì phải. Quận chúa lần này cần đề luyện là huyết ti ngân phi thường hiếm thấy. Nếu đem tài liệu phá hủy, người chịu trách nhiệm nổi không? Đám thanh niên nam nữ này đồng dạng đánh giá Hàn Lập một chút, vừa thấy Hàn Lập tu vi mới chỉ luyện khí kỳ 3, 4 tầng, ngay lập tức phần lớn đều lộ vẻ khinh miệt, trong đó một nam tử thân vận lam cẩm bào lại càng không chút khách khí nói. Cung trang thiếu nữ kia hẳn chính là lục tú quận chúa, nàng chỉ hé miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng chấp động, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Huyết ti ngân, quả thực là một loại tài liệu hiếm thấy. Tại hạ cũng không nắm chắc 10 phần có thể đề luyện thành công, nếu không mời mấy vị khác cao minh hơn thử xem sao. Trên mặt Hàn Lập không thấy chút tức giận nào, ngược lại mỉm cười nói. Vừa nghe lời này của Hàn Lập, mấy người kia ngẩn ra, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Hừ, không phải nói nơi đây có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao, sao không bảo hắn ra tay giúp quận chúa để luyện tài liệu. Một vị anh Tuấn Nam Tử khác rốt cuộc phục hồi tinh thần, lập tức bất mãn nói. Vi sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo, đã bế quan mấy ngày. E rằng không thể đi ra giúp quận chúa để luyện tài liệu. Nói lời này là một đệ tử của luyện khí điện, bộ dáng như muốn giải thích rõ ràng. Giúp ta để luyện tài liệu chỉ cần chỉ chốc lát công phu là được. Mấy vị sư huynh có thể hỗ trợ thỉnh vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở trong vương phủ, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của vi đại sư, hận không thể trực tiếp gặp mặt. Lục Sam nữ tử nhỏ nhẹ nói ra, bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các, làm cho vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác hộ sủng nhược kinh. Chân mày Hàn Lập vô ý nhíu lại một chút, nàng nhìn như khách khí dị thường nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia giảo hoạt chật lóe, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Ngay lập tức trong lòng Hàn Lập cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng trầm mặc không nói gì. Mà ba người kia lại bị mấy câu nói năng mềm mỏng của nàng làm cho mơ hồ không biết nặng nhẹ. Trong đó một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng đi thông báo lão giả họ vi một tiếng. Hàn Lập không khỏi thầm thở dài một hơi, hắn nhớ không lầm thì hình như trước khi bế quan, lão giả Họ Vi đã nói rõ ràng với bọn hắn, trừ phi thật sự có việc trọng đại, nếu không quyết không được quấy nhiễu hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc. Hiện giờ chỉ vì đề luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho vi lão, kẻ thông báo này không gặp xui xẻo lớn mới là lạ. Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu đi vào trong địa hỏa điện, nhưng chỉ vẻn vẹn chốc lát công phu, mặt vàng như màu đất chạy ra. Quận chúa vì sư bá hiện tại thật sự không thể phân thân, hay là để cho hàn sư đệ thử một phen đi." Tên nam đệ tử này vừa tới trước mặt mọi người đã miễn cưỡng cười nói. "Thanh danh luyện khí điện của Hoàng Thanh Quan lớn như vậy mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao?" Nói lời này là một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Nàng này tuổi lớn hơn một chút, nhan sắc cũng chỉ là tầm tầm, nhưng bên khóe miệng lại có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho khuôn mặt bỗng tăng thêm vài phần phong tình, đang tủm tỉm cười hỏi không dối gạt Minh Châu tiểu thư, nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình thường ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế. Nhưng mà loại tài liệu quý hiếm như huyết ti ngân, cũng chỉ có hàn sư đệ được vi sư bá chuyên môn truyền thụ phương pháp tinh luyện tài liệu mới biết được cách luyện chế. Ba người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi ba người có chút xấu hổ nhìn nhau, tên họ cao đệ tử kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cái này cũng có chút phiền toái, chúng ta mấy người đều theo Ngọc Phu Nhân tới đây, không thể ở đây đợi lâu nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi nào mới có thể tìm được luyện khí sư có thể để luyện huyết tinh ngân xem ra chỉ còn cách làm phiền vị sư huynh này trợ giúp đôi mắt sáng như thu ba của vị lục tú quận chúa lưu chuyển đột nhiên khuôn mặt giãn ra cười khẽ đối với hàn lập nói được chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm hàn mỗ tất nhiên sẽ gắng hết sức hàn lập bình tĩnh nói không sao cả sư huynh cứ việc tinh luyện là được nếu thật sự luyện chế không được cũng không phải là chuyện gì ghê gớm chỉ có thể nói lục tú cơ duyên chưa tới mà thôi. sau này lại tìm một ít là được. vừa nghe nói thế, cung trang thiếu nữ mỉm cười nói. thấy thiếu nữ đã nói đến mức này, hàn lập gật đầu. bất quá nhìn qua đám người phía trước, hắn lại nhíu mày nói. tại hạ để luyện tài liệu không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng kiến. nếu không chỉ sợ phân tâm sẽ khiến tỷ lệ thành công không lớn. không sao cả, đến lúc đó chỉ cần có thể để một mình ta ở cạnh huynh là được. những người khác có thể ở bên ngoài chờ hoặc để cho ba vị sư huynh này dẫn đi tham quan một số địa phương khác của luyện khí điện. Cung trang thiếu nữ nghe xong lời này, cũng không quá để ý nói. Những người đi theo nàng mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có ai đứng ra phản đối. Vì vậy Hàn Lập cũng không nói nhiều thêm nữa, ngay lập tức đi trước dẫn đường thẳng đến địa hỏa điện. Những người còn lại dưới ánh mắt của thiếu nữ không thể không lưu lại chỗ này. Chương 925, Hoàng tộc đại tấn. Hỏa điện là công trình kiến trúc trọng yếu nhất của luyện khí điện diện tích bề ngoài mặc dù không tính là phi thường rộng, nhưng chia làm ba tầng thượng trung hạ. Thượng tầng là nơi tài liệu chất đống, trung tầng là nơi nối thông địa hỏa, để luyện chế tài liệu, chỗ luyện chế linh khí bậc thấp, nhưng mà hạ tầng đã vào sâu hai ba mươi trượng dưới đất, vốn chuyên là chỗ dùng để luyện chế linh khí bậc cao nhờ vào một luồng địa hỏa chi tinh trong địa hỏa chi. Mật thất luyện chế tài liệu bình thường của Hàn Lập, vốn ở trong một gian mật thất của trung tầng. Mang theo vị lục tú quận chúa này, Hàn Lập không chút hoang mang đi tới gian mật thất bên này trong mật thất có vẻ hơi bừa bộn hắn tự mình thu dọn lại nơi này chính là nơi sư huynh luyện chế vật phẩm thiếu nữ tò mò quan sát toàn bộ bên trong mật thất không quá lớn nhưng đặc biệt giữa mật thất có một khẩu đại đỉnh và bốn phía trên mặt đất phân bố tám cái pháp khí bộ dáng như hồ lô càng cảm thấy hứng thú tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy nơi luyện chế pháp khí thế này như thế nào quận chúa trước kia đều không có luyện chế qua pháp khí đuôi lông mày hàn lập hơi nhíu lại lạnh nhạt nói ra Ta từ nhỏ liền theo Ngọc Di tu luyện công pháp, làm sao có thời gian đi học luyện khí chi đạo? Bình thường chỉ là ở trong phủ tu luyện thôi." Cung trang thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ quai đỉnh một chút, mỉm cười nói: "Tu luyện trong phủ, chẳng lẽ Vương phủ là tu kiến ở trên linh mạch chi địa?" Hàn Lập để tâm một bên thu dọn lại tài liệu hỏng trong đỉnh, một bên tùy ý hỏi: "Di, sư huynh vốn dĩ cũng không biết thân phận chính thức của ta." sẽ thật không đem ta trở thành quận chúa gì đó nhà vương gia nào của đại tấn chứ thiếu nữ giật mình, đột nhiên môi đỏ mỏng khẽ mỉm cười. Tại hạ vốn thiếu hiểu biết là không rõ lắm thân phận chính thức của quận chúa. Hàn lập trong lòng vừa động, bật cười ha ha nói ra. Thiếu hiểu biết, hi hi, như vậy tốt quá, ta thật cũng không cần lại mang cái dáng điệu quận chúa gì đó. Kỳ thật vị hoàng thượng đại tấn kia, ta căn bản là chưa từng gặp mặt một lần. Cũng chỉ là cùng hoàng tộc có một chút quan hệ sâu xa. Lúc trước vẫn là đều theo sư phụ ở động phủ trong núi tu hành nhưng chưa bao giờ đi qua vương phủ gì đó. Trong mắt thiếu nữ vẻ vui đùa chợt lóe, cả người khí chất đột biến, từ một vị đại tiểu thư dáng vẻ ung dung, lại một chút biến thành một vị thiếu nữ tinh danh cổ quái. Không phải hoàng tộc, trên mặt Hàn Lập có chút ngạc nhiên, nhưng không biết là vì sự biến đổi đột ngột của thiếu nữ mà thất kinh, hay là bị nội dung trong câu nói này cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào, bị dọa cho giật mình sao? Kỳ thật cái hiệu phong quận chúa này thật cũng không giả, đúng là đương kim hoàng thượng tự mình phong xuống. Nếu không phải trước khi ra đi, Ngọc Di nhất định muốn ta không thể làm mất thể diện hoàng tộc gì đó. Ta mới chẳng buồn bó tay bó chân giả vờ như vậy mà tới đấy chứ. Kết quả, trên đường lại bị bọn người kia vướng víu. Trải qua cả ngày không thể không y ai y ạch nói chuyện, thật sự rất là không thú vị. Hiện tại nơi này cũng chỉ có một người hàn sư huynh, cuối cùng có thể tự tại buông lỏng một chút sư huynh sẽ không phải là người không biết điều, sau khi rời khỏi đây hồ ngôn loạn ngữ chứ. Thiếu nữ đặt mông ngồi trên một cái ghế duy nhất ở trong mật thất, vương nghiêng đầu cười hì hì nói. Khụ, hết thảy đều tùy theo quận chúa đi, ta đều chưa từng nhìn thấy cái gì hết, nhưng mà, lệnh tổ hẳn không phải là người bình thường. Hàn lập ho khan vài tiếng, xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đại tấn tứ đại tán tu, huynh đã nghe nói qua chưa, tổ phụ ta chính là một người trong đó thiếu nữ không có chút ý giấu giếm nào, gật gù đắc ý nói, tựa hồ có chút tự hào. Tứ đại tán tu, tại hạ cho dù thiếu hiểu biết, lại như thế nào có thể chưa từng nghe nói qua. Nguyên lai quận chúa là con cháu cao nhân, tại hạ thật sự là thất kính. Thân phận này so với thân phận quận chúa kia cũng không kém hơn, nói vậy sau này nhất định tiền đồ rộng lớn. Hàn lập nghe thấy lời ấy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng thật sự giật mình. Tứ đại tán tu này, ban đầu hắn từ trong miệng tàu mộng dung nghe nói qua, trong đó vừa có nguyên anh hậu kỳ, cũng có nguyên anh trung kỳ, nhưng mỗi người đều có thần thông, thật sự nguyên anh tu sĩ bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Ân, có đúng không, cơ hồ mỗi người biết tên tuổi của tổ phụ ta, đều trả lời ta như vậy. Nói vậy hẳn là không giả đi, thiếu nữ thật cũng không khách khí rồi tiếp nhận lời khen tặng của Hàn Lập. Hàn Lập vuốt vuốt cái mũi, cảm giác có chút đau đầu, lập tức không còn để ý tới thiếu nữ, hai tay kết quyết, vài đạo pháp quyết đánh ra, vỗ ở trên đại đỉnh, Nhất thời tại đỉnh phát ra một hồi vù vù, ngay lập tức hồng quang lượn lờ chậm rãi hiện lên, thiếu nữ không chút nào che giấu tò mò của bản thân, trợn một đôi đôi mắt đẹp đen như bảo thạch, nhìn cử động của Hàn Lập mắt cũng không một lần chớp. Đem tài liệu lấy ra đi. Hàn Lập chờ cự đỉnh sau khi hoàn toàn bị kích hoạt, vừa xoay mặt đối diện với thiếu nữ nói. Cho ngươi, nói rõ cho huynh trước, lời bên ngoài vừa nói cũng không tính a, à, chỉ là trước mặt người khác, nói lời khách khí mà thôi sư huynh nếu thật sự là luyện hỏng huyết ti ngân ta thật vất vả mới tìm được, huynh nhất định phải bồi thường cho ta. Thiếu nữ chấp chấp đôi mắt đẹp, lại khẽ cười nói. Sau đó tay ngọc vừa lật, đem trong túi chữ vật từ bên hông, móc ra một đồ vật cỡ nắm tay, trực tiếp ném tới. Ánh bạc lóng lánh, giống như ngân khoáng thạch bình thường, nhưng trong đó xen lẫn vô số tia nhỏ như vết máu. Nhìn khoáng thạch trong tay, lại nghe được thiếu nữ vui cười nói ra ngôn từ như vậy, hàn lập biết trợn mắt mà thôi. Loại tài liệu hiếm có này, đừng nói là đệ tử luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ cũng chưa chắc có thể cầm tới một khối. Nàng đúng là một tu sĩ luyện khí kỳ quái lạ, ngay lập tức Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, vươn tay, vật trong tay lại ném vào trong đỉnh sau đó vừa hướng trong đỉnh quăng vào mấy loại tài liệu phụ trợ khác nhau, liền khoanh chân ngồi dưới đất, hướng trên thân nhất trương phủ vỗ nhẹ, một màn hào quang màu lam nhạt từ trên người hiện ra, trong miệng cũng chuyển đến tiếng chú ngữ. Kết quả tám cái pháp khí hình hồ lô trên mặt đất, đồng thời linh quang đại phóng, sau khi miệng hồ lô hồng mang chấp động, đột nhiên phun ra tám đạo cột lửa đỏ đậm, vừa lúc bắn tới nửa phần dưới cự đình. Nhất thời một luồng khí cực nóng khiến người hít thở không thông tràn ngập cả gian mật thất. Ngay lúc Hàn Lập vội vàng luyện hóa huyết ti ngân, trong một tòa lầu các ô tĩnh vắng vẻ tại đỉnh núi, đã có một đạo cô lớn tuổi thần sắc lạnh như băng cùng một người trung niên mỹ phụ thần sắc ngưng trọng đang nói gì đó. Tranh lệch thời gian không nhiều lắm chứ, vì một lần chuẩn bị này, Hoàng tộc chúng ta đã chuẩn bị suốt hơn 400 năm. Trải qua 7, 8 đại đế vương khổ tâm kinh doanh, mới có thể một tia phong thanh đều không có để lộ. Nhưng nếu là thất bại, không có được hai món bảo vật kia, sợ rằng cả hoàng thất sẽ lập tức gặp đại hỏa Đừng thấy chúng ta nghiệp ra mấy năm nay âm thầm ẩn tàng có không ít thực lực, nhưng nếu cùng Phật đạo các thế lực thực sự va chạm, sợ rằng vẫn là không chịu nổi một kích. Mà đám hủ nho của nho môn kia đừng nhìn mồm loa mép giải giữ gìn hoàng quyền, nhưng thực sự động chạm đến ích lợi của bọn họ đầu tiên ra tay đối với chúng ta, chỉ sợ cũng là bọn hắn. Ta cuối cùng cảm giác, lần này nghiệp ra chúng ta là đang đùa với lửa. Đạo cô thần sắc trầm trọng nói ra, cô mẫu nói như vậy, chúng ta như thế nào không biết. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để nghiệp ra chúng ta hoàn toàn thoát khỏi kìm kẹp của các thế lực khác. Chớ quên, thất thúc tổ bọn họ như thế nào mà bỏ mạng. Cũng không phải thấy thế lực hoàng thất chúng ta hơi lớn hơn một chút, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vài thế lực lớn lập tức liên thủ, minh ám đối với thúc tổ bọn họ ra tay. Sau đó, vẫn chỉ là tìm vài cái lý do liền phủi hết trách nhiệm. Nếu không linh động thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoàng tộc nghiệp gia chúng ta tại tu tiên giới có danh xưng là đệ nhất thế gia, nhưng trên thực tế chẳng qua là vật hy sinh của vài thế lực lớn để bọn họ thỏa hiệp mà thôi. Chỉ cần tin đồn kia là thật, thực có được đến hai món linh bảo kia, hơn nữa nghiệp gia chúng ta những năm gần đây khổ tâm bồi dưỡng thế lực, là có thể làm cho các thế lực khác sợ ném chuột vỡ đồ, lại không dám đối với người của nghiệp gia chúng ta dễ dàng xuống tay. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn đáng để mạo hiểm, Mỹ Phụ khẽ thở dài, chậm rãi nói. Hừ, mặc dù tu tiên giới vốn sớm có truyền thuyết thông thiên linh bảo uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta còn rất khó tin tưởng chỉ bằng vào hai món bảo vật có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cùng vài thế lực lớn bằng vai phải lứa. Ta sợ ngược lại khéo quá hóa vụng, hoàn toàn khơi dậy sự giòm ngó của các thế lực khác, đưa tới tai họa mang ngọc có tội. Chớ quên, cho dù có thông thiên linh bảo, các thế lực này sau lưng còn có tồn tại loại cấp bậc này. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện đi ra một người, đều có khả năng tiêu diệt nghiệp ra chúng ta. Đạo cô trong mắt hàn quang chợt lóe, cực kỳ kiêng kỵ nói ra. Tồn tại của hóa thần kỳ, tại nhất giới này của chúng ta căn bản chính là tồn tại vô địch. Cho dù tam thúc bá bọn họ cầm trong tay thông thiên linh bảo, đối mặt lão quái vật bậc này, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá việc này, cô mẫu cũng không cần quá mức để ý. Nghiệp gia chúng ta sớm ở trăm năm trước liền bắt đầu âm thầm điều tra tồn tại và nhược điểm của lão quái vật này. Kết quả trải qua quá nhiều phương diện phân tích, chúng ta phỏng chừng tính tuổi thọ của lão quái vật này nếu thật sự như ước lượng vậy so với nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có thể sống lâu hơn nghìn năm. Đại tấn này hai ngàn năm qua, tiến giai hóa thần kỳ cùng với tu sĩ có thể tiến giai hóa thần kỳ cũng không có mấy người. Hơn nữa trong đó còn có một phần nhỏ, bình yên phi thăng đi linh giới còn lại lưu lại nhân giới cũng nhiều lắm hai ba người mà thôi hơn nữa những người này dừng lại ở nhân giới không đi cũng phải trả cái giá thật lớn chẳng những không thể dễ dàng cùng người ra tay đấu phép chính là ra tay cũng là tận lực đem tu vi đè thấp tại trình độ nguyên anh hậu kỳ mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng kể từ đó mấy lão quái vật này cũng không phải là như trong lời đồn là không thể chiến thắng huống hồ mấy lão quái vật này cũng hơn nửa sẽ không vì loại chuyện hưng suy của một thế lực nào mà ra tay Trung niên mỹ phụ sau khi nhíu mày, trịnh trọng nói: Việc này các ngươi làm sao mà biết được? Đừng nên nói với ta, tất cả điều này đều là suy đoán của các ngươi, hoặc chính tự mình dò la được. Bao năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn minh bạch bí mật cùng tin tức của hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại ở nhân giới, nhưng cũng không có kết quả. Ngươi chỉ cần hơn trăm năm liền có thể tin tưởng như thế, thần sắc còn rất tự tin. Thực tưởng ta già cả hồ đồ, dễ gạt gẫm sao? Rốt cuộc còn có giấu giếm cái gì không nói? Lão đạo cô nhưng không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt chợt âm hàn xuống tới. Nhưng chúng ta quyết không có ý gì lừa gạt cô mẫu. Mấy tin tức này mặc dù không phải bổn tộc nhân nghiệp gia chúng ta điều tra ra, nhưng là từ trong miệng một vị trưởng lão gia tộc mấy năm trước mới thu nhận mà biết được. Chúng ta tính toán một chút, cùng manh mối khác có được toàn bộ đều ăn khớp. Cho nên nói là nghiệp gia chúng ta tìm ra, thật cũng không có sai. Mỹ phụ vừa thấy cô mẫu của mình tức giận, vội vàng mở miệng giải thích nói: chương 926, ô phong linh, lúc trước, Diệp ra khi nào lại tăng thêm một vị trưởng lão, là tán tu hay là tu sĩ, không có vấn đề gì chứ, đạo cô bỗng nhiên cả kinh, liên tiếp hỏi tới, cô mẫu cứ việc yên tâm, người này chẳng phải là tu sĩ đại tấn chúng ta, mà là tán tu từ bên kia thiên lan thảo nguyên tới. Một thân thần thông rất mạnh, hơn nữa đã phái người dò xét qua nội tình, lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Lan Thảo Nguyên đích xác có một vị tu sĩ như vậy, bởi vì đắc tội thiên lan thánh điện không thể không trốn ra mà tránh hỏa hơn nữa chuyện tình nòng cốt của gia tộc một mực chưa để lộ cho người này mỹ phụ trong lòng đã có dự tính liền nói a à, cái này vẫn còn không sai biệt lắm mặc dù ta không tán thành kế hoạch tiếp theo của các ngươi nhưng mà các trưởng lão khác đều đã đồng ý kế hoạch này hơn nữa cũng đã bắt đầu thực hiện hai kiện thông thiên linh bảo này liền nhất định phải nắm bắt tới tay Sự tình phía sau chỉ có thể đi bước nào tính bước đó sau này người vẫn còn phải cẩn thận một chút tai mắt của vài thế lực lớn nọ không phải chuyện đùa chúng ta hành động hơi chút lớn một chút liền sẽ khiến bọn họ chú ý ngàn vạn lần chớ lộ phong thanh lão niên đạo cô lại dặn dò cô mẫu chúng ta chỉ sợ đã khiến cho một ít người để tâm hoài nghi trước đó vài ngày tu sĩ tới đóng ở kinh thành của vài thế lực lớn này bỗng chốc nhiều hơn rất nhiều mỹ phụ cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói nguyên anh kỳ tu sĩ đã tăng thêm rồi đạo cô trong lòng trầm xuống sắc mặt khẽ biến hỏi. Cái này thật không có, gia tăng đều là kết đan kỳ tu sĩ. Nguyên Anh cấp bậc cũng giống như trước đây, mấy người nọ vẫn đóng ở trong kinh. Mỹ Phụ lắc đầu, cái này cũng được, xem ra bọn họ vẫn chỉ là có điểm hoài nghi, cũng không có thực phát giác điều gì. Bên này tam hoàng quan này từ lúc đưa ra tin tức muốn luyện chế trọng bảo, đã hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Nếu không, các người bên kia khẳng định áp lực lớn hơn nữa. Lão đạo cô thần sắc hòa hoãn xuống, Cô mẫu chỉ bảo rất đúng, bất quá, mặc dù bên này tam hoàng quan chỉ là dụ hoặc, nhưng kiện linh bảo phỏng chế phẩm nọ nếu thật có thể luyện chế thành công, cũng có thể khiến thực lực chúng ta tăng lên không ít. Có thể nói, cần hết sức đem bảo vật này luyện chế ra. Mỹ Phụ sau khi suy nghĩ một chút, nói lại như thế. Cái này trong lòng ta đều biết, Bình Sơn ấn loại bảo vật này có thể khai sơn liệt địa, nó cũng không giống một loại phỏng chế phẩm. Nếu có thể luyện chế ra, cơ hồ tương đương với tự dưng tăng thêm một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ta sẽ đem hết toàn lực, trái lại người nhị bá bọn họ, nói là muốn lôi kéo một ít tán tu trong hàng cao nhân, rốt cuộc tiến hành như thế nào. Nói rõ cho ta nghe, lão đạo cô lời nói vừa chuyển, quan tâm hỏi tới một việc khác. Lôi kéo tán tu, rất lâu trước đây đã bắt đầu. Hai người trong tứ đại tán tu đều đã đáp ứng cung phụng hoàng tộc chúng ta, mặt khác hai người còn lại đều hành tung phiêu giật, căn bản không cách nào nắm giữ hành tung, chưa nói tới việc lôi kéo. Chẳng qua, Tây Bình Sơn Quỷ Vương cùng Vạn Yêu Cốc Phó cốc chủ Hùng Sư cũng tình nguyện vì hoàng tộc chúng ta mà ra mặt, không hề bị vài thế lực lớn khống chế. Đáp ứng đến lúc đó trợ giúp chúng ta một tay, mặt khác những tiểu tông môn đối với chúng ta tỏ vẻ thiện ý. Sau đó, hoàng thanh quan lão đạo cô cùng trung niên mỹ phụ tại lầu các tiến hành bàn bạc càng thêm tỉ mỉ. Thời gian cứ thế qua đi, trong địa hỏa điện Vị lục tú quận chúa kia mở to hai mắt, nhìn một khối kim loại màu bạc to như trứng gà lớn trong tay đồng thời bị huyết ti ngân quang bao phủ bên ngoài. Trên mặt tràn đầy vẻ hoan hỉ, hàn sư huynh, không nghĩ tới huynh thực sự đem khối huyết ti ngân này luyện chế ra được, thành phần lại còn phi thường cao nữa. Xem ra vị vi lão kia thật đúng là được, ngay cả đệ tử cũng có đẳng cấp luyện khí thuật tinh xảo. Ta chạy qua được mấy phường thị luyện khí lầu, luyện khí sư chỗ đó đều không có khả năng nắm chắc luyện chế ra được cung trang thiếu nữ vừa thưởng thức tài liệu ở trong tay vừa cười hì hì diễn giải với hàn lập luyện khí thuật vi sư bá truyền thụ tự nhiên không phải luyện khí sư phường thị bình thường có thể sánh được hơn nữa tại hạ cũng không phải đệ tử vi sư bá cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ tại luyện khí điện mà thôi thời gian vừa qua vẫn còn phải dốc lòng tu luyện luyện khí thuật bây giờ chỉ là thuận thế mà học thôi hàn lập khẽ mỉm cười bình tĩnh mà nói như vậy a à, vậy rất đáng tiếc huynh có thể đem huyết ti ngân luyện chế ra, hẳn là ở trên phương diện luyện khí rất có thiên phú." Thiếu nữ nghe Hàn Lập nói như vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu giúp quận chúa luyện chế xong huyết ti ngân, tại hạ còn có chuyện khác quan trọng xử lý, cũng không bồi tiếp quận chúa. Hàn Lập bắt đầu thu thập pháp khí, bộ dáng định cáo từ lúc này. "Đừng nóng vội, chẳng lẽ bổn quận chúa lớn lên rất xấu, khiến sư huynh vội vã rời đi như vậy?" Lại nói, ai nói bổn quận chúa chỉ luyện chế đồ vật như thế? ta còn có tài liệu giống thế, cần xử lý một chút. Ban đầu không biết sư huynh luyện chế thành thục như thế nào, không dám tùy tiện lấy ra nữa. Hôm nay tự nhiên đối với sư huynh tin tưởng 10 phần. Thiếu nữ đem huyết ti ngân sau khi vừa thu lại, cười híp mắt nói, sau đó từ trong túi chữ vật bên hông xuất ra một cái hộp ngọc dài hơn thước, trực tiếp ném cho Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy đầu có chút phình ra, còn có tài liệu để luyện chế. Quận chúa cũng quá đề cao tại hạ, bằng tu vi của ta, luyện chế xong huyết ti ngân, cũng đã sức cùng lực kiệt. Lại luyện chế tài liệu khác, tại hạ thật sự là lòng có thừa mà lực không đủ. Hàn Lập cân nhắc đặt hộp ngọc xuống, không hề có mở nó ra, vẻ mặt sầu khổ nói: "Như vậy a, à, điều này cũng đúng, pháp lực của huynh đúng là có điểm nông cạn, bất quá, đồ vật lần này cũng có thể không dùng để luyện chế, ta chỉ là muốn để cho sư huynh giúp ta đem tài liệu này hơi xử lý một chút, giữ lại phần lớn linh tính tài liệu bị mất. Nhưng phải nói trước với sư huynh nha, đồ vật này sau khi huynh nhìn qua, đừng tiết lộ cho người thứ hai biết đây chính là vật mà ta thật không dễ mới có được trong thiên hạ phỏng chừng cũng không có mấy kiện đâu cung trang thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu lộ ra vẻ đắc ý vài phần tài liệu gì mà quý hiếm như vậy hàn lập có chút kinh ngạc nhìn hộp ngọc trong tay một lúc tò mò tiện tay đem nắp hộp mở ra kết quả chưa thấy rõ vật trong hộp một cổ hồng mang trói mắt từ trong hộp bạo phát ra không kịp đề phòng lóe thẳng tới làm hàn lập hoa cả mắt một hồi hàn lập thất kinh trong mắt không khỏi lam mang chợt lẽ, Minh Thanh Linh Mục nhất thời theo bản năng tự động thi triển ra. a à, Huynh, đây là, thiếu nữ và Hàn Lập đồng thời kêu lên tiếng, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bất ngờ trong hộp là một nhánh vũ linh dài đến nửa thước, óng ánh long lanh, hồng quang lấp lánh, giống như một loại nhiệt hỏa biến ảo mà thành. Trường Linh Hạo Dương Điều, không đúng, hình như không quá giống nhau. Hàn Lập kinh ngạc nhìn trong hộp vật, trong miệng không khỏi thì thào nói. Cái gì Hạo Dương Điều? của ta đây là trường linh trên phần đuôi của ô phượng đây chính là lúc vài năm trước tổ phụ mang ta đi hải ngoại bái phỏng một vị đại thần thông tiền bối ta thừa dịp linh cầm của hắn đang ngủ len lén nhổ xuống được hi hi con chim đần độn này một mình ngủ rất sâu từ đầu đến cuối cũng không có tỉnh lại đúng ánh mắt của ngươi thế nào chợt biến mới vừa rồi lại có thể phóng lam quang thực rất có ý tứ đây là loại pháp thuật gì thiếu nữ trong miệng líu díu hỏi không ngừng còn ngươi xoay tròn loạn chuyển không ngừng xem xét hướng hai mắt hàn lập dường như muốn dò xét ra được điều gì nhưng hàn lập phát giác không ổn sớm đem thần thông minh thanh linh mục thu liễm lại tự nhiên lại nhìn không ra cái gì khác thường mà hàn lập nhìn chăm chú vũ linh ở trong hộp thần thức đang cùng đại nhãn thần quân nói chuyện với nhau lông đuôi ô phượng ta nhớ không lầm mà nói cái này hình như là linh cầm hỏa thuộc tính nổi danh cùng hạo dương điểu có thể dùng lông đuôi của nó thay thế lông đuôi hạo dương điểu hàn lập trịnh trọng hỏi Ô phong tại trong truyền thuyết chính là một trong các nhánh của hỏa phượng. Loại linh cầm này dĩ nhiên còn có thể đem huyết mạch từ lúc thượng cổ lưu truyền tới nay, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Đáng tiếc, hai loại tài liệu này cũng không có cách nào thay thế cho nhau, bất quá nếu là hơi chút cải biến một cái, nói vậy trộn lẫn loại linh vũ này, có thể làm cho tam diễm phiến của người uy lực nâng cao một bậc. Nhưng là trước mắt cái này, linh tính trôi đi hơn phân nửa, đã không thích hợp làm tài liệu. Kỳ quái A, năm đó lúc ta du lịch đại tấn, như thế nào không có nghe nói qua lão quái vật nào thuần dưỡng linh cầm này đại diễn thần quân đầu tiên là một phen kinh ngạc sau đó tâm tình tiếc hận buồn bực dâng lên như vậy a à, hàn lập vừa nghe không thể thay thế tự nhiên trong lòng vô cùng thất vọng lúc này cùng trang thiếu nữ vẻ mặt tha thiết mong chờ xem xét hàn lập xem ra đối với chuyện tình song mục tại sao mà phóng lam quang thật sự bộ dáng đặc biệt cảm thấy hứng thú thấy loại vẻ mặt này của thiếu nữ hàn lập sờ sờ cái mũi trong lòng không khỏi cười khổ Mới vừa rồi song mục có thể phóng dị quang, kỳ thật duyên cớ chỉ là dùng một loại linh thủy lau đôi mắt. Ở cách làm này, chỉ là có thể làm cho song mục hơi trong trẻo một chút, chỉ là tu sĩ cấp thấp bọn ta tiểu đạo mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hàn lập bất động thanh sắc, chậm rãi trả lời. Dùng linh thủy lau mắt, là cái gì linh thủy? Trong người ngươi còn có cái này, có thể tặng ta một lọ trăng. Thiếu nữ nghe vậy tinh thần chợt động, hưng phấn hỏi. Loại linh thủy này đều là chế biến tại chỗ mới có tác dụng, ta năm đó có được đã sớm trà lau xong, chỉ sợ làm quận chúa thất vọng rồi. Hàn lập mặt lộ vẻ tiếc núi nói, Hàn sư huynh, người nói là thật hay giả, sẽ không thấy ta nhỏ, cố ý lấy hư ngôn gạt ta chứ. Thiếu nữ chấp chấp đôi mắt đẹp, đem miệng hớt lên, vẻ mặt lộ vẻ không tin. Những câu hàn mỗ nói là thực, sao dám lừa gạt quận chúa. Bất quá ta đã có một dạng đồ vật khác, có lẽ quận chúa sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn lập cười khan một tiếng, mới chậm gì gì nói giao dịch cái gì, không phải người thích cái ô phượng linh của ta chứ. Thiếu nữ nghe xong Hàn Lập nói như vậy ngẩn ra, tiếp theo nhớ ra cái gì, khẽ nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Lục tú quận chúa nói đùa, thiên tài địa bảo bực này, ta là một tu sĩ luyện khí kỳ há lại dám vọng tưởng. Tại hạ chỉ nghĩ hướng quận chúa chứng thực một việc, muốn quận chúa giúp tại hạ xác nhận một lần. Hàn Lập sau khi đem nắp hộp một lần nữa đậy lại, cười khổ nói. Chứng thực sự việc, điều này rất đơn giản cũng không cần giao dịch cái gì. Ngươi sẽ giúp ta đem cái ô phượng linh này xử lý cho tốt, có cái vấn đề gì cứ việc hỏi là được. Chỉ cần ta biết đến, khẳng định trả lời ngươi. Thiếu nữ khe cười, khoát tay chặn lại, thoải mái nói. Tốt, vậy một lời đã định đi. Hàn lập hơi do dự một chút, gật đầu. chương 927, phong khởi xạ khởi. Một canh giờ sau, cung trang thiếu nữ muôn vàn dáng vẻ từ trong địa hỏa điện đi ra, mọi người đã sớm nóng nảy chờ ở ngoài điện ba gã luyện khí đệ tử cũng rất niềm nở đối đáp khách với đám nam nữ tu sĩ lai lịch phi phàm này bọn họ thật sự không có chút dũng khí nào dám chậm trễ đón tiếp thiếu nữ vừa thước tha bước ra đám nam từ trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh quận chúa thế nào huyết thi ngân không bị tên gia hỏa kia phá hư chứ chấm những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han không có việc gì đa tạ chư vị sư huynh đã quan tâm hàn sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài luyện đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì Thiếu nữ hất tóc mai trên trán, vừa tao nhã vừa quý phái mỉm cười nói, còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc ở cùng Hàn Lập. Đang từ trong hỏa điện đi ra, chứng kiến cảnh này Hàn Lập không khỏi một thoáng co rút khóe miệng. Hắc hắc, Hàn tiểu tử, ngươi cũng thật là xảo trá quá đi, không ngờ loanh quanh một vòng như vậy mà từ miệng một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ ô Phượng Linh. Không thể nào, ngươi thật sự có chủ ý đánh vào ô Phượng đảo đoạt bảo sao. Đương nhiên, nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của tam diễm phiến, ta tất nhiên phải thử hết sức một phen. Hào phí bao nhiêu tài liệu chân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng, há chẳng phải bận bịu vô ích một thôi một hồi sao. Dù sao cổ bảo bình thường đối phó với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thật sự cũng không có bao nhiêu uy lực. Đi thôi, trong khi bọn họ lưu lại hoàng thanh quan mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được. Đỡ cho mấy tên gia hỏa kia bị làm phiền mà chậm chế tu luyện của họ. Hàn Lập thản nhiên nói, rồi vô thanh vô tức chuồn ra khỏi hỏa điện hướng địa phòng đi tới hai ngày sau cung trang thiếu nữ lại lén lút đến tìm hàn lập vợ như muốn luyện chế vật gì nhưng hàn lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế làm cho nữ tử này bĩu môi đi lại một hồi bất đắc dĩ hậm hực mà rời đi hai ngày qua đi đám nam nữ trẻ tuổi rốt cục theo mỹ phụ ly khai hoàng thanh quan luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có Hàn Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ. Thời gian còn lại, hắn dành thời gian chuyên tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Thời gian một tháng trôi qua, bởi vì Hàn Lập không một lần nào chỉ hoãn hoàn thành việc tinh luyện, vì lão đối với hắn ngày càng coi trọng. Trong lúc luyện khí, lão còn dành ra thời gian giảng giải Hàn Lập thủ pháp tinh luyện một vài tài liệu đặc thù, sau đó thậm chí dần dần đem một chút tài liệu chân quý giao cho hắn luyện chế hàn lập dù vậy vẫn bất động thanh sắc đem nhiệm vụ từng tháng đúng hạn hoàn thành không một lần trì hoãn Vì lão có chút kinh ngạc rốt cuộc nhận thức luyện khí thiên phú của hàn lập hiển nhiên đem càng nhiều tài liệu truyền thụ cho hàn lập đồng thời trong lúc luyện khí những tài liệu không quá quan trọng đều giao cho hàn lập xử lý không bao lâu hàn lập phát hiện những tài liệu được giao đều là tài liệu thổ thuộc tính nghiêm thấy điều này làm trong tâm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên dù sao ngoại trừ số ít phòng ngự bảo vật rất hiếm có pháp khí pháp bảo dùng thổ thuộc tính tài liệu luyện chế nên. Bất quá hết thảy những điều này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hàn Lập vẫn bất kể gió mưa đêm ngày dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, từng bước tu luyện tầng thứ hai minh vương quyết. Hắn mơ hồ đã cảm giác được thân thể mình có những biến hóa kinh người. Ngay lúc này, tại ngoại sơn truyền đến cho hắn một tin tức, vị nghiêm nho sinh đưa hắn vào núi đột nhiên bệnh nặng, không rõ nguyên nhân mà qua đời bệnh nặng ngày đó nhìn qua thân thể của hắn cũng không thấy có bệnh tật gì trong người nhận được tin tức này hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu đồng thời liên tưởng đến gần đây có nhiều tu sĩ lạ xuất hiện khi hắn dụng thần thần thức lặng lẽ quét qua mơ hồ hàn lập cảm thấy phong vũ đang muốn nổi lên nơi này không thể ở lâu nếu không sẽ không biết bị cuốn vào trong đại phiền toái nào nữa hàn lập dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình lập tức ra quyết định nhất thời trong thời gian còn lại Hàn Lập càng để tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Hơn một năm sau, Hoàng Thanh Quan xuất hiện một sự kiện không lớn không nhỏ, một luyện khí kỳ ngoại sự đệ tử đột nhiên biến mất không thể giải thích được. Sự việc này làm kinh động vài vị cao giáo tu sĩ trong Hoàng Thanh Quan, thậm chí cả vị Nguyên Anh kỳ lão đạo cô nghe được việc này cũng tự mình hỏi qua. Một đệ tử giai vị thấp trong mấy ngàn đệ tử vốn chỉ là chuyện vặt vãnh, thế nhưng tên này lại là đệ tử luyện khí điện, có thể luyện chế pháp khí trợ lực các đệ tử khác. Cái này khó trách kinh động nhiều như vậy đến các bậc cao tầng của Hoàng Thanh Quan. Hiện tại, lão đạo cô từng cùng họ Ngọc Mỹ phụ bàn bạc trong lầu các, đang ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh là hai hoàng Bảo đạo cô. Một người hơn 40 tuổi, một người nhìn khoảng 27, 28 tuổi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Thanh Quan chúng ta cực kỳ xem trọng cấm chế, sao lại để một đệ tử thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên biến mất? Hai người các ngươi giải thích sao đây? Lão đạo cô sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi: Khởi bẩm sư bá, ta đã dò xét qua tất cả cấm chế nội môn, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hao, không có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Xem ra nếu không phải là trận pháp đại gia, thì chỉ có thể là tên đệ tử kia tự động rời đi. Trung niên đạo cô Trần trừ một chút, cung kính trả lời. Trận pháp đại gia, chúng ta hoàng thanh quan hộ quan đại trận, dù là đại tấn mấy trận pháp tông sư đến cũng không có cách nào trong vòng một đêm từ bên ngoài phá đi. Bất quá nếu là từ bên trong rời đi thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tên đệ tử kia tên gọi là gì, có lai lịch gì không? Lão đạo cô nhướng mày, sao nhớ tới gì đó hỏi? Đệ tử này tên Hàn Lập, là do Hoa Liên Sư Điệt hai năm trước từ Bạch Lộ Thư Viện, đem một người tán tu mang về trong quan. Đạo cô trẻ tuổi tựa hồ biết qua tin tức liên quan, vội vàng nói. Hàn Lập, cái tên này sao lại cùng nghiệp gia trưởng lão vừa thu nhận giống nhau như đúc? Lão đạo cô bỗng nhiên ngây người, giật mình nói. Đúng vậy, Sư Điệt khi vừa mới nghe đến tên của đệ tử này cũng sừng sốt một chút. Bất quá hai người quá nửa chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao một nguyên anh kỳ và một luyện khí kỳ tu sĩ cũng khó có thể có khả năng quan hệ. Tuổi trẻ đạo cô phân tích, trùng hợp, thế gian mặc dù chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng chúng ta cứ đến lúc luyện chế đồ vật kia vào thời điểm mấu chốt là lại có người mất tích. Hơn nữa kẻ mất tích cùng địch nhân trưởng lão mới gia nhập lại có cùng tên họ. Mặc kệ có phải hay không nhưng thật sự là đúng dịp quá đi. Việc này ngươi phải điều tra cho rõ ràng, phái người tin cậy đi do thám tình hình một chút. Vị hàn trưởng lão kia cùng tên đệ tử hàn lập ai mà biết được có quan hệ dính líu gì không? Mặt khác, gọi hoa liên nhà đầu kia tới, ta muốn đích thân hỏi một chút về quá trình mang tên đệ tử này về Hoàng Thanh Quan. Xem xem có phải bạch lộ thư viện đã cho chúng ta một cái bẫy. Còn nữa, luyện khí điện tiến độ một khắc đều không thể dừng. Những gì chúng ta phụ trách luyện chế nhất định phải trong 3 năm hoàn thành thì mới có thể làm đại sự lão đạo cô mặt không hề thay đổi phát quân lệnh. Vâng, thưa sư thúc, tuân mệnh, hai nàng này trong miệng liên tiếp vâng dạ, rồi cáo từ đi bố trí công việc. Thấy hai người rời đi, lão đạo cô lúc này mới thở dài một hơi, ngả người về phía sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba tháng sau, tại Thái Hưng phường thị lớn nhất Hích Châu, có một người người tuổi trẻ dùng 8 vạn linh thạch ra giá cao mua một cửa hàng đã an bài gần trăm năm, gặp bất cứ người nào cũng hỏi về một khối khoáng thạch vô danh. Năm tháng sau, Tại phiền quận chứ danh phiền xuyên giao dịch hội, một tu sĩ che mặt dùng 15 vạn linh thạch mang đi ba khối hỏa tích mộc. Nửa năm sau, tại phong châu khai Long Phủ, một môn phái tên là Minh Kiếm Tông phát sinh một vụ mất trộm. Trong tông môn cất giấu một linh giác của thiết giác tề bỗng đột nhiên không cánh mà bay. 8 tháng sau, khu quận đệ nhất thế gia tông bình thế gia, một nguyên anh trung kỳ đại hán có khuôn mặt xấu xí đột nhiên tìm tới cửa. Dùng một gốc cây ngàn năm linh thảo cùng một quả thất cấp yêu thú linh đan muốn trao đổi ngũ quang mộc mà Tông Bình ra đang cất giữ. Tông Bình ra ra chủ lực bất tòng tâm, dù cho đã mời hai Nguyên Anh đại trưởng lão trong tộc đồng loạt ra tay đối phó người này. Kết quả bị đại hán Nguyên Anh Trung Kỳ dùng đại thần thông dễ dàng đem hai gã trưởng lão hóa thành hai khối cự băng. Tông ra ra chủ thất kinh, bất đắc dĩ nhịn đau xuất ra ngũ quang mộc. Tên kia xấu xí đại hán tiếp nhận ngũ quang mộc, cuồng thiếu vài tiếng rồi ném một gốc cây linh thảo cùng một quả yêu đan nghênh ngang rời đi. Hai vị trưởng lão của tông gia kia phải vô cùng hao phí công phu mới phá băng cứu ra được, mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng nguyên khí hao tổn ít nhiều. 9 tháng sau, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Đại Tấn Nam Bộ thường xuyên xuất hiện ba người thập phần kỳ lạ, một người tuổi trẻ, một tu sĩ che mặt và một đại hán xấu xí. Ba người hành tung có điểm chung là chuyên đi tìm đoạt các loại tài liệu chân quý. Trong đó người tuổi trẻ chuyên mua những tài liệu vô danh cổ quái, mà tu sĩ che mặt tại phòng đấu giá rất bạo tay, như là trong tay có vô cùng tận linh thạch, Đại hán xấu xí thì không chút khách khí tìm tới các thế gia cùng một vài tiểu tông môn, mạnh mẽ ép buộc dùng linh dược và yêu đan đổi lấy thiên tài địa bảo mà bọn họ đang cất giấu. Đương nhiên trong đó cũng xen kẽ một vài đại môn phái, bên trong nội khố có một thứ gì đó quý giá quỷ dị trong vòng một đêm không thấy bóng dáng. Người trẻ tuổi cùng tu sĩ che mặt, ngoại trừ có chút khác người thì hết thảy đều không gây sự chú ý quá nhiều đối với người khác. Chỉ có đại hán cường hãn trao đổi chân bảo. Cùng với sự việc phát sinh tại nội khố một số đại môn phái đã làm chấn động đại tấn nam bộ tu tiên giới. Các tu tiên tông môn trong cơn đại nộ, liên tục phái xuất môn hạ đệ tử đi khắp nơi truy tầm vị đạo tặc thần bí này. Các đại tông môn đứng sau lưng các thế gia bị đại hán xấu xí cường hãn ép giao dịch đồng dạng cũng phái ra nhân thủ, trải rộng khắp nơi lùng bắt vị tu sĩ to gan lớn mật nọ. Chương 928, Nhạc Dương cung. Lũng Châu là một châu phủ lớn nhất vùng biên giới tây bộ của đại tấn. Bên trong núi cao trùng điệp, chướng khí độc xà vô số, cho nên ở đây đầy đủ các loại linh thú độc trùng nổi tiếng. Nhưng bất đồng với các đại châu quận khác chính là một châu lớn như vậy chỉ có chính đạo nổi danh hiển hách nhạc dương cung và ma mộc tông, một trong 10 ma tông lớn, nắm quyền quản lý. Thế lực bên ngoài căn bản không thể nhúng tay vào nội tình bên trong châu. Mà các thế lực tu tiên bản xứ ở trong châu là các tông phái nhỏ không đáng nhắc đến, càng không thể tạo thành uy hiếp với hai tông môn siêu cấp này. Hơn nữa không phân biệt chia đều gia nhập dưới thế lực hai nhà này để được che chở. Toàn bộ châu hoàn toàn nằm trong khống chế của hai nhà này, hình thành cục diện hai thế lực mạnh mẽ cùng tồn tại. Mà Nhạc Dương Cung nằm ở Thiên Nhạc Sơn mạch trong vùng Tây Xuyên. Phương viên hơn 10 vạn dặm của sơn mạch toàn bộ đều là núi non hoang vu liên miên không dứt. Nhạc Dương Cung đặt tại ngọn núi Nam Thiên Phong trung tâm của sơn mạch. Đệ tử trong cung có đến mấy vạn người, trải rộng khắp các ngọn núi lớn nhỏ ở bốn phía xung quanh biến xung quanh trung tâm thiên nhạc sơn mạch thành chỗ vách sắt tường đồng, không chỉ nói căn bản không có tu sĩ nào dám có chủ ý đánh nhạc dương cung, cho dù ngẫu nhiên có kẻ to gan lớn mật cũng không thể xuyên qua đại trận có 13 tầng cấm đoạn hình thành nên một cấm chế đáng sợ bố trí từ trong ra ngoài nam thiên phong. Nhưng có một ngày, một nhóm đệ tử vừa mới từ trên một ngọn núi không người ở bên rìa sơn mạch ngự khí đi qua thì trên đỉnh núi. Đột nhiên thanh quang khẽ lóe lên, một người thanh niên áo xanh hai tay để sau lưng đứng ở trên một tảng đá lớn, hướng về bóng lưng các đệ tử nhạc dương cung đi xa yên lặng nhìn, trên mặt không chút biểu tình. Người này chính là Hàn Lập, Hàn Tiểu Tử, người thật muốn xuống tay với nhạc dương cung sao, ta không cho đây là chủ ý tốt đâu. Nhạc dương cung là một trong 10 đại tông phái chính đạo, thực lực cũng đủ xếp ở 5 vị trí đầu. Không phải dễ dàng có thể trêu chọc được, đại diễn thần quân trong thần thức truyền âm nói, ta tự nhiên biết việc này, nhưng tất cả tài liệu chế tạo tam diễm phiến, ta trong tối ngoài sáng cũng thu được 7-8 phần hiện tại chỉ thiếu lông đuôi hạo dương điểu và vảy của xích hỏa dao xích hỏa dao thì tốt rồi chúng ta tại khu chợ có được tin tức tại bờ biển vùng đông bộ đại tấn xuất hiện mấy con ác dao lợi hại lên bờ cắn nuốt tu sĩ hình như là một con hồng dao không phải là xích hỏa dao nhưng cùng tu luyện công pháp thuộc tính hỏa ta có thể thử thời vận còn hạo dương điểu chúng ta đã hỏi thăm tất cả khu chợ vùng nam bộ này chỉ có nhạc dương cung là nuôi dưỡng loại linh cầm này không đến nơi này thì còn có thể đến nơi nào Nhạc Dương Cung mặc dù khó dây vào, nhưng cũng chỉ kiên trì đến cùng mà thôi. Hàn Lập lạnh lùng nói, "Ta cũng không phải bảo ngươi che giấu Nhạc Dương Cung, ngươi làm gì mà không trực tiếp tới cửa trao đổi, cần gì phải âm thầm xuống tay?" Lấy ngươi hiện tại tu vi Nguyên Anh trung kỳ cầm ra vài món bảo vật quý hiếm không chừng đối phương sẽ bán ngươi một cái nhân tình đó. Đại Diễn Thần Quân cười hắc hắc nói, "Tiền bối nói đùa rồi, trao đổi cũng phải tại song phương thực lực cân bằng nhau mới có thể tiến hành." ta chỉ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhạc dương cung có đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ngồi chấn giữ như thế nào đem tu vi nho nhỏ của hậu bối đặt trong mắt. Hơn nữa nhạc dương cung rõ ràng đem hai con hạo dương điểu thành linh cầm truyền thừa tông môn, sẽ không để ta hái vũ linh, làm cho con chim này tổn hao tu vi. Mà vật ta cầm ra trao đổi có giá trị rất thấp, nhạc dương cung khẳng định không để vào mắt, còn nếu đưa ra đồ vật cúa quý hiếm, sợ rằng làm nhạc dương cung nổi lên lòng muốn giết người đoạt bảo. Ta một tán tu từ bên ngoài đến, ở trong phạm vi thế lực của đối phương, nhạc dương cung cũng không cần bận tâm điều gì. Ta cũng không có hứng thú đem an nguy chính mình ký thác vào ý niệm của đối phương. Nếu tu vi là nguyên anh hậu kỳ, ta không chừng thật theo lời tiền bối nói. Hàn lập cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói cũng có lý, nhưng mà, người tại xung quanh vùng rìa sơn mạch này ở lại hơn 10 ngày rồi, chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chờ hạo dương điều kia tự động bay ra hay sao? Hơn nữa nhìn cử động của ngươi, dường như là tìm địa phương nào đó, Ngươi có chú ý quỷ quái gì vậy? Đại diễn thần quân im lặng một lát sau khi không thể không thừa nhận Hàn Lập nói có chút đạo lý. Nhưng lại đối với việc làm gần đây của Hàn Lập có chút tò mò. Không có gì, chỉ là tìm địa phương thích hợp bố trí cạm bẫy thôi. Hàn Lập ánh mắt chấp động, mỉm cười nói. Bố trí cạm bẫy, ta đã biết nếu người dám đánh chủ ý với nhạc dương cung khẳng định có chút cách thức quỷ quái. Trước tiên là nói ta nghe một chút đi. Đại diễn thần quân cười khẽ nói. Ha ha, Đợi vãn bối tìm địa phương thích hợp, tiền bối sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thật ra Nhạc Dương cung có hai con Hạo Dương Điểu một lớn một nhỏ. Thích hợp xuống tay với con nào? Hàn Lập nheo mắt nhìn hướng nam của trung tâm sơn mạch nói. Này còn phải nói sao? Con Hạo Dương Điểu lớn nghe nói tu vi đạt tới cấp 8, người có khả năng trong thời gian ngắn thu thập được nó sao? Đại Diễn Thần Quân thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, nếu không phải loại thượng cổ linh cầm này linh trí mở ra rất khó tại nhân giới căn bản không thể hóa thành nhân hình thì sao lại cam tâm để nhạc dương cung sử dụng. Ta cũng không có nắm chắc đối phó được đại thần thông của loại linh cầm này. Về phần con nhỏ nghe nói hơi yếu một chút, chỉ có tiêu chuẩn cấp 7, đối phó dễ dàng hơn. Hàn lập trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý nói, chẳng qua dùng lông đuôi của con hạo dương điều cấp 8 luyện chế tam diễm phiến, uy lực của nó chắc hẳn lớn hơn vài lần đại diễn thần quân có chút tiếc nuối nói. Quên đi, thế giới nào có chuyện thập toàn thập mỹ, đối phó hạo dương điều cấp 8 không phải một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ là nguy hiểm quá lớn một chút, hơi chút trì hoãn thời gian, liền kinh động tu sĩ nhạc dương cung, ta cũng không nghĩ lập lại một màn bị người đuổi giết đến trọng thương ở thiên lan thảo nguyên. Vẫn là đối phó con hạo dương điều nhỏ kia, càng ổn thỏa một chút. Lập lắc lắc đầu nói, ưm, um, người nghĩ cũng không sai, bất cứ này hai cái con hạo dương điều này không kể lớn nhỏ. Hơn phân nửa thời gian đều là ở trong nhạc dương cung, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài. Tại trong trăm dặm quanh nhạc dương ngoài cung hoạt động một chút sẽ không dễ dàng đi xa trung tâm sơn mạch. Muốn cướp lấy phải hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn của ngươi. Đại diễn thần quân cười nhỏ một tiếng có chút chờ mong nói, cái này yên tâm đi. Lúc trước ta dùng dẫn mộng thuật đã từ trong miệng một người đệ tử nhạc dương cung hỏi ra quy luật suốt cung của hạo dương biểu. Nhạc dương cung bởi vì sợ hai con linh cầm ở cùng một chỗ sẽ quản thúc không tốt nên cố ý đem hai con linh cầm mỗi tháng với thời gian khác nhau thả đi ra dạo mát. Đây là cơ hội chúng ta." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói một cách chắc chắn, "Ngươi quả nhiên biết nặng nhẹ, không cần lão phu chỉ điểm cái gì, chẳng qua ngàn vạn lần đừng trễ tấn kinh giao dịch hội. Con rối của ta còn thiếu vài loại tài liệu, hẳn là tại đó tìm được đến tay." Đại diễn thần quân chợt nhớ ra liền dặn, "Tấn Kinh đấu giá hội là một trong ba đại hội đấu giá của Đại Tấn, 10 năm mới mở một lần. Ta hiển nhiên sẽ không trễ, xong chuyện này chúng ta liền đi tới Tấn Kinh." Sau đó tiếp tục đi vùng Đông Bộ Đại Tấn, đi tìm con ác giao kia. Hàn Lập trong lòng sớm đã có kế hoạch từ trước, bình tĩnh nói: "Cái này được, bất quá lại nói, hành động của ngươi trong đoạn thời gian này, thật đúng là làm cho lão phu nhìn bằng con mắt khác." Lão phu tưởng rằng ngươi muốn thu thập tài liệu như thế, tối thiểu cũng phải mất 3 4 năm. Không nghĩ tới ngươi song song tiến hành thủ đoạn trực tiếp thu mua công khai cùng cướp đoạt. Cái nào ngươi cũng dùng cả, ngắn ngủi trong một năm đã đem tài liệu thu thập gần đủ cả hắc hắc, loại quyết định kiên quyết này thật đúng là chuyện lão phu không có nghĩ tới. Đại diễn thần quân không nhịn được lấy làm kỳ nói nhưng trong thanh âm mang theo ý cười. Rõ ràng đối với cách làm của Hàn Lập rất là hài lòng. Vãn bối cũng muốn chậm rãi dùng phương pháp ổn thỏa siêu tầm tài liệu. Nhưng là thời gian không chờ người, nguyên thần của tiền bối mặc dù có dưỡng hồn mộc nuôi dưỡng. Nhưng rõ ràng so với trước kia suy yếu hơn nhiều, vãn bối nếu muốn tận mắt thấy con rối nguyên anh cấp của tiền bối. Chỉ có nắm chặt thời gian, Hàn Lập Thần sắc vừa động, âm thanh dừng lại một lát, sau mới bình tĩnh nói: "Ngươi coi như là cố tình, ta cũng biết rõ, thần thức của ta, kiên trì nhiều lắm khoảng 3 4 năm, nguyên thần của ta thật sẽ tan đi. Chẳng qua nhìn tốc độ ngươi thu thập tài liệu, tại trước khi ta luân hồi, đem luyện chế con rối xong xuôi, thật ra là chuyện rất có hy vọng." Đại Diễn Thần Quân sau khi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Sau khi Tiền Bối gặp Vãn Bối, trước sau giúp Vãn Bối rất nhiều lần, Hàn mỗ cũng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, những chuyện đó vẫn nhớ mãi trong lòng. Tâm nguyện của tiền bối, ta chắc chắn hết sức trợ giúp tiền bối đạt được Hàn lập thở dài một tiếng trịnh trọng nói. Khổ, kỳ thật ta giúp người cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao nếu là ta rơi vào tay người khác, sợ rằng kết quả cũng không tốt đến vậy đâu. Đại diễn thần quân cũng có chút cảm khái, nói thật lòng mình. Hàn lập cười cười, lập tức thân hình nhoáng lên, thanh quang chấp động, cả người tựa như đón gió hóa thành vô hình, một lần nữa thân hình ẩn đi. Hai ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trong một tòa sơn cốc nhỏ khác. Sơn cốc này bị một mảng lớn rừng đào bao trùm, tạo ra một màu phấn hồng, hoa đào khắp nơi đúng là một chỗ cảnh sắc tú lệ. Hàn Lập trôi nổi phía trên, vừa quan sát toàn bộ sơn cốc, vừa đem thần thức phóng ra nhìn qua trăm dặm phụ cận một lần, trên mặt rốt cục lộ vẻ hài lòng. Không sai, vị trí này rất hẻo lánh, xung quanh cũng không có một tu sĩ nhạc dương cung nào. Sơn cốc cũng rất thích hợp để bố trí trận pháp. Là nơi này đi, Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, cả người hóa thành một đạo thanh hồng hạ xuống trung tâm rừng đào. Hàn Lập không nói hai lời, lập tức bận bịu trong sân cốc, một hơi bày ra bảy tám bộ trận kỳ bố trí trận pháp, hơn nữa đều là các loại trận pháp ngăn chặn khí tức, ngăn chặn linh khí. Những trận pháp chân chính có tác dụng bao vây địch nhân chỉ có hai ba cái mà thôi. Mặt khác, trong đại trận này còn bố trí một cái ảo trận tại vị trí của chính mình. Đem tình hình trong rừng đào che giấu hơn phân nửa. Đại diễn thần quân chứng kiến việc này, trong mắt hiện lên tia tò mò, cuối cùng cũng nén lại không có hỏi, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nhìn tiếp. Sau khi bố trí xong xuôi tất cả, Hàn Lập cũng không có hành động gì mà là ở chỗ trung tâm rừng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. chương 929, Hạo Dương Điểu, lúc trời tối ngày thứ ba, Hàn Lập vẫn đang ngồi nhập định thẳng đến lúc này, rốt cục mở mắt ra. Hắn nâng tay ngẩng nhìn sắc trời tối mịt, bàn tay vừa lật, một khối nguyệt quang thạch xuất hiện ở trong tay đem viên đá này hướng không trung ném đi, một vùng ánh sáng trắng như sữa lan ra, chiếu sáng khắp xung quanh rừng đào. Hàn lập im lặng đứng dậy, lấy ra một khối san hô có màu hồng lớn chừng vài thước, hướng một gốc cây đào ném tới, sau đó lại móc ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp lộ ra một gốc linh thảo mỏng manh có 13 lá. Linh thảo có màu trắng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đúng là cây nghe thường thảo được óc hắn đề cao không biết bao nhiêu lần. Đây là thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị, chờ hàn lập đem nghe thường thảo trồng ở trên cây san hô đại diễn thần quân vẫn không hiểu ra sao không nhịn được mở miệng hỏi hắn mặc dù thấy qua hàn lập dùng loại linh thảo này nuôi dưỡng phệ kim trùng hiệu quả phi thường tốt nhưng hiện tại cầm linh thảo này ra vẫn là làm cho hắn rất là nghi hoặc hàn lập nghe được câu hỏi này khẽ cười một tiếng thật ra linh thảo này còn có tên gọi khác gọi là dụ yêu thảo không cần nói gì tiền bối cũng có thể minh bạch ý định của vãn bối a dụ yêu thảo chẳng lẽ ngươi muốn Đại diễn thần quân chợt hiểu ra, thanh âm vang lên. Không sai, sáu ngày sau thì con hạo dương điều nhỏ kia, được thả đi ra hít thở khí trời. Đến lúc đó thì, hắc hắc, hàn lập cười lạnh một tiếng. Phương chử là một tu sĩ trúc cơ kỳ trong nhạc dương cung. Cấp tu sĩ loại này, trong cả nhạc dương cung không đến một ngàn thì cũng có đến tám trăm. Theo lý thuyết, hắn trong cung không phải là một nhân vật quan trọng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, không muốn nói những tu sĩ trúc cơ kỳ khác mà đến một vài vị sư thúc, Sư bá kết tu vi đan kỳ, thấy phương trừ cũng khách khách khí khí với hắn, đối với hắn không có chút nào giống với vãn bối. Trong cung có chỗ tốt gì được cấp xuống thì phương trừ là đệ tử trúc cơ kỳ đầu tiên được nhận. Phải nói địa vị của phương sử trong nhạc dương cung quả thật không tồi. Chẳng qua trong lòng hắn ngoài đắc ý ra, còn biết mang lại cho hắn hết thảy, chẳng qua là do chức vụ hắn đảm nhiệm. Hắn là tu sĩ trong cung chuyên môn phụ trách chiếu cố con hạo dương điều nhỏ hơn. Sở dĩ tuyển chúng hắn là bởi vì hắn trời xanh đã có năng lực đặc thù thông hiểu một ít ngôn ngữ cầm loại linh điểu. Không có người thay thế, nếu không theo sự chân quý của hạo dương điểu thì cũng không đến lượt hắn phụ trách chiếu cố. Dù sao cái gọi là chiếu cố, ở một trình độ nhất định cũng có thể sử dụng linh cầm này, việc này hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn phụ trách linh cầm tuy tu vi nông cạn, nhưng là dễ dàng thắng tu sĩ kết đan hậu kỳ, tồn tại ngang nguyên anh cấp. Việc này cũng khó trách những tu sĩ khác, đối với phương trừ rất là kiêng kỵ. Chuyên môn chiếu cố linh cầm, đã hơn 30 năm, phương trừ tự nhiên quen tay vô cùng. Duy có một phiền toái, chính là vô luận ngồi yên tu luyện, hắn cũng không thể không ở cùng linh điều cả ngày, thậm chí thả cho linh cầm này đi ra ngoài hít thở, tự động bay nhảy trong thời gian nửa ngày, hắn cũng không thể không dán đoạn tu luyện của mình, âm thầm đuổi theo xa xa, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, đối với chuyện này phương xử một điểm cũng không lo lắng. Thiên nhạc sơn mạch 10 vạn giảm toàn bộ đều là phạm vi nhạc dương cung khống chế, lại có thể xảy ra chuyện gì. Trong lòng thản nhiên suy nghĩ như vậy, một ngày nọ, Phương Trừ theo Hạo Dương Điều sáng sớm đã bay ra khỏi tổ, đi theo xa xa ở phía sau. Con Hạo Dương Điều này hình thể không lớn lắm, hình dáng dài khoảng một trượng, nhưng chùm lông vũ ở phần đuôi đã chiếm hơn một nửa chiều dài của nó. Xa xa nhìn lại chim này giống như một con khổng tước to lớn đỏ rực, nhưng trên đời lại có con khổng tước có lông vũ đỏ rực diễm lệ bậc này sao? Linh cầm rõ ràng có chút hưng phấn, sau khi ra khỏi cấm chế của nhạc dương cung, rung động hai cánh đỏ hồng trong không trung bay lượn nhảy múa không ngừng, không hề phát hiện có người theo sau mình. Nếu là dùng phương pháp bình thường, Phương Trừ hiển nhiên không thể giấu giếm thần thức của Hạo Dương Điều, nhưng là tại trước khi đi ra, hắn đã sớm mang thêm trên người một cái liếm tức phù mà trong cung đặc biệt chế tạo, cho nên cho dù hắn tu vi nông cạn, vẫn cứ yên tâm không bị Hạo Dương Điều phát hiện. Hôm nay nhìn con chim này hưng phấn, trong miệng hót vang thánh thoát, Phương Trừ hiểu ý cười, ở cùng linh cầm này lâu nay, hắn hiển nhiên biết giờ phút này Hạo Dương Điểu đang sung sướng cực độ. Xem ra con chim này đã mong đợi cả nửa tháng này đối với chuyến ra ngoài hôm nay. Cứ như vậy, Hạo Dương Điểu ở trên không trung của Nhạc Dương Cung không chút hoang mang bay quanh trong một hồi lâu, sau đó mới đổi hướng, bắt đầu hướng bên ngoài bay đi. Phương Trử không chút Phật lòng, dựa theo thói quen của con điểu vương này, bay vòng quanh Nhạc Dương Cung một vòng thật lớn trong phương viên 100 dặm, mới hài lòng bay về trong cung, cho nên cũng từ từ theo sau. Nhưng là lần này, hắn theo con chim này bay mới hơn 30 dặm, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vốn hạo dương điểu vẫn hết sức phấn khởi, đột nhiên hai cánh dừng lại, tiếng hót trong miệng biến đổi, phát ra bén nhọn và thê lương. Phía sau phương trừ nghe tiếng chim hót này, giật mình một cái, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy hạo dương điểu khẩn cấp chuyển động hai cánh, trên thân đột nhiên toát ra hỏa diễm rộng đến mấy thước, phương hướng biến đổi phá không mà đi. Sau mấy cái chấp động, đã hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn bắn ra xa hơn mấy trăm trượng chuyện này phương trừ kinh hãi lập tức sợ đến hồn bay lên trời lúc hắn tỉnh táo lại được vội vàng từ trên người lấy ra một khối ngọc bài liều mạng rót linh lực vào trong đó miệng đồng thời phát ra một tiếng chim kêu kỳ lạ muốn kêu hạo dương điểu quay lại ở xa xa hạo dương điểu trong hỏa quang phẳng phất nghe tiếng gọi về nhưng là thân hình sau khi thoáng trần chờ một chút trong miệng phát ra vài tiếng kêu càng thêm vang dội cũng không quay đầu lại biến mất không thấy bóng dáng trong không trung. Phương trừ thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lơ lửng yên một chỗ giữa không trung, nhất thời không biết làm gì cho tốt. Nhưng một lát sau, hắn như nghĩ ra cái gì, từ trong túi đựng đồ lấy ra một tấm truyền âm phù, hoảng hốt nói vài câu vào trong lá bùa này, không suy nghĩ thêm đem lá bùa hướng khoảng không ném đi, bỗng nhiên lá bùa hóa thành một đạo hỏa quang nhắm thẳng nhạc dương cung bay nhanh đi. Mà chính hắn thì cắn răng, nắm chặt ngọc bài trong tay, theo phương hướng hạo dương biểu biến mất ngự khí truy đuổi. Mặc kệ có hay không có thể đuổi tới, hắn đều không thể ở chỗ này chờ đợi, nếu không bị mấy vị sư tổ gặp, thế nào cũng bị phạt nặng. Ngay khi phương trử phấn khởi đuổi theo, các nơi có linh thú khác của thiên nhạc Sơn Mạch, cũng đồng thời có đại loạn nổi lên. Tại phía bắc Sơn Mạch vài tên đệ tử cấp thấp ở nhạc dương cung, đang liều mạng dùng dây cương bằng bạc cột dưới chân từng con chim lớn kỳ lạ giống như chim kền kền, lấy sức mạnh khống chế những con linh cầm bậc thấp này đang đột nhiên thay đổi phương hướng không thể khống chế được chỉ chốc lát sau mỗi người đều mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi nhưng linh cầm dưới chân vẫn cực kỳ liều mạng quay đầu muốn đi về cùng một phương hướng trong một hang động bí ẩn bên rìa sơn mạch một người thân mặc phục sức màu vàng xanh vị tu sĩ che mặt nãy giống như một cây khô chính đang dùng bàn tay mang lục quang lập lòe gắt gao đè lại một con nhện màu đen giã trưởng thành nhìn yêu thú trước mặt nổi giận trợn mắt nhe răng mắt người này hiện vẻ kinh nghi Nam Thiên Phong, Nhạc Dương Cung, tại một chỗ bị cấm chế che lấp trong bí điện, một nữ tu sĩ tóc trắng thân mặt áo tím, đang dùng tay vuốt ve một con hạo dương điểu khác giang nằm sấp trước người nàng. Con chim này thoạt nhìn cùng con của Phương Sử giống nhau, chỉ là hình thể hơi to hơn một chút thôi. Mà nữ tu sĩ lớn tuổi này rõ ràng cảm ứng được, Linh cầm dối bàn tay, mới vừa rồi bắt đầu có chút dấu hiệu nôn nóng bất an, không phải nàng lập tức làm phép, mạnh mẽ chân áp Linh cầm này, thế bảo con chim này cũng bay ra khỏi bí điện mặt nàng mang một tia cổ quái, không khỏi trầm ngâm. Chấm, phương trừ một đường không tiếc pháp lực đuổi theo, sớm đã bị hạo dương điều bỏ xa không còn thấy bóng dáng. Nhưng là hắn có ngọc bài này, có thể cảm ứng được vị trí linh cầm, cho nên tại trong thiên nhạc sơn mạch, không sợ mất dấu đuổi theo hạo dương điều. Nhưng sau một lúc bay thẳng tới mới phát hiện một việc đáng sợ cực kỳ, chỉ thấy trên mặt đất trong vùng núi, có một ít yêu thú cấp thấp từ trong sào huyệt chạy ra như bay, phương hướng cùng hạo dương điều bay đi giống nhau, liều mạng chạy nhảy như bay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hình thành một luồng thú chiều không nhỏ. Trong đó không thiếu một ít yêu thú hiếm thấy bình thường muốn tìm kiếm trong núi, nhưng đều không có tung tích. Mà cao dài yêu thú và yêu cầm có thể phi hành trong sơn mạch sớm đã bị nhạc dương cung cao dài tu sĩ bắt hết, nên không cần sợ hãi cái gì. Nhưng cho dù như vậy, bầy thú cùng hạo dương điều đột nhiên mất khống chế, vẫn làm cho phương trử trong lòng kinh hãi, cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Mà tại sơn cốc bí ẩn cách đó mấy vạn dặm, Hàn Lập khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất, trước mặt đặt nghe thường thảo trồng trên san hô được ước bao phủ một quần sáng màu đỏ, linh thảo này đã nở ra sáu lá, dưới linh quang lưu truyền, có vẻ thần bí cực kỳ. Hàn Lập lúc này cũng không hề nhìn chằm chằm vào nghe thường thảo, mà hai mắt nghèo lại chăm chú nhìn tình hình bên ngoài rừng đào, trên mặt không chút biểu tình. Bên ngoài cấm chế, đã tụ tập mấy chục linh thú cấp thấp ở gần chạy tới, chúng nó liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế bên ngoài, muốn muốn lọt vào trong rừng đào cắn nuốt nghe thường thảo sáu lá. Thiên nhạc sơn mạch lại có nhiều yêu thú cấp thấp như thế, thật là làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Chẳng qua yêu thú cấp thấp mặc dù nhiều hơn nữa, Hàn Lập lại không để ý tới chút nào. Ngược lại nhắm hai mắt, đem thần thức hướng nhạc dương cung, cẩn thận quét tới. Theo hắn tính toán, bằng vào uy lực của nghe thường thảo, tác dụng hấp dẫn thất cấp yêu thú hẳn là thích hợp nhất, mà hạo dương điểu vừa là linh cầm, tốc độ bay so với pháp bảo bình thường còn nhanh hơn nhiều, cho nên không bao lâu nữa cũng sẽ tới nơi này. Không bao lâu sau, trên khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Lập, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở hai mắt. Hai tay một bắt quyết, trong miệng Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mấy đạo pháp quyết cùng lúc đánh ra, đã đem tầng ảo trận ngoài cùng khởi động. Một tầng xương mù trắng từ dưới đất hiện lên, trong nháy mắt đem khắp rừng đào bao phủ trong đó. Mà lúc này, từ đông tây hai cái hướng đồng thời truyền đến một tiếng dã thú điên cuồng hét lên cùng một tiếng chim hót vang dội. Một khối ánh sáng màu vàng thật lớn cùng một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực đại, cùng lúc từ hai phương hướng bay thẳng đến, mục tiêu lại đều là Sơn Cốc Hàn Lập ở. Nhìn thấy tình hình này, trong miệng Hàn Lập nhẹ a một tiếng, mặt lộ ra tia kinh ngạc. Chương 930, Đắc Linh, một trong hai con là một con chim lửa, được bao bọc trong ánh lửa như ẩn như hiện. Mà ẩn trong vầng sáng màu vàng còn lại là một con yêu thú bộ dáng xấu xí da bóng lưỡng. Người tràn ngập vẻ thô kệch, cứng rắn, cả người phủ đầy đất màu vàng trên mặt từng nếp nhăn, nếp nhăn cuộn lại như một tầng lân giáp dày. Một thân hình to béo nặng nề, cái đầu nhìn giống như con chuột, cùng với cái đuôi to dài, phảng phất như một đầu biến dị yêu thử. Đây là yêu thú gì? Sao mà quá cổ quái? Nhưng xem chừng chỉ là yêu thú cấp 7, không đúng, yêu thú này hình như là từ phía bên ngoài bay tới hàn lập có vẻ ngoài dữ liệu, kinh ngạc kêu lên. Đây là thổ giáp long, là một loại yêu thú phi thường hy hữu, là loại yêu thú nổi tiếng chuyên về phòng ngự và tìm kiếm thiên tài địa bảo, tự nhiên chuyện tốt lại tìm đến cửa đại diễn thần quân kinh ngạc vui mừng nói. Nó chính là linh thú, ta thấy bộ dáng nó một chút cũng không thấy giống. Hàn lập có vẻ hơi hiểu, mà trong lúc Hàn lập nói chuyện trong nháy mắt, hai con yêu thú một trước một sau hướng vào bạch vụ trong sơn cốc đánh xuống. Mục tiêu đúng là nghe thường thảo phía dưới. Sau khi thấy sự việc đó, Hàn lập đảo tay lấy một cái trận bàn cầm trong tay, tay bắt thủ ấn, trận bàn linh quanh đại phóng, tức thời vài đạo cấm chế chợt hiện ra, trước tiên đem con chim lửa vây vào trong cấm chế. Nhưng vầng sáng màu vàng bên trong có thử giáp long lo lắng bay xuống theo, ngay lúc đó liền xuất hiện vài đạo cấm chế lần lượt hiện ra, đem con yêu thú này ngăn cản bên ngoài pháp trận một thời gian. Thổ giáp long liền vô cùng kinh sợ, toàn bộ thân hình hoàng quang lóa ra, điên cuồng bành trướng ra bảy tám trượng, hai chân trước thu vào trong cơ thể, bên ngoài hiện ra một tầng vũ khí bạch sắc, cả thân hình biến thành viên đạn thịt hung hăng hướng về cấm chế bay tới. Bịch một tiếng nổ vang lên, chỉ cần một kích, đã phá hủy hai tầng cấm chế bên ngoài, liền sau đó mũi nhọn màu vàng tiếp tục đâm thẳng vào các đạo cấm chế còn lại. Chỉ cần một chút trì hoãn này, Hàn Lập đã đem con hạo thiên điểu chế trụ. Bên trong con hạo thiên điểu đang cố gắng phá cấm chế, hai cánh đập mạnh vài cái, một đoàn hỏa diễm đỏ sậm bay ra, đem sương mù phía dưới xua tan hơn phân nửa. Sương mù tan ra lộ ra một vùng đào lâm đỏ rực diễm lệ. Linh nhãn của chim lửa mở ra, sau khi mở linh nhãn nó thấy hàn lập đang đứng dưới một gốc đào phía sau là một gốc cây san hô màu hồng phát ra mùi hương kỳ dị đó chính là nghe thường thảo hạo thiên điều này mặc dù linh trí khai mở hết nhưng thấy hàn lập không che giấu tu vi nguyên anh kỳ của mình điều này làm cho tiềm thức của hạo thiên điều trở nên e ngại và sợ hãi nó giữ khoảng cách trên không bay một vòng không đủ can đảm bay xuống dưới nhưng sự hấp dẫn của cây nghe thường thảo thật sự quá lớn làm nó không thể bỏ qua được trong lúc hạo thiên điều đang do dự Hàn Lập mặt không chút thay đổi vươn tay ra, một đạo hắc phù rời tay bay ra, ô quang chấp động. Ngọc phù hóa thành một hắc hồng quỷ trảo hướng Hạo Thiên điều chụp tới. Hạo Thiên điều vô cùng kinh hãi, hai cánh liền động liền xuất hiện hơn 30 mấy hỏa cầu đánh thẳng về phía quỷ trảo. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai màu đen đỏ đan xen bắn ra, làm cho quỷ trảo nhất thời không thể tiến lại gần. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập mở miệng a à một tiếng, nhưng hai tay liền bắt quyết, sau lưng một cặp cánh màu bạc chợt lóe sáng xuất hiện sau một tiếng sấm lớn hàn lập ngay tại chỗ biến mất không còn hình bóng một lúc sau ngân quang chấp động thân hình di động hiện ra cách trên đầu hao dương điểu vài trượt sắc mặt hàn lập âm lãnh hai tay trà sát vào nhau năm ngón tay cùng lúc vươn ra hai đạo kim hồ điện hình cánh cung từ lòng bàn tay bắn ra liền biến lớn hóa thành một lưới điện từ trên không chụp xuống hạo dương điểu đang toàn tâm đối kháng với quỷ trảo màu đen không kịp phòng bị liền bị lưới điện màu vàng bao vào bên trong hạo dương điểu hoảng sợ cực điểm toàn thân chợt rung lên những sợi lông chim màu đỏ tự động thoát ly thân thể hóa thành những đạo hồng quang bắn vào lưới điện bao xung quanh bên trong lưới điện nhưng tiếng nổ oanh long vang lên không ngừng hai mắt hàn lập hàn quang chợt hiện hai cổ tay chợt rung lên miệng hô lên một tiếng thu những tia điện tạo thành một lưới điện thật lớn chợt rung lên vài cái không tổn hại trước các đạo hồng quang bắn tới liền sau đó có rút lại kim quang sáng rực đem hạo dương điểu đang liều mạng chống cự bên trong chói chặt lại không thể nhúc nhích trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê lương. Hàn lập trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hàn lập thần sắc bất động, hai tay nâng lên, chỉ thấy phía trên đầu tầng cấm chế cuối cùng đã bị thổ giáp long đánh cho nát bấy. Cấm chế được bày ra bởi trận bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có uy hiếp đáng kể. Viên đạn đá không lồ bay ra liền hóa thành lại nguyên hình của thổ giáp long, liền bay vào trong bạch vụ, chứng kiến cảnh hạo dương điểu đang bị lưới điện trói chặt bên trên đào lâm, hai con ngươi màu lục bích chuyển động không ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình. Hàn lập thấy vậy trong lòng chợt động, con thổ giáp long này tự hồ linh trí cực cao. Vào lúc này thì hai mắt của thổ giáp long đảo qua cây nghe thường thảo đang nằm phía sau, trong mắt chợt lộ ra vẻ xảo trá, đột nhiên toàn thân nó hoàng quang chợt hiện, hướng phía dưới đất bay thẳng xuống. Chặn nó lại, nó có thần thông thổ độn mà, một khi nó chạm vào đất là không cách gì bắt được nó. Ngươi hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi cười cười, không chút hoang mang trả lời. Thổ giáp long trong nháy mắt sắp chạm mặt đất, thấy xung quanh nghe thường thảo không có ai khác, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn đem nghe thường thảo cắn một phát nuốt vào. Nhưng vào ngay lúc đó, bốn phía xung quanh gốc nghe thường thảo vang lên những tiếng phốc phốc, 12 đạo hàn khí trong suốt đột ngột phun lên. Thân hình của thổ giáp long đang ở trong không chung với lại khoảng cách không đến một thước, với lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn, liền bị hàn khí phun ra bao trùm biến thành một khối băng điêu màu trắng. Trên mặt đất bạch quang chợt chấp động, thoáng cái hiện ra 12 con rết to lớn màu trắng như tuyết, đầu ngếch lên, đuôi ngọa nguậy, trong miệng từng luồng hàn khí phu ra không ngừng. Thì ra người đem lục rực xương công đem bố trí dưới đất, ta đã lo lắng bằng thừa. Đại diễn thần quân thấy thổ giáp long bị chế trụ liền bật cười khẽ. Thổ giáp long mặc dù ra thịt dày, nhưng với hàn khí của 12 con lục rực xương công phun ra không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản được. Do đó lập tức bị chế trụ thì không gì gọi là kỳ quái. Ta nguyên lai like để phòng ngừa vạn nhất, mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng ngừa, không nghĩ đến việc đối phó với thổ giáp long hàn lập lạnh nhạt nói. Thân hình trở động hàn lập đã đến phía sau hạo dương điểu, ánh mắt nhìn lên chùm lông đuôi dài, nhìn vào mắt hạo dương điểu cười nói. Ta nói cho người biết, mặc dù linh trí ngươi chưa cao, nhưng vài từ đơn giản này ngươi có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với ngươi, ngươi có thể tự đem những cộng lông đuôi trên hỏa linh tự lấy xuống hay là để ta ra tay động thủ. Quả nhiên hạo dương điều nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, một lời hàn lập vừa nói ra, làm cho thân hình chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam lòng, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào tay từ từ nâng lên, một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ bàn tay, muốn tiến tới nhổ ánh mắt của hạo dương biểu hiện lên vẻ e ngại bất đắc dĩ đuôi chợt run rẩy vài cộng lông dài run run hồng quang chợt hiện phía sau liền có vài cộng lông tự động rơi xuống dù sao thì sao này cũng có thể mọc lại những cộng lông dài này cùng huyết mạch tương thông nếu bị mạnh mẽ nhổ đi thì cũng sẽ bị tổn thương không nhẹ tự mình lấy ra mặc dù tinh nguyên cũng có hao tổn nhưng lại tránh cho thân thể bị thương tổn thanh quang chợt hiện hàn lập vô cùng mừng rỡ tay vươn ra đem mấy cộng lông chim dài màu đỏ hồng nắm lấy trong tay một tay khác tiến vào túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn đem các cộng lông đuôi chim bỏ vào trong hộp ngọc hạ thêm vài đạo phù xong hàn lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào túi chữ vật sau khi làm xong mọi việc hàn lập trở tay vỗ nhẹ một trưởng lên đầu hạo dương điểu một luồng linh lực tiến vào đầu hạo dương điểu lập tức ngã ra hôn mê hàn lập cười cười ánh mắt rời sang phía thổ giáp long đang bị đóng băng đầu yêu thú này mặc dù bị tầng băng dày chế trụ nhưng bên trong vẫn bảo trì được thần trí bình thường khi ánh mắt Hàn Lập đối nhãn với yêu thú, thì yêu thú lộ ra vẻ cực kỳ e ngại. Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bắn xuống, chừng một khắc sau, một đạo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không bên ngoài cửa sơn cốc. Sau khi ánh sáng kim hồng thu liếm hiện ra một người, người đó chính là nhạc dương cung bí điện tử bào lão ẩu, bên cạnh không khí chợt sao động hiện ra một người, đúng là phương sử. Mà lúc này trong rừng đào toàn bộ cấm chế đã bị bãi bỏ, chỉ còn lại một con chim không có lông đuôi nằm bất tỉnh dưới một gốc đào. Nhìn thấy tình trạng của Hạo Dương Điểu, trong lòng lão ẩu chợt giật thót, sử dụng thần thức đảo qua, mặc dù linh cầm hôn mê, nguyên khí tổn thương còn các phương diện khác thì vẫn còn tốt, lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm, nhưng khi nhìn tới đuôi linh cầm thì trong lòng nộ hỏa bùng phát dữ dội. Người xem tình huống của Linh Điểu, trước tiên đem nó cứu tỉnh lại rồi nói. Lão ẩu trầm mặt phân phó một tiếng, Phương Sử ở bên cạnh nghe vậy, không dám chậm chẽ vội ngự khí bay xuống, nếu không phải trong lúc ở Nhạc Dương cung được vị tổ tông phía trên mang theo thì bằng vào tốc độ ngự khí của hắn thì giờ sao đến được nơi này. Lúc này lão ẩu hai mắt nhắm lại muốn dùng thần thức truy tìm người to gan lớn mật kia. Kết quả một lát sau, sắc mặt lão ẩu chợt biến, tựa hồ phát hiện một chút đầu mối, liền hướng xuống phía dưới phân phó vài câu, cả người hóa thành một đạo kim hồng vội vã bay đi. Một lát sau, phía trên trời cách chỗ cùng ngoài trăm dặm, nơi này là một dãy núi với nhiều trụ đá vươn lên hình dạng cổ quái nơi này hiện có một tu sĩ lão ẩu liền mở miệng truy vấn ta tưởng là ai hóa ra là ma mộc tông mã đạo hiếu đạo hiếu sao không ở trong tông đóng cửa tĩnh tu mà lại chạy tới thiên nhạc sơn mạch dở trò trộm cắp làm gì mới vừa rồi yêu thú của ta gặp nạn vừa hay các hạ lại xuất hiện nơi này là sao lão ẩu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương lạnh giọng chất vấn phía đối diện là một tu sĩ che mặt mặc trường bào màu hoàng lục hai con người phát ra kim quang có vẻ phi thường quỷ dị chương 931, ám lưu, hắc, tôn đạo hứa tìm tới rất nhanh, nhưng rất tiếc đã tìm nhầm người, mục đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú. Mới vừa rồi phát hiện động tính yêu thú cấp thấp, ta cũng muốn tìm ra người này. Tu sĩ che mặt cười khan một tiếng, rất là kiêng kỵ nói. Hừ, đi bắt yêu thú, mã đạo hữu người tưởng lão thân già rồi hồ đồ chắc, ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa khéo độn thuật nổi tiếng khắp tân quốc. Như thế nào lại để yêu thú chạy thoát đến thiên nhạc sơn mạch được? huống hồ ta đã dùng thần thức lục soát khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh đây ngoại trừ đạo hữu thì ta không phát hiện ai có đủ khả năng làm được việc này lão ẩu trên mặt hiện lên một tầng tử quang lành lạnh nói là chuyện gì vừa rồi tôn đạo hữu nói yêu thú gặp nạn làm cho nhạc dương cung chịu tổn thất ta kính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ nên mới khách khí nhưng nếu như đạo hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi những đệ tử trong tông theo ta vào trong thiên nhạc sơn mạch không ít huống chi mã mỗ không phải bó tay chịu chết mà không hoàn thủ ngoại trừ việc đạo hữu cố tình khơi mào cho việc xảy ra tránh ma đại chiến tu sĩ che mặt hai mắt kim quang phát sáng lúc vừa rồi thì e dè sợ hãi nhưng lúc này lại cường ngạnh kháng cự lại thấy tu sĩ che mặt cử động lão ẩu hai mắt híp lại thật sự không phải là ngươi làm tôn đạo hữu nếu chưa tin thì ta có thể dùng tâm ma phát thể độc tại hạ vừa mới đến nơi này hoàn toàn không biết quý cung phát sinh ra chuyện gì Tu sĩ che mặt nghe thấy lời của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút thư thái, tình hình có thể chuyển biến tốt lên. Đạo hữu không cần phát thệ, ta tin đạo hữu không làm ra việc như vậy, lấy địa vị của đạo hữu trong quý tông, không thể làm ra chuyện thị phi như vậy. Lại nói, ta chưa hề nghe nói mã đạo hữu có thần thông khống chế yêu thú. Đạo hữu vì một con yêu thú mà phải đuổi tới thiên nhạc sơn mạch, thì con yêu thú đó cũng không phải tầm thường. Có thể nói cho biết được không, lão ẩu thần sắc hòa hoãn, lời nói cũng có vài phần khách khí. Nói đến con yêu thú này phi thường hy hữu, đối với mã mỗ tuyệt đối không dưới hạo dương điều của quý cung, đó là một con yêu thú thổ giáp long vừa tiến dai vào cấp 7. Ta phát hiện nó tại phủ thành Hoàng Lê Sơn, nhưng con yêu thú này cơ chí dị thường, lại tinh thông thổ độn thuật, ta một mạch truy đuổi theo nó 6 ngày 6 đêm, mới đuổi đến nơi này, do vậy mới không hướng tới quý cung chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này. Tu sĩ che mặt cũng biết nếu không nói ra sự thật thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, cho nên mới sảng khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú. Yêu thú cấp 7 thổ giáp long, nó là một con yêu thú phi thường hán hiếu, ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói đến. Hiện tại xem bộ dáng của mã đạo hiếu chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ, ta cũng chỉ có nghe nói đến yêu thú nọ, cũng chưa từng thấy qua thổ giáp long, đạo hiếu có thể để cho lão thân được đại khai nhãn giới. Lão ẩu cảm thấy rất kinh ngạc liền cảm thấy vô cùng hứng thú việc này sợ rằng làm cho tôn đạo hữu thất vọng rồi. Vừa rồi yêu thú gặp nạn, bí thuật của tại hạ mất đi tác dụng, việc này làm mất đi tung tích của yêu thú. Bất quá, bất quá cái gì, trong mắt lão ẩu chấp động tinh quang. Bất quá, lúc tại hạ đang truy tìm tung tích thì đột nhiên thấy một đạo ánh sáng thanh hồng bay qua, tốc độ phi thường nhanh. Nhưng lại không giống tu sĩ quý cung, đoán chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên quan với nhau. Tai hạ nổi hứng muốn đuổi theo, nghĩ muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Nhưng tiếc là, người đó độn quang quá nhanh, tại hạ chỉ mới đuổi được một lát, đã bị người đó bỏ rơi biến mất vô ảnh vô tung. Mà ngay lúc đó tại hạ liền bị tôn đạo hữu chặn đường. Tu sĩ che mặt cười khổ nói, lời nói có chút bất đắc dĩ. Thanh Hồng, nói như vậy người đó mới bỏ đi không lâu, hắn chạy về hướng nào, lão ẩu thần sắc trở động, không cầm được liền hỏi. Hắn chạy về hướng phía ngoài núi, lấy thần thông của đạo hữu Nói không chừng có thể tìm thấy người này đang ở đâu. Tu sĩ che mặt con người chuyển động vài cái, bất động thanh sắc nói, "Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tỉnh của Mã đạo hữu." Theo lão thân nghĩ thì con thổ giáp long nếu đã mất tích thì đạo hữu cũng nên rời khỏi nơi này. Chúng ta hai nhà tránh ma khác biệt, nơi này không phải thần mộc nhai của quý tông. Khi lão thân quay lại không hy vọng sẽ nhìn thấy đạo hữu còn ở lại khu vực này. Lão ẩu đã tìm được manh mối, liền lập tức đuổi khách sau đó không thèm nói với tu sĩ che mặt lời nào liền hóa thành một luồng sáng kim hồng hướng bên ngoài núi bay ra. Hừ, lão yêu bà quả nhiên giống lời đồn, thật khó đối phó, sau khi biết được tin tức, không ngờ liền trở mặt cùng mình, cái gì là tránh ma khác biệt. Không phải là đã có chủ ý với thổ giáp long muốn chiếm làm của riêng. Hắc hắc nếu mình cảm ứng không sai thì thổ giáp long mất tích hẳn cùng người độn quang màu thanh hồng có liên quan, Độn quang của người nọ cực nhanh không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, muốn đuổi theo người này không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lão yêu bà bộ dáng nhớn nhác, tựa hồ người này nhạc dương cung tổn thất không nhỏ, thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà. Tu sĩ che mặt đợi cho lão ẩu biến mất không thấy bóng dáng mới cười lạnh lầm bầm vài câu. Sau đó hắn cúi đầu nhìn vào túi linh thú bên hông, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy không bắt được con thổ giáp long, nhưng lại bắt được một con hắc huyết chi chu, mặc dù kết quả không như ý muốn, con thổ ghi áp lòng kia thì tiện nghi cho gã kia. Cũng không biết tên kia làm cách nào nào cho yêu thú trở nên biên cuồng như thế. Tu sĩ che mặt lộ ra vẻ hầm hực, nhưng ngay sau đó liền lộ vẻ trầm ngâm. Không được, người đó có biện pháp dụ dỗ yêu thú, việc này không phải là chuyện nhỏ, mình phải quay trở về bẩm báo cùng sư huynh mới được. Tu sĩ che mặt bỗng nhiên thì thầm tự nói, sau đó nhìn trước ngó sau, sau đó trên mình lục quang chấp động cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi. Mà vị tôn lão ẩu bay một hơi non nửa ngày, đem khuôn viên mấy ngàn dặm xung quanh dùng thần thức tra qua một làn, vẫn không phát hiện người khả nghi nào. Cuối cùng bất đắc dĩ phải trở về nhạc dương cung, lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng đệ tử không được đem việc này truyền ra ngoài. Nếu không thế nào đây cũng là sự kiện đáng cười cho cả giới tu tiên tấn quốc. Còn tốt là đối phương đối với hạo dương điều còn nương tay chỉ lấy đi hỏa linh, đối với linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan. Sau này phải cho linh điều phục dụng một ít linh đan rượu dược, thì trong vòng 10 năm sẽ phục hồi nguyên trạng. Cho nên đối với chuyện này đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lão ẩu cũng chỉ có thể giấu phiền muộn trong lòng. Nhưng thực ra, bên trong lão ẩu ngầm phái ra ngoài một bộ phận đệ tử tinh nhuệ, ở khắp mọi nơi dò la xem gần đây có thế lực lớn nào hay nguyên anh kỳ tu sĩ đang luyện chế bảo vật thuận tay hạ thủ luôn linh cầm. Lão ẩu muốn tìm ra người này, ngoại trừ chuyện linh cầm làm bà ta cực kỳ tức giận, nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn dụ yêu thú nếu có thể biết được phương pháp thì từ nay vô luận giết yêu lấy đan hay thuần hóa linh thú cũng thật đơn giản đương nhiên không chỉ có lão ẩu mới nghĩ đến việc đó mà cùng lúc đó tại ma mộc tông nổi danh cùng với nhạc dương cung cũng vụng trộm phái ra không ít đệ tử ngấm ngầm điều tra xem gần đây ở lũng châu có cao giai tu sĩ từ bên ngoài xuất hiện lũng châu hai đại thế lực cùng hành động làm cho một vài tông môn và đại gia tộc thính tay sáng mắt trở nên bất an đều ngầm đoán rằng sự cân bằng mong manh của lũng châu rốt cục cũng sắp bị phá vỡ phải chăng Nhạc Dương cung cùng Ma Mộc tông muốn khai chiến? Các tiểu thế lực tâm tình vô cùng hoảng hốt, tìm cách liên minh lẫn nhau, hoặc co rút lại, không khí lũng trâu chợt trở nên khẩn trương lên. Hàn Lập tất nhiên là không biết vì việc mình gây ra không ngờ lại phát sinh ra nhiều sự tình như vậy. Lúc này hắn đang ngồi ở một nơi vô danh trong bụng một ngọn núi. Trong thạch thất mà Hàn Lập vừa mới mở, hắn một bên ngồi đánh giá chiến lợi phẩm là năm cái lông đuôi chim dài màu đỏ hồng, một bên cùng đại diễn thần quân nói chuyện với nhau. Người đuổi theo sau cùng là một lão phụ nhân, hẳn là người của nhạc dương cung. Là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một thân tu vi quả nhiên không đơn giản. Nhưng bất qua thần thức chỉ ở mức bình thường mà thôi, nếu không sẽ phát hiện khí thức của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tâm tình đại diễn thần quân tựa như rất tốt, dùng lời lẽ trêu chọc hàn lập. Hắc hắc, bất đắc dĩ thì đến lúc đó lại sử dụng một lần huyết ảnh đột, ta không tin, trên thế giới này có thân pháp nào làm cho ta lo lắng. Mà lão ẩu kia tu luyện đồn pháp gì mà tốc độ cũng không chậm chút nào, ta so với đối phương vẫn còn kém hơn một chút, cho nên trước tiên chỉ có thể sử dụng biện pháp trốn tránh. Hàn lập cười hắc hắc rồi nói, việc này cũng thật là, chuyến đi này cũng có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất tốt, chẳng những được hỏa linh nhiều hơn dự định, mà còn bắt được con thổ giáp long hiếm con nữa. Nếu có thể thuần phục, sau này việc tìm thiên tài địa bảo thật quá dễ dàng. Đại diễn thần quân hài lòng nói, nói thế thì cũng đúng, nhưng muốn cho yêu thú nhận chủ, không phải muốn là được mà còn phải xem cơ duyên như thế nào nữa. Hàn lập trong lòng vô cùng vui mừng nhưng bên ngoài vẫn không đổi nói. không quan trọng, muốn thu phục yêu thú cũng không quá khó khăn lắm. đặc biệt yêu thú linh trí càng cao càng dễ thu phục. đại diễn thần quân tựa hồ đối với việc này đã có kinh nghiệm nên lơ đỉnh nói. ô, oh, có chuyện như vậy à? Hàn lập hai hàng lông mày nhướng lên trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. có phải hay không sau này ngươi sẽ biết. Ta thấy con thổ giáp long này linh trí tương đối cao, hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn. Hy vọng là như thế, nhưng không phải là không có tình huống ngoài ý muốn, sau này có thời gian sẽ nói tiếp việc này, còn bây giờ phải đem mấy cái hỏa linh này xử lý sơ qua một cái. Sau đó sẽ đi tham gia đại hội đấu giá ở Tấn Kinh, nhìn xem đại tấn đệ nhất thành có hình dạng như thế nào. Tấn Kinh lúc xưa ta cũng có đi qua một lần, tuy rằng là thành thị của người phàm, nhưng so với nơi khác thì khí thế thật bất phàm, thật khó có cơ hội được đại diễn thần quân tán dương. Nghe tiền bối nói, vãn bối càng hiếu kỳ, tốt là nơi này cách tấn thành không quá xa, cho ta một thời gian để xử lý tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát, tầm 3 tháng là thừa sức. Sau đó bàn tay Hàn Lập thanh quang chợt hiện, chỉ thấy còn lại vài cái hỏa linh, còn lại toàn bộ biến mất. Hàn Lập đem quang ra khoảng không trước mặt, miệng chợt há ra, một đoàn anh hỏa bao bọc lấy hỏa linh vào trong, dẫn phát ra tinh hỏa đỏ sậm bên trong hỏa linh ra. Bỗng nhiên hỏa linh trong ngoài linh quang chấp động, trông rất diễm lệ. Hàn lập khoanh chân nhắm mắt hai tay bắt quyết tiến vào nhập định. chương 932, bất ngờ gặp cố nhân. Sau một đêm, Hàn lập bước ra khỏi thái thất trong lòng núi, thẳng tiến về Tấn Kinh, nơi đệ nhất thành của người phàm. Bởi vì thời gian còn sớm, Hàn lập đề phòng có người chú ý, nên chỉ sử dụng tu vi kết đan kỳ bình thường, không chút lo lắng một đường thẳng tiến. Sau đó không lâu, Hàn Lập thuận lợi ra khỏi lũng châu, lúc này mới đem ngự phong xa ra, toàn lực sử dụng độn tốc hóa thành đạo bạch quang phá không bay đi. Lấy khí thức Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên đường đi ngẫu nhiên gặp vài tu sĩ cấp thấp liền cung kính tránh xa. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại Tấn Quốc là tồn tại khó đạt đến được, nên nào dám có chút bất kính nào. Hơn một tháng sau, thì tiến vào Kim Giang quận phủ cận Tấn Kinh Hàn Lập mới đem độn quang của ngự phong xa giảm xuống, đồng thời đem khí thức thu liếm lại còn ở mức kết đan kỳ, sau đó chậm rãi bay đi. Dù sao đến trung tâm đại tấn, khẳng định có không ít cao giai tu sĩ, hắn không muốn có người chú ý đến mình. Lại qua 10 ngày nữa, tai bên ngoài tấn kinh trừng trăm dặm, một con ngựa già màu vàng đang vất vả kéo theo một chiếc xe ngựa cũ nát, trên quan đạo từ từ tiến tới. Ngồi trước xe là một nho sinh mặt áo màu xanh, khuôn mặt bình thường chính là hàm lập. Lúc này hắn ngồi trước xe ngựa, thân hình lắc lư hai mắt nhắm hở giống như đang ngủ kỳ thật Hàn Lập đang âm thầm luyện hóa một hạt tuyết phách hoàn. Lại nói, Hàn Lập sau khi từ khe nứt không gian đi ra, thì loại đan hoàn tăng cường băng hàn lực hắn đã dùng trên mười mấy viên. Đan dược này không hổ là một loại cổ linh đan. Hàn Lập cảm nhận được rõ ràng kiền lam băng diễm và hàn khí lục dược xương công ngày càng trở nên tinh thuần. Tạp chất tử La Thiên Hỏa còn sót lại một ít không thể luyện hóa được cũng dần dần bị dung hợp biến mất, việc này làm cho hàn khí uy lực tăng lên không ít duy chỉ có một phiền phức là thời gian phục dụng đan dược. Khoảng cách phục dụng đan dược phải 3 đến 4 tháng mới có thể phục dụng tiếp, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không thì mỗi tháng phục dụng một viên thì phỏng chừng trong khoảng thời gian trăm năm đem tử la thiên hỏa sẽ đạt đến cực điểm. Nói không chừng sẽ tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết có thể làm đóng băng trong phạm vi ngàn dặm. Tử la thiên hỏa không thua kém bất cứ thần thông cao nhất của hai đạo tránh, ma. Thậm chí nó còn cơ hồ khắc chế các công pháp đó. Còn về phần Hàn Lập tại sao phải sử dụng xe ngựa để tiến vào Tấn Kinh? Bởi vì Tấn Kinh là đô thành của phàm nhân, giới tu tiên của Đại Tấn có quy định ngầm là trong khuôn viên ngàn dặm của Tấn Kinh thì nghiêm cấm đánh và phi hành. Bất kỳ người tu tiên nào cũng đều có một chút kiên kỵ đối với quan phủ Đại Tấn Quốc. Tại Đại Tấn, người tu tiên cùng người bình thường cùng sống chung nên cũng có quan hệ qua lại. Quy định trên cũng chỉ dành cho những tu sĩ cấp thấp. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thậm chí kết đan kỳ tu sĩ sử dụng độn pháp cao minh, mặc kệ người dưới mặt đất dù sao phụ trách tra xét bốn phí tấn kinh là những tán tu được một vài quan phủ thuê tu vi không được cao lắm chỉ cần tránh không bị phát hiện tại lúc vào kinh ở tầng thấp can đảo phi độn vào hàn lập đối với việc này không đồng ý nhưng do thời gian dư dã cộng thêm việc muốn trên đường đi luyện hóa dần viên tuyết phách hoàn cho nên cách tấn kinh mấy trăm dặm hắn độn quang hạ xuống tùy tiện tại một thị trấn nhỏ mua một con ngựa già thủng thẳng lên đường trên đường đi vào tấn kinh, Hàn Lập cũng tình cờ gặp một ít người tu tiên cấp thấp cưỡi ngựa trên đường. Nhưng Hàn Lập không muốn nhiều chuyện, nên ẩn giấu pháp lực, giống như người thường. Mấy người đó chỉ là tu sĩ cấp thấp nên không thể phát hiện một điểm khả nghi nào, nên cũng không lại quấy rầy Hàn Lập. Bởi vì xe ngựa của Hàn Lập cũng không nhanh, nên trên đường đi đã có 7-8 thương đội vượt qua. Hàn Lập không để ý đến mọi việc xung quanh, bên trong cơ thể Hàn Lập đang cảm thụ tai đan điền dược lực đang nhẹ nhẹ theo kinh mạch từ từ phát tán ra tạo ra một cảm giác thanh lương, mát lạnh, đạt tới cảm giác trong tâm yên tĩnh như nước. Hàn Lập đột nhiên nhíu mày, liền sau đó phía sau xe ngựa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, hai mắt chợt mở ra, tiện tay với lấy chiếc roi ngựa, quất nhẹ vào hông con ngựa già, con ngựa già lập tức ngoan ngoãn chuyển hướng đi nép sát vào lề đường. Hàn Lập lúc này mới lười nhắc quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên quan đạo phía sau, phía xa bụi vàng bốc lên dập trời giống như một con rồng vàng, bên trong tinh kỳ bay phấp phới, giống như thiên quân vạn mã đang tiến về phía trước. Hàn lập trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, con rồng vàng trong nháy mắt đã tiến lại gần hàn lập, bên trong hiện ra một đội quân mặt khôi giáp màu bạc, tay cầm đao, lưng đeo cung tên, ở trong bụi mù thân thể như ẩn như hiện, dần dần hiện ra. Đó là những kỵ sĩ cường tráng, dẫn đầu là một trung niên mà cầm bào, cưới một con ngựa ô cao lớn, bên hông đeo trường kiếm, sau lưng là một lá tinh kỳ, bên trên viết một chữ vương thật lớn phía giữa đội ngũ có một đàn tuấn mã đang kéo một chiếc xe bằng bích ngọc chiếc xe chạy nhanh theo đội ngũ trên thân xe chớp động linh quang yếu ớt chiếc xe chạy nhanh như điên nhưng không có chút lắc lư phảng phất như đang đứng yên pháp khí thấy chiếc xe đang chạy tới trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thần thức liền đào qua liền xem xét toàn bộ chiếc xe bên trong tỏa ra tử khí bên trong xe mơ hồ lộ ra khí thức của tu sĩ mặc dù khí thức này tỏ ra rất yếu ớt nhưng người tu tiên và quân lính đi chung với nhau thật là ngoài ý muốn Hàn Lập đột nhiên nghỉ dây cương lại, đem xe ngựa dừng lại bên đường, nhường đường cho đoàn lính đi qua. Đội ngũ binh lính có khoảng 3400 400 người, nhưng khi vượt qua thì lại giống như một cơn lốc, khí thế thật kinh người. Hàn Lập ánh mắt chấp động vài cái, toàn thân những kỵ sĩ đều tỏa ra sát khí, phảng phất như tất cả đều là những chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, chứ không phải là những quân sĩ thủ thành bình thường. Tựa như thường xuyên tham gia các trận chiến sát phạt, hắn cũng đã nghe người khác nói, đại tấn mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng khu vực đông nam và tây bắc phía tiếp giáp với bên ngoài thường xuyên xuất hiện các trận đại chiến giữa người phàm tại những địa phương hỗn loạn trên mới có thể tôi luyện ra những thiết huyết chiến sĩ trong lúc hàn lập đang suy nghĩ thì tại một khe hở bên cửa sổ có một ánh mắt đang nhìn ra chợt trông thấy hàn lập đang đứng bên ngoài lập tức phát ra tiếng a à đầy kinh ngạc hàn lập tựa hồ cũng cảm ứng thấy lập tức nhìn qua tựa hồ đối với ánh mắt của người trong xe đã thấy qua trong lòng có chút giật mình chưa kịp nhớ lại người trong xe là ai thì đội ngũ đã vượt qua. Hàn Lập nhìn chằm chằm đội ngũ vừa vượt qua, Hàn Lập trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu, đem thần thức phóng ra thâm nhập vào trong xe ngọc tìm kiếm thu về. Hàn Lập mặc dù không muốn làm thế, nhưng bởi vì trên xe có một vài cấm chế ngăn cản thần thức, nên việc đem thần thức thâm nhập tìm kiếm không tránh khỏi việc bị người trong xe phát hiện. Mà người trong xe tu vi chỉ là luyện khí kỳ, Hàn Lập cũng không muốn vì một tu sĩ cấp thấp mà gây ra chuyện phiền phức lạnh lùng nhìn theo đội ngũ kỵ sĩ phía trước, Hàn Lập mới cho xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vượt qua 10 dặm đường thì phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường. Bên cạnh có một mảng rừng cây chơ vơ, bên canh cạnh mọc lên vài gian hàng nước đơn sơ. Không ít xe ngựa dừng lại bên ngoài các gian hàng nước, còn chủ nhân thì đi vào bên trong uống nước ăn cơm. Dù sao nơi này cũng là nơi dừng chân duy nhất trên đường vào Tấn Kinh. Đa số người qua đường đều ghé nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hàn lập ánh mắt tùy ý nhìn qua một vòng, phát hiện đội ngũ binh lính mang giáp bạc xuống ngựa nghỉ ngơi bên cạnh rừng cây. Chiếc xe ngọc cũng dừng ở lại ở nơi này, nhưng cửa xe ngựa đã mở ra và bên trong không có ai, vị trung niên mà cẩm bào cũng không có mặt trong đám kỵ sĩ. Hàn lập hơi nhíu mày, thần thức đảo qua gian trà phổ, lập tức bất động thanh sắc dục ngựa chọn một con đường tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, một binh sĩ mặc giáp thấy xe ngựa của Hàn lập liền tiến nhanh lại cản đường. Hàn lập không khỏi sửng sốt, vị công tử này có phải họ Hàn, tên binh sĩ mặc giáp hướng Hàn lập thi lễ, không kiêu ngạo, xiểm định nói. Không sai, tại hạ đúng là họ Hàn, các hạ có việc gì sao? Hàn lập thần sắc trở động chậm rãi nói, nếu thật sự là Hàn công tử, vậy tiểu nhân không có tìm lầm người. Tiểu thư nhà ta cho mời công tử vào gian hàng nước. Tiểu thư nhà ngươi, ân, tốt, ta sẽ vào một chuyến. Hàn lập thần sắc trở động, nghĩ tới lúc nãy nhìn thấy đôi mắt người trong xe như đã gặp ở đâu, sau một lúc trầm ngâm liền gật đầu đồng ý. Hắn lập tức nhảy khỏi xe ngựa, công tử xin mời, tiểu thư nhà ta đã bao chọn gian hàng trà, công tử xin hãy theo ta. Tên binh sĩ mặc giáp trầm giọng nói, bỗng nhiên hướng phía bên rừng móc một cái, lập tức có hai tên giáp sĩ nhanh chóng chạy tới giúp sắt xe ngựa của Hàn Lập. Hàn Lập để mặc cho người khác sắp đặt, hướng một gian hàng trà đi đến. Một lát sau Hàn Lập đi đến trước mặt ba người, một nam, hai nữ. Nam tất nhiên là người trung niên mặc cẩm bào, trên mặt tỏa ra khí chất không giận mà uy hai người còn lại là hai thiếu nữ còn trẻ lại là người tu tiên một người đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ bảy người còn lại chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ năm hàn huynh đã mấy năm không gặp không nghĩ đến có thể gặp nhau tại nơi này năm đó đối với tiểu muội có ân chỉ điểm thật sự suốt đời không dám quên nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động nhưng hai nàng thấy hàn lập tiến vào liền đứng lên nghinh đón vị nữ tu sĩ tu vi thấp hơn căn nhẹ môi đào nói trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói nguyên lai là tào cô nương thật đúng là cơ duyên xảo hợp năm đó ra đi không một lời từ biệt mong rằng tào cô nương không trách hàn lập giật mình một lúc liền mỉm cười trả lời nữ tử này hắn đã gặp qua những năm đầu tiên hắn mới đến đại tấn nàng chính là tào mộng dung hàn huynh năm đó có công việc trên mình mộng dung nào dám trách cứ hàn huynh muội xin giới thiệu vị này chính là vương sư tỷ năm đó trong tông luôn chiếu cố cho muội nên kết thành tỷ muội Vị này chính là bá phụ của Vương Sư Tỷ, đang đóng quân tại Nam Cương của Đại Tấn, đỉnh đỉnh đại danh trụ Nam Đại Tướng Quân, lần này phụ mệnh về kinh có việc. Tào Mộng Dung giới thiệu vị trung niên mặc cẩm bào và vị nữ tử xinh đẹp như hoa anh đào mới nở với Hàn Lập. chương 933 Kiếm Minh, trụ Nam Tướng Quân, Nguyên Lai là một trong tám vị tướng quân nổi danh nhất của Đại Tấn, mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng. Vị nữ tử diễm lệ kia là sư tỷ của Mộng Dung, Hàn Lập khách khí thoáng gật đầu chào vị nam tử khí thế bất phàm ngồi bên cạnh không khỏi động dung. Mặc dù Hàn Lập đối với triều đình Đại Tấn hiểu biết rất ít, nhưng một vài vị quan lớn nổi danh Hàn Lập cũng có nghe nói qua. Tám đại tướng quân, cơ hồ đại biểu cho triều đình Đại Tấn, nắm trong tay hơn phân nửa lực lượng quân sự của Đại Tấn. Mỗi một vị đại tướng nắm trong tay đội quân trên trăm vạn, chấn thủ những nơi trọng yếu của Đại Tấn. Hàn Lập mặc dù có nghe nói đến tám đại tướng quân này nhưng cũng không quá quan tâm đến người của thế giới phàm nhân mà là Hàn Lập nghe nói ngoài hai ba vị tướng quân xuất thân từ hoàng tộc, thì còn lại đều có liên quan đến vài thế lực tu tiên lớn có liên quan, thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu tiên nâng đỡ lên. Cho dù là hoàng tộc đại tấn cũng không muốn động chạm tới họ. Nói vậy vị trụ nam tướng quân này không thuộc hoàng tộc, thì phải cùng một thế lực nào đó có liên quan. Nghe Mộng Dung nói tiên sinh cũng là người tu tiên, tại hạ là phàm nhân, sao dám trước mặt tiên sinh kiêu ngạo trung niên cẩm bào nở nụ cười, chắp tay chào Hàn Lập bình thản nói. Hàn Lập biết lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi. Lấy thân phận đối phương, có lẽ cấp bậc nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tiếp xúc qua. Nhưng kết đan kỳ tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia Hàn Lập biểu hiện trước mặt Tào Mộng Dung cấp bậc chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới. Cẩm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như Hàn Lập như vậy là quá khách khí rồi, người này thật sự không tầm thường. Bất quá người ngày dẫn đội kỵ binh lên đường, vì sao bên mình không có tu si cao dai đi cùng người này lá gan thật không nhỏ. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, nhưng miệng thì khiêm tốn nói, không dám, vương tướng quân quá khách khí rồi. Uy danh của tướng quân, mặc dù ta là tán tu nhưng vẫn nghe danh từ lâu. Hàn Đạo Hiếu, ta nghe nói Đạo Hiếu từng chỉ điểm cho Tào Sư muội một thời gian ngắn, nhưng không ngờ chỉ trong mấy năm liền có thể tiến lên hai cấp. Sư phụ ta sau khi biết chuyện, vui mừng thay cho Sư muội có cơ duyên tốt như vậy. Còn nói Hàn Huynh có nhiều khả năng ẩn giấu tu vi chân chính, nếu là tu sĩ đồng cấp thì không thể có chuyện này xảy ra. Hôm nay, hàn đạo hữu linh khí trên người toàn bộ biến mất, rõ ràng tinh thông liếm thức thuật. So với lời nói của gia sư không có gì sai, vương tiểu thư hé miệng cười, rất nhiều thâm ý nói. Sự thật có phải như thế không? Hàn huynh, tu vi của người rốt cuộc là, tào mộng dung cũng từ vui mừng khi gặp lại hàn lập tỉnh táo lại. Cẩn thận đánh giá nhìn lại hàn lập, không thể cảm ứng được pháp lực ba động trên thân hàn lập, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi hàn mẫu ngày đó gặp biến cố nơi thân bị trọng thương tu vi rất xuống thấp hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút cũng không phải cố tình lừa gạt tàu đạo hữu hàn lập hơi cười ung dung trả lời không nghĩ tới việc đem tu vi chính thức của mình nói ra vương tiểu thư chớp chớp cặp mắt xinh đẹp cẩn thận quan sát hàn lập kết quả không thể từ thân hàn lập tìm ra điều gì trong lòng giật mình nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười nói nói như vậy hàn đạo hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường sự muội vãn bối không biết cùng tiền bối quan hệ ngang hàng. Xin tiền bối không nên trách tội, cái gì tiền bối với không tiền bối, tại hạ chỉ là một tán tu của đại tấn, bình thường cũng không được coi trọng. Ta năm đó lừa gạt tào đạo hữu nhờ cứu giúp, sau này không nên phân biệt bối phận, hàn lập lắc đầu, không đồng ý nói. Tào mộng dung nghe xong những lời này, vốn tâm tình đang bất an, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Hai má chợt ửng hồng mặc nhiên thừa nhận lời hàn lập nói nguyên lai like thì ra hàn tiên sinh là tiền bối pháp lực cao cường vương mỗ mặc dù là người phàm nhưng vô cùng vui mừng được gặp gỡ cùng hàn tiên sinh ta thấy tiên sinh cũng muốn đến kinh thành không bằng tiện đường đi chung với nhau vị trung niên ở bên cạnh chờ sau khi các vị ái nữ nói xong lại vô cùng thản nhiên đưa ra lời mời cùng lên đường tốt lắm vậy tại hạ xin quấy giày các vị hàn lập sau một lúc trầm ngâm liền đáp ứng hắn đang muốn tìm một người thông thuộc tình hình kinh thành hỏi thăm tình huống đấu giá hội như thế nào Nhìn người trước mặt thân phận hiền hách, cho dù không phải người tu tiên, nhưng cũng có thể biết được vài sự tình trọng yếu. Sau đó Hàn Lập cùng với hai vị nữ tử nói với nhau vài câu, cũng biết qua tình hình của phụ thân Tào Mộng Dung, từ một huyện úy được điều về kinh thành đảm nhiệm một chức võ quan. Mặc dù chức vụ không cao hơn trước bao nhiêu, nhưng có thể từ địa phương được điều về làm ở kinh thành thì tự nhiên so với trước tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc Tào bá phụ vào kinh, Tào Mộng Dung đang bế quan ở giai đoạn trọng yếu, nên không thể cùng phụ thân vào kinh lần này vương sư tỷ cùng phụ thân trên đường về kinh thành ghé ngang chỗ nàng ở đúng lúc tào mộng dung bế quan đi ra liền cùng vị sư tỷ lên đường vào kinh hàn lập nói về việc bản thân trải qua sau khi chia tay nói mình tìm một nơi nào đó ẩn cư chữa thương mới gần đây mới ra khỏi núi hàn lập chỉ nói sơ qua viết của mình tào mộng dung hai người đối với lời nói của hàn lập cùng không có nghi ngờ dù sao ban đầu hàn lập cũng từ trong khối băng phá ra cho dù người thường nhìn vào cũng biết là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng không phải mấy năm là có thể khôi phục lại. Lúc này tiểu nhị đem lên một bình trà ngon, Hàn Lập cùng hai nàng nói thêm vài câu, rồi bình thản thưởng thức trà ngon. Sau khi thưởng thức xong trà, vị trung niên cẩm bào cũng mở miệng nói chuyện với Hàn Lập chuyện liên quan đến việc trong phủ còn lưu giữ một số cổ tịch bị thiếu, cũng không hoàn toàn nhìn thấu thân phận chính thức của người này, từ một người trải qua mưa máu gió tanh, lại bi coi thành một tú tài nghèo, nhưng thật ra cũng có khả năng như vậy. Trong quá trình nói chuyện, vị trụ nam tướng quân vẫn thủy trung tao nhã lịch sự, vừa cười vừa nói, khí độ thật bất phàm. Hàn Lập đối với người này lưu lại ấn tượng tốt, sinh ra vài phần hảo cảm. Hơn nữa Hàn Lập đối với thi thứ không có hứng thú, nhưng sau nhiều năm tra tìm vài phương thuốc cổ cùng công pháp bí thuật, xem qua vô số thư tịch cổ, biết không ít sự tình bí mật. Thuận miệng nói ra vài việc, đều làm cho vị trụ nam tướng quân không ngớt kêu kỳ lạ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi tới không ngừng. Kết quả sau vài lời nói, hàn lập cùng vương tướng quân trò chuyện thật vui vẻ xem như không có mặt hai nàng bên cạnh vương tiểu thư thấy vậy cùng tào mộng dung cười khổ một tiếng có chút buồn bực phụ thân nàng cái gì cũng tốt bình thường siêu tầm cất dấu cổ thư để thưởng thức đối với các chuyện thời man hoang cảm thấy vô cùng hứng thứ hiện tại vị hàn tiền bối đối với việc này hiểu biết không ít nói chuyện đến không biết trời trăng mây nước tào mộng dung cảm thấy không có gì là không tốt chỉ ngồi yên lặng một bên nghe hai người nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhanh qua Hàn Lập liền thu lại có chút trốn lẩn tránh. Vương Tiểu Thư ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy vậy trong lòng có chút buồn cười. Trong quá trình đi cùng với vị tào sư muội này, hai bên cùng bộc lộ tâm tình với nhau, nàng có thể hiểu phần nào tâm tình của vị sư muội này, tựa hồ tâm trí đã gửi hết cho người đang ngồi trước mặt. Bình thường khi nói chuyện đến người này lúc nào mặt cũng đỏ lên, mấy năm trôi qua cũng không quên hình bóng của người này. Điều này làm cho vị vương tiểu thư vẫn tưởng rằng vị hàn đạo hữu là một người anh tuấn tiêu sái, bình thường luôn giữ khoảng cách với đồng môn sư huynh đệ, tiểu sư muội luôn nặng tình với người đó. Nhưng hôm nay gặp mặt, thấy bộ dáng của Hàn Lập làm cho vị vương tiểu thư cảm thấy cảm khái không thôi. Vị tán tu Hàn Lập trước mặt, cùng hình tượng anh tuấn tiêu sái không có nửa điểm quan hệ. Chỉ có thể nói là rất bình thường, hơn nữa đối phương chắc chắn chỉ là một chút cơ tu sĩ, tuổi đời hơn xa sư muội mình. Thật không xứng đáng với tiểu sư muội, vị vương tiểu thư một bên âm thầm đánh giá, một bên lại lo lắng cho tiểu sư muội có nên hay không chia rẻ đôi uyên ương này. Trong mắt nàng Tu Vi Hàn Lập chỉ cao hơn mình một chút, nhưng nàng lại là con của trụ nam đại tướng quân, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui là chuyện không khó, chỉ cần cầu hai vị cung phụng kết đan kỳ trong phủ ra mặt, đối phương còn không phải ngoan ngoãn rời đi sau. Thì ra là thế, ngày xưa thiên địa càn khôn biến đổi lớn không ngờ sinh ra các khe nứt không gian, làm cho dị giới yêu ma có cơ hội xâm lấn nhân giới. Vương mỗ lần đầu tiên nghe nói đến việc này, trong phủ có hai vị kết đan kỳ tu sĩ cũng chưa từng nói đến việc này. Vương Mỗ không nói quá thì đúng là Hàn huynh thật không có việc gì không biết. Làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, bất quá, ta còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo một hai câu. Trong truyền thuyết cổ có một nơi được gọi là Côn Ngô Tiên Sơn là nơi trú ngụ của thiên thượng chân tiên năm xưa. Vị trụ nam tướng quân tựa hồ hứng thú nói chuyện chưa hết, vừa mới hỏi minh bạch được một việc, lại tiếp tục hỏi đến việc khác bỗng nhiên Hàn Lập đang ngồi đối diện trong cơ thể phát ra tiếng tiếng long ngâm, mặc dù tiếng long ngâm không lớn, nhưng những người ngồi xung quanh đều nghe rõ ràng, không khỏi lộ vẽ kinh hãi nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc đại biến, trên người thanh quang chợt hiện, cả người trên ghế chợt biến mất. Nhị nữ bị hù dọa nhảy dựng cả lên, giáo giác tìm bốn phía, lúc này mới phát hiện Hàn Lập đang ở phía ngoài quán trà, đang đứng ở lối vào ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Hàn đạo hữu đã xảy ra chuyện gì? trong cơ thể người chính là pháp bảo, người chính là kết đan kỳ tu sĩ. Vương Tiểu Thư thì thào hỏi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tào Mộng Dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch nhìn Hàn Lập, không nói ra một lời. Không có gì, vừa rồi ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi độn qua. Nhưng tốc độ phi độn quá nhanh, không thể đuổi theo kịp. Về phần vật vừa phát ra âm thanh, thật ra nó chính là bổn mạng phi kiếm của tại hạ đang làm loạn. Làm cho vương tướng quân và hai vị chê cười. Tại hạ sợ rằng không thể cùng các vị lên đường. Tại hạ có chuyện bên mình, xin cáo từ trước. Thân sắc Hàn Lập rất nhanh trở lại bình thường, lập tức xoay người lại ôm quyền cáo từ cùng vị trung niên và hai thiếu nữ, trên mặt đầy vẻ ái náy. Sau đó không đợi người khác nói gì liền dậm chân hóa thành một dải ánh sáng thanh hồng phá không bay đi. Một màn này, bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được, ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất lễ bái, đồng thời trong miệng hét lên tiên sư, một vị tiên sư vừa mới bay lên trời từ phía bên kia bay đi, phụ cận quán trà cũng xôn xao, mọi người đều chạy ra khỏi quán trà. chương 934, khiêu lương tiểu sử, chừng khoảng một bữa cơm, thân hình Hàn Lập chợt hiện ra trên một đỉnh núi. Ở phía xa xa nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn, phía trước ngựa xe, người đi đường nhốn nháo, mặt âm trầm như nước. Quên đi, gặp được tại đại tấn xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn, người sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn tam diễm phiến cũng chưa luyện chế xong lúc trước bị tổn thương quá nặng nhưng sử dụng ma công bá đạo hấp hồn thôn đan hiện tại cũng khôi phục được bảy tám phần hiện tại đánh nhau với hắn phần thắng của ngươi thật không cao hàn lập cùng đại diễn thần quân trong thần thức bình tĩnh trao đổi qua lại tiền bối nói không sai ta hiện tại mà có đổi theo được có thể đoạt lại được chỉ có một hai thành mà thôi tên cổ ma này thật sự là quá lợi hại Lúc trước ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại canh kiếm trận, mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm. Xem ra chỉ chỉ còn cách đợi khôi lỗi cùng Tam Diễm Phiếm luyện chế xong thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một trận. Bất quá hình như cổ ma có sự tình trọng yếu, nên mới phi độn nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại đang giữ hai thanh Thanh trúc phong vân kiếm mà không cách nào lấy lại. Không thể cướp lại, cũng không nỡ lòng bỏ qua, dùng kim lôi trúc vạn năm cùng luyện tinh hai loại hi hữu tài liệu tế luyện thành hai thanh phi kiếm này pháp bảo bình thường không thể so sánh được. Huống hồ muốn phá hủy thanh kiếm này, chỉ có cách sử dụng ma hỏa luyện hóa, nhưng nó sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Cổ ma không thể làm ra cái việc ngu xuẩn như vậy. Hàn lập cười lạnh nói, điều này cũng đúng, người có mười mấy thanh bổn mạng phi kiếm. Nếu người có thể toàn tâm toàn lực dùng anh hỏa tế luyện trong vòng 400 năm và lập thành kiếm trận thì uy lực của nó vô cùng đáng sợ, nói không chừng uy lực không dưới linh bảo. Đại diễn thần quân cảm thán kêu lên, Tất nhiên đại diễn thần quân không hy vọng xa vời là dùng chân hy tài liệu để tế luyện bổn mạng pháp bảo. Ân, có lẽ là vậy, bất quá ta không thể hao phí hơn phân nửa tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bảo. Hàn lập cười khổ một tiếng, ha ha người so với lão phu thì thông minh hơn nhiều, nếu lão phu năm đó cẩn thận bằng phân nửa người thì đã sớm tiến vào hóa thần kỳ rồi. Mà tên cổ ma kia mười phần đến tấn kinh là tham gia đấu giá hội, người phải cẩn thận đừng để hắn nhận ra ngươi. Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn Bối sẽ cẩn thận, Nguyên muốn từ trụ nam tướng quân tìm hiểu chi tiết của đấu giá hội. Xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong Tấn Kinh có một tử lâu của phùng gia. Tìm khách sạn bình dân chú chân tránh để người khác chú ý tới Hàn Lập thấp giọng nói vài câu. Sửa sang lại quần áo, nhắm hướng cổng thành phía xa đi tới. Tấn Kinh mặc dù được phàm nhân và một vài tu tiên cấp thấp ca ngợi thật lộng lẫy và hùng vĩ, trên đời không nơi nào sánh được. Nhưng trong mắt Hàn Lập Tấn Kinh so với thành ở loạn tinh hải thì kém xa, nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị. Nhưng Tấn Kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình, không thể không nói đến. Ngoại trừ tường thành bên ngoài cùng, thì cách một dặm người ta còn dựng lên 6 tầng tường thành, tường thành phía trong cao hơn tường thành phía ngoài năm sáu trượng. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá. Cao lên tới hơn 40 trượng, tất cả đều dựa vào con người xây dựng, thật là kỳ tích. Bất quá tấn kinh ngoại trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc, thì bên trong được chia thành 13 khu vực lớn, nhất là khu bắc chính là hoàng thành chiếm hơn mười mấy dặm. Các khu khác còn lại diện tích không nhỏ chút nào, tất cả diện tích đều rất lớn, bất quá không thể so sánh được với tinh thành, giống như một cổng lông so với cả tấm lông châu. Hàn lập từ cổng thành đi vào, mới đi dược hai khu thì đã tốn hơn nửa ngày. Loại tốc độ này thật làm cho Hàn lập không quen, trong lòng thầm bất mãn lúc này hàn lập đang nhìn tòa tử lâu cao hai tầng trước mặt thân sắc không đổi hai tay chắp phía sau bước vào tử lâu lúc này sinh ý tử lâu rất tốt hơn phân nửa bàn đã có khách ngồi đầy hàn lập nhìn sơ qua sau đó đi thẳng đến quầy trưởng quầy là một nam nhân ốm yếu đang đứng trong quầy hàn lập đi đến trước mặt cũng không nói thừa đem tầm nhìn cả những người khác cản lại gần hết ống tay áo phất lên một cái một miếng ngọc bội vô thanh vô tức xuất hiện trên quầy mặt ngọc bội hướng lên trên có khắc một chữ phùng tên trưởng quỹ nhìn thấy ngọc bội sắc mặt khẽ biến dùng mắt đánh giá hàn lập sau khi lấy lại tinh thần liền cầm ngọc bội lên cẩn thận kiểm tra một lát một lúc sau người này đem ngọc bội cất đi hạ thấp giọng nói đi theo ta trưởng quỹ thừa dịp khách nhân không chú ý xoay người lách vào cánh cửa phía sau hàn lập cũng theo vào bên trong cánh cửa nguyên lai đại công tử đến tiểu nhân là phùng thuyên bái kiến công tử trưởng quỹ đưa hàn lập đến một gian phòng yên tĩnh lập tức dâng ngọc bội lên trả lại cho Hàn Lập, cung kính nói. Xem ra người kia đã đưa than phận này cho mình, tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh không cho ai quấy dày, đừng lấy phòng trong tủ lâu. Không cho người khác biết là ta đến, Hàn Lập không khách khí lạnh lùng nói. Dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử ổn thỏa, công tử trước tiên xin nghỉ tạm ở nơi này một lát. Chỉ cần nửa ngày tiểu nhân sẽ lo xong, phùng trưởng quỹ không chút trần chờ nói, tựa hồ cũng có chút năng lực. Tốt, đi nhanh về nhanh, Hàn Lập gật đầu hài lòng nói. Sau khi trưởng quỹ đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vội vã đi khỏi. Hàn Lập tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thần sắc Hàn Lập chợt động mở mắt ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Một lát sau vị phùng trưởng quỹ kích động đi vào, công tử, việc công tử giao tiểu nhân đã làm xong, chủ nhân nơi đó là người quen cũ của tiểu nhân, cả gia đình đã xuất ngoại, nên căn nhà đã bỏ trống không ai ở, tiểu nhân xem chừng trong vòng 2-3 năm chưa chắc đã trở về. Tiểu nhân đã đem nơi này bố trí lại một chút, liền về đây hỏi ý công tử thế nào. Ân, rất tốt, hãy dẫn đường. Hàn lập mở miệng khen một tiếng, tạ ơn công tử đã khen, xin mời công tử đi theo tiểu nhân. Phùng trưởng quỹ đi trước vài bước hàn lập theo sau ra khỏi phòng. Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa hai bánh đã chờ sẵn tại cửa, một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu. Xem ra người cũng là người có tâm, ngay cả xe cộ cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng không phải ta đã nói qua sao ta không muốn người khác biết việc ta đến nơi này còn người này là ai hàn lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đánh xe ngựa hai mắt nhướng lên khởi bẩm công tử người này hai tai đã bị điếc nên không thể nghe được bất cứ việc gì nên không thể nói ra được việc gì bất lợi cả do nơi ở cách nơi này tương đối xa nên bắt buộc phải sử dụng xe ngựa phùng trưởng quỹ cung kính trả lời là như vậy sao, rất tốt. Hàn lập nhân mặt nhíu mày, sau một lúc trầm ngân cũng bước lên xe ngựa. Phùng trưởng quỹ cũng lên xe luôn đi. Lão già đánh xe không cần hai người phân phó, liền giật dây cương xe ngựa từ từ di chuyển. Hàn lập ngồi khoanh chân ở trong xe, mặt không chút thay đổi hai mắt nhắm lại, phùng trưởng quỹ thì ngồi ở một góc không nói lời nào. Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh, sau khi đi qua mười mấy con đường lớn nhỏ trên phố, liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sân hẻo lánh xung quanh không có một nhà nào khác chỉ duy nhất một ngôi nhà có vẻ khá hoang vu hàn lập cùng phùng trưởng quỹ một trước một sau bước xuống xe chính là nơi này công tử ta hãy đi vào nhìn xem hạ nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi phùng trưởng quỹ trên mặt nở một nụ cười bước về phía trước đẩy cánh cổng bước vào nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng nói của hàn lập người tính trước tiên trốn vào trong cấm chế xong thì ra lệnh cho ba người ở ngoài bắt lấy ta sau phùng trưởng quỹ nghe vậy lập tức kinh hãi không kịp suy nghĩ nhiều cả người muốn chạy về phía trước hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt muốn chạy vào trong sân cách đó vài thước nhưng ngay lúc đó một luồng hỏa tuyến quỷ dị xuất hiện sau đầu phùng trưởng quỹ sau đó lóe lên xuyên thủng qua đầu cả người phùng trưởng quỹ bốc cháy dữ dội chỉ trong chốc lát liền bị đốt cháy không còn gì cả lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh thấy hàn lập động thủ không chút nghĩ ngợi hét lớn động thủ lập tức tay chợt vung ra, một thanh phi đao liền bay ra, hóa thành đạo bích quang cực nhanh chém tới. Đồng thời trong sân nguyên lai không có ai đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng, bao trùm cả sân, từ trong sương mù bắn ra một chiếc phi xoa màu đen, cùng hai luồng hỏa quang, tấn công về phía Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên cuốn lấy luồng ánh sang bích hồng. Một tấm thanh hà từ trong tay áo bay ra cuộn lấy phi đao cuốn vào phía trong vùng sáng, sau đó lươn vòng quay về trong tay áo hàn lập. Tay còn lại Hàn Lập Lơ đang chụp về phía ba luồng luồng ánh sáng đang bay tới, một bàn tay bằng ánh sáng xanh quỷ dị xuất. Hiện, bắt lấy các pháp khí vào trong không thể nhúc nhích. Trong hoàng vụ xuất hiện một tiếng kinh hô, mà lão già lưng gù mặt không còn chút máu. Đối thủ trước mắt, không ngờ pháp khí giống như đồ chơi con nít không tốn chút sức nào đã thu lấy, điều này đại biểu cho cái gì hắn sao lại không biết. Lão già không kịp suy nghĩ nhiều hơn, liền trở bàn tay, một miếng phủ huyết quang nhàn nhạt, nhạt liền xuất hiện. Cắn lưỡi một cái, phun ra một ngụn máu rơi lên trên tấm phù, tấm phù liền bay khỏi tay hóa thành một đoàn huyết quang, bao bọc lấy lão giả vào trong, phá không bay đi. Trong sát na liền vượt qua mười mấy trượng, tu sĩ trong hoàng vụ cũng không dám chậm trễ, ba luồng ánh sáng khác nhau từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, chọn các hướng chạy trôi chết. Chương 935, Dạo oai, Hàn Lập sắc mặt âm trầm, sau đó bắn ra ba đạo kiếm khí về phía lưng ba người, ba người đã bay xa mấy trượng nhưng bị đạo kiếm quang ra sau mà tới trước bao phủ đánh rớt. Ba tiếng kêu thảm thiết từ trong màn kiếm quang phát ra, vài đoàn mưa máu rơi xuống, mùi huyết tinh bốc lên. Lão gù ở bên cạnh quay lại chứng kiến cảnh này sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức bất chấp hậu quả ngượng tụ linh lực toàn thân rót vào trong màn huyết vụ, tốc độ nháy mắt tăng lên ba phần, mắt thấy đã bay tới một con đường cách đó mười mấy trượng. Hắn không có hy vọng Hàn Lập bỏ qua không đuổi giết hắn, chỉ là muốn chạy tới nơi đông người, đối phương ít nhiều kiêng kỵ, không tiện xuống tay, họa may có thể tạm giữ cái tiểu mệnh hàn lập đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía huyết vụ ở phía xa đạo hồng tuyến đã kích sát phùng trưởng quỹ đột nhiên hiện ra ngay sau huyết vụ hồng mang lóe lên xuyên thủng màn huyết vụ sau một tiếng thét vang lên mưa máu bay ra lão gù trực tiếp từ trên không rơi xuống một quang thủ màu xanh quỷ mị bay tới đem ba kiện linh khí ném đi nhưng lại chế trụ lão gù rồi bay trở lại hướng hàn lập tia hồng tuyến màu đỏ tải hư không vô thức tiêu thất không để lại dấu vết nhưng một khắc sau nó lại tái hiện trên người hàn lập một lần nữa hàn lập giơ một tay lên nó từ từ đậu trong lòng bàn tay hóa ra là một cây phi châm hàn lập nhìn phi châm trong tay trên mặt hiện lên vẻ hài lòng hắn sử dụng tinh hóa yêu đan phí không ít tinh thần lực chế thành phi châm này uy lực thật không nhỏ tối thiểu nó xuất ra tốc độ nhanh chóng cùng khả năng ẩn giấu đã đạt tới hiệu quả dự đoán càng hay hơn nữa là nó là pháp bảo nếu luôn gia tăng tu luyện uy lực của nó có thể từng bước tăng trưởng lật bàn tay lên Phi châm trực tiếp tiêu thất không thấy, bị thu vào trong cơ thể. Sau đó hắn nhìn về phía lão gù trong quang vụ, trên mặt không chút biểu tình. Phi châm trong suốt sáng lấp lánh, không phải kim loại, không phải gỗ, ngoài mặt có ánh sáng màu đỏ hồng lúc mạnh lúc yếu, nhìn có chút quỷ dị. Bây giờ bụng lão bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Hơn nửa cơ thể bị quang thủ gắt cao chế trụ, không thể nhúc nhích chút nào, trên mặt không còn chút máu. Nhìn thấy Hàn Lập quay lại, trong tâm lão vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải bất đắc dĩ mỉm cười vội vàng nói ra những lời nói nịnh nọt tâm bốc hiểu lầm tất cả là hiểu lầm tiền bối có thần thông như vậy khẳng định không phải là người mà bọn ta muốn tìm vãn bối khẳng định tìm lầm người tiền bối đại nhân đại lược không so đo với vãn bối vãn bối chính là người nhà họ khổng tiền bối có gì muốn biết vãn bối nhất định nói hết lão biết số phận mình không tốt vội vàng đem hết mọi thứ nói ra hy vọng có thể đả động tâm tư đối phương mà lưu lại cho mình một mạng nhưng hàn lập lại vung tay lên một đạo phù bắn lên người lão lão cầu xin tha thứ đột nhiên ngừng lại hai mắt trở nên u mê vô thần như vậy cho khỏi rắc rối hàn mỗ muốn biết sự việc tốt hơn là tự mình đến kiểm tra một chút hàn lập thầm nói nhỏ một câu thu thập hết các món linh khí xoay người đi vào trong sân đại trào thủ màu xanh vẫn túm chặt lão theo sau hàn lập tiến vào bên trong sân trong sân bố trí một cái pháp trận che mắt đơn giản hàn lập vốn không để vào mắt tiện tay đánh ra vài pháp quyết đem trận pháp hủy đi. Sau đó mang lão tiến vào một phòng bên trong, một bữa cơm, Hàn Lập tiện tay hóa ra một cái hỏa cầu biến lão thành cho bụi. Khiến cho sau khoảng thời gian, lão biến mất hoàn toàn trên thế gian này, sau đó ngồi lại trên chiếc ghế tay chống cầm suy ngẫm. Mới vừa rồi hắn sử dụng mộng dẫn thuật, không thương tiếc mà tác động vào thần trí của đối phương, thu hết mọi thông tin mà lão biết. Đúng như trước đây lão gù đã nói, hắn là chấp sự tại tấn kinh của Khổng gia. Người này thật sự có quyền lực, phùng trưởng quỹ hai năm trước gặp một vấn đề nhỏ, đã bị người này truy lùng, sau này bị đe dọa mới phải quy thuận nhà họ khổng. Dù sao một người bình thường làm sao dám đối kháng với thượng tiên. Mà Hàn Lập đưa ngọc bội của phong nhạc cho phùng trưởng quỷ, hiển nhiên đã bị lão báo cho những người này, muốn lập công lớn. Kết quả là vị phùng đại công tử đã tịch mịch rất lâu trong gia tộc nghe được tin tức này mừng như điên, lập tức sắp đặt cảm bẫy, tự thân xuất mã chuẩn bị phục kích vị phong nhạc này nhưng Hàn Lập vừa ra khỏi từ lâu, nhìn thấy liếm thức vật thấp kém của lão, trong lòng biết phùng trưởng quỹ có vấn đề, nhưng không hề sợ hãi trước một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng tại nơi tu ba lầu có nhiều người này, sẽ không dám trực tiếp xuống tay, thuận thể tìm một suy nghĩ bất kỳ, đã ngồi xe ngựa đi đến đây. Kết quả lão cùng mấy tên trúc cơ kỳ mai phục ở đây, coi như không có. Cuối cùng bị hắn tiện tay tiêu diệt luôn. Đối với việc này, Hàn Lập chẳng thèm quan tâm, hắn mơ hồ đã đoán ra, nếu không phải tự thân hắn đến, mà để tu sĩ kết đan kỳ mai phục ở đây thì đã là một chuyện cười rồi nhưng hàn lập tìm tòi từ thần thức của lão gù đã phát hiện một việc kinh ngạc nguyên lai like, cuối năm nay ba nhà liên thủ quản lý tham sao vương đại hội vừa chấm dứt bỗng nhiên nổ ra việc lão tổ khổng gia bị quỷ cắn nuốt thần hồn chiếm giữ thân xác vào thời điểm đó hai gia chủ đã liên minh mời các tu sĩ cao tay tới trực tiếp đem lão đánh gục nguyên thần cũng không có chạy mất sao tham ở đây là nhân sâm tham vương sâm vương lúc đó khổng ra thiệt hại rất lớn ảnh hưởng tới cơ sở ba nhà nhưng tại lúc này khi biết tin thủ hạ bị diệt huyễn vương vốn vẫn ở trong tuyết lang sơn mạch nổi giận đùng đùng không ngờ đem hết các ngôi cổ mộ lật lên thả mấy ngàn thi vệ trúc cơ kỳ tu vi tạo thành hoàng tuyền quỷ trận từ đó đánh ra kết quả các cao giai tu vi đều đến trợ trận tại cổ mộ một phen đại chiến tiêu diệt không ít luyện thi nhưng những người có tu vi thấp đều bị quỷ trận cắn nuốt không thoát được về phần vài tên nguyên anh tu sĩ cũng không có chỗ tốt nào trong tam thi quỷ trận, thậm chí sau khi giao thủ còn có một tên thụ trọng thương. Kết quả thành viên của ba nhà ở trên ngọn núi tổ chức tham vương đại hội bị vây khốn trong hơn trăm dặm quỷ trận. Bọn họ chỉ có thể tại trên núi miễn cưỡng bố trí mấy cái đại trận bảo vệ mình mà thôi. Kỳ thật cũng tại những tu sĩ này, sau khi phục kích huyễn vương khiến hắn bị thương đã quá coi thường hắn. Vốn dĩ cương thân sao của ma cương sau khi bị trọng thương rất dễ đối phó, nhưng không thể ngờ rằng sau khi huyễn diệp vương vốn chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ ngay khi vừa dựa vào một khối cổ mộ lập tức tu vi tăng tới nguyên anh hậu kỳ giống như biến thành một kẻ khác vậy hai thi yêu cũng có tu vi nguyên anh sơ kỳ vậy là khi đối mặt liền ăn phải trái đắng mất đi chiến lực tiếp theo lại càng chẳng có gì tốt cả Nguyễn vong hiển nhiên pháp lực cao còng nhưng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy sau khi vây khốn bọn tu sĩ hơn tháng rốt cục cũng kinh động cao thủ tu chân nguyên anh kỳ ở phụ cận chạy tới thi triển ra thần thông kinh thiên động địa, thoáng cái đánh lui tam thi, làm chúng không thể không lui về vùng tuyết lang sơn mạch sâu thẳm. Vị này nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không truy kích, lại phiêu phiêu bỏ đi. Sau khi tu sĩ ba nhà được cứu, đương nhiên không dám lưu lại gần đó, đem tất cả thế lực quét sạch vùng núi này, không cho huyễn vương có cơ hội phất cờ trở lại. Mà tam thi cũng sợ hãi tên tu sĩ nguyên anh kỳ kia lại nhúng tay vào việc này, hiển nhiên cũng không dám dễ dàng rời núi, chuyện can qua này dần dừng lại. Tất nhiên Hàn Lập biết một phần quan trọng mà thôi, nhưng hắn liên tưởng đến một lần trong lúc đi ra ngoài phong. Sơn, va chạm với huyễn vương thân mang trọng thương, cũng đoán được phân nửa tình hình, trong tâm không khỏi tấm tắc kêu sợ hãi. Vị huyễn vương này cũng không khỏi có điển hung hãn, ngày đó tại vùng tuyết lang Sơn mạch cuộc chiến kịch kiệt, thân đã chịu trọng thương. Quay về trong mộ trong một khoảng thời gian ngắn không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, tạo ra một bộ dáng chẳng còn chút nguyên khí. Nhưng hắn không biết phải phục dụng bao nhiêu linh đan rượu dược, Hàn Lập rất rõ ràng, trên thế giới không hề có cái gì gọi là linh đan diệu dược. Nhưng lại có thứ giúp cho người ta phục hồi nguyên khí thức thì. Nhưng dù hắn có linh lực sung túc, cũng chưa khôi phục được tu vi đỉnh phong. Như vậy chỉ có một chuyện xảy ra, lão thi vương vạn năm quá mạnh mẽ, hay là tu luyện công pháp phục nguyên nên có thần thông gì đặc biệt, có tốc độ hồi phục kinh nhân. Không nói về thần thông của thi vương, Hàn Lập không khỏi nghĩ tới khối thiên thi châu trong cơ thể mình sau khi tu luyện minh vương quyết hắn đã cảm thấy sự trợ giúp thần kỳ của thiên thi châu nếu không chỉ bằng kiện kim cương xá lợi thì không thể thu thành tầng thứ hai minh vương quyết đây dù sao cũng là hai chuyện khác nhau viên châu giống như có hiệu dụng thần kỳ nói không chừng nguyễn vương hồi phục nhanh như vậy là có quan hệ với nó sau khi hàn lập lẳng lặng tự định giá liền đem việc này để lại đằng sau bắt đầu kế hoạch ở tần kinh rời khỏi nơi này là việc không cần nói nơi này có quan hệ với phùng trưởng quỹ không thể ở lâu hơn nếu không sau khi người này mất tích, sẽ có người tới đây tra xét, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Hay là tìm một ngôi đạo quan hay tự miếu để thuê nhỉ, so với quán trọ chỗ này. Cũng được sạch sẽ, mặt khác, cũng cần phải nghe một chút chuyện của tu tiên tại Tấn Kinh. Sau khi Hàn Lập suy, xét xong, liền ra khỏi nhà, bến mất không dấu vết. chương 936 Thiên Cơ Các, đứng đã được một thời gian, rốt cuộc thấy trong các tiểu đạo quan đều là người Trần, một chút pháp lực cũng không có hàn lập với việc này rất hài lòng đã quyên tặng một chút tiền đả động được đạo sĩ giữ quan xin vào ở tạm ở tại đó một đêm sớm ngày thứ hai hàn lập ra khỏi đạo quan đi tới khi trời sáng tỏ thì phát hiện ra một gian thư viện có khí của tu sĩ gian thư viện này ở tại tấn kinh hát ơn nữa cũng không nhỏ khẳng định có chút lai lai lịch có quan hệ nhất định với nho môn tuy nhiên hàn lập không có quan tâm chút nào hắn lặng lẽ lẻn vô trong thư viện xuất hiện gần một lão nho áo trắng không hề che giấu khí thức cường đại của tu vi nguyên anh kỳ lão nho khi mới gặp hàn lập liền cả kinh vội vàng ngưng tụ toàn thân pháp lực nhưng sau khi nhìn rõ tu vi của hàn lập trên mặt liền bỏ đi đề phòng lùi lại nửa bước cung kính hướng hàn lập làm một lễ tiền bối giá lâm thư viện vãi bối có thể giúp gì cho tiền bối không ngươi thật là thức thời ta tìm ngươi xác nhận một chút việc nhỏ mang một số vấn đề về đường phố thương mại những nơi đấu giá riêng nói hết ra cho ta hàn lập nghe vậy mỉm cười Chầm chậm nói, vị trí phường thị không có vấn đề, vãn bối đã phục chế tất cả vào ngọc giản này. Còn về chuyện đấu giá hội, vãn bối cũng không biết nhiều lắm, không thể giúp gì cho tiền bối. Lão Nho Sinh do dự nói, cũng từ giới chỉ lấy ra một cái bạch sắc ngọc giản, bắt đầu ghi lại thông tin về các phường thị trong bản đồ. Thời gian cụ thể đấu giá hội bắt đầu, địa điểm, cùng với lần này có kỳ chân dị bảo gì bán ra hay không? Hàn Lập tươi cười, bất động thanh sắc hỏi thời gian địa điểm không có vấn đề. 9 ngày sau cử hành tại Quang Bảo Điện ở Tấn, Tây Phường Thị, chia thành hai cấp đấu giá dành cho Tu Vi Kết Đan và Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ có thể tham gia Kết Đan cấp nhưng Kết Đan không thể tham gia Nguyên Anh cấp. Về phần bán ra tài liệu gì, vãn bối thật không thể trả lời. Vì phiên đấu giá lớn như vậy nhưng khi các phường thị đại, Tấn liên hợp lại rất khó có thể biết được vật gì sẽ được bán ra. Nhưng theo kinh nghiệm lúc trước, kỳ chân tài liệu xuất hiện ở đấu giá hội cũng ít nhất là trên trăm. Bên cạnh đó sẽ có một vài tiền bối đem tài liệu tới, mang tới phiên đấu giá để đấu giá. Phiên đấu giá này thông thường sẽ diễn ra trong 5-6 ngày. Lão Nho Thành thật trả lời, thì ra là thế. Bảo Quang Điện, Hàn Lập vuốt cầm, thì Thảo tự nói. Tiền bối, Ngọc Giản đã phục chế xong, xin tiền bối nhận cho. Lúc này rốt cục Lão Nho cũng phục chế xong Ngọc Giản hai tay dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập không nói câu nào liền đem Ngọc Giản bắt lấy, thần thức đảo qua bên trong một lượt, trên mặt lộ ra vẻ hài long gật đầu, tốt lắm chuyện hôm nay ta không muốn có người khác nhắc tới nếu không hắc hắc hàn lập âm trầm cười thân thể chấp động biến mất không dấu vết lão nho khóe mắt giật giật ngồi lại trên ghế nhíu mày suy nghĩ qua một lúc sau hắn mới dung thần thức đảo một vòng quanh phòng kết quả trống trơn tựa hồ như trước không có ai khác lão nho mới thật sự phào một tiếng mặt lộ ra nụ cười khổ sau khi hàn lập ra khỏi thư viện đem ngọc giản nhìn kỹ một lần rồi hướng phía tây tấn phường thị mà đi vì tây tấn phường thì có một pháp trận ẩn giấu cao minh thường đem khu vực nhỏ đường phố hẻo lánh phía tây tấn kinh tre giấu đi hàn lập hiện ra ở lối vào phường thị dễ dàng thông qua cấm chế hiện ra tại một con đường vắng vẻ tuy nhiên sự lạnh lẽo chỉ so với sự nhốn nháo bên ngoài có vẻ trên đường phố nơi kinh doanh có tới mấy trăm tên tu sĩ đi lại ra vào cửa hàng hai bên đường hàn lập dùng thần thức đảo qua bên đường phố cũng biết đại đấu giá hội sắp cử hành trong ngày cái phường thị này khẳng định có tu sĩ nguyên anh kỳ tỏa trấn nếu không đấu giá hội cũng không lớn như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Lập chậm rãi đi, ánh mắt không ngừng quét ra hai bên. Cái phường thị này so với bên phía nam có chút bất đồng, hai bên đường cơ hồ đều là các lầu các lớn, phảng phất tài lực hùng hậu, đều là các thương hào không nhỏ. Hàn Lập đúng là chưa thấy qua tên lầu các nơi này bao giờ. Xem ra các thương hào tu tiên đại tấn có chút thực lực, đều có có cửa hàng tại nơi này. Nếu như vậy, không có sự phân biệt cẩn thận nào, Hàn Lập liền thu thập một vài tài liệu có trong danh sách, lập tức đi hỏi mọi nhà nơi đây. Nhưng hiện giờ những thứ mà Hàn Lập cần tìm cái nào cũng nghi hữu, không phải muốn tìm là tìm được dễ dàng như vậy. Hàn Lập vẫn chưa nóng lòng, không để ý tới, tại nơi này đi tìm một vòng, chỉ là thuận đường mà đi, thật ra hắn còn có một chuyện trọng yếu khác cần làm. Tham gia đấu giá chắc chắn cần phải có rất nhiều linh thạch. Ban đầu linh thạch trên người Hàn Lập không thiếu, nhưng sau khi hóa thân thành tu sĩ đeo mặt nạ đi khi thu thập tài liệu, cũng đã hoang phí mất hơn phân. Nửa, hôm nay đối mặt với đấu giá hội lớn như vậy, linh thạch trên người hiển nhiên không đủ rồi. Hàn Lập có ý định tìm một cửa hang lớn nào đó bán vài món vật phẩm quý báu đổi lấy một số linh thạch. Bởi vì cần lượng linh thạch thật lớn, người mua cũng phải có thế lực lớn mới được. Hàn Lập đi tới trước một ngôi nhà ba tầng, hai mắt không khỏi híp lại. Nhà này so với các thương hào bên cạnh rõ ràng lớn hơn hẳn, hơn nữa tu sĩ ra vào đủ loại người, dường như đúng là đối tượng mình cần tìm chỉ là Hàn Lập nhìn thấy trên đại môn viết ba chữ vàng Thiên Cơ Các tim không khỏi nhảy lên một cái điều này có nghĩa là nơi đây chuyên bán các mặt hàng thuộc về Thiên Cơ Các Hàn Lập thoáng do dự một chút nhưng vẫn bước chân đi vào Lầu một có diện tích không nhỏ dài tới ba bốn mươi trượng có năm sáu gã sai vặt mi thanh lục tú luyện khí kỳ chỉ vào một số đồ vật gì đó giới thiệu cho khách nhân Hàn Lập vừa đi một gã sai vặt mỉm cười tới gần muốn bắt chuyện lui ra vị tiên sinh này ta phụ trách là được rồi. Một người trung niên choàng áo bào trắng thản nhiên ngồi uống trà ngồi trong góc hội trường, sau khi dùng thần thức đảo qua người Hàn Lập, lập tức giật mình đặt chén trà xuống, la gã sai vặt. Sau đó hắn sửa sang lại trang phục bước đến thi lễ, cung kính nói. Tiền bối có thể đến thiên cơ các của chúng ta, thật là vinh hạnh. Thiết nghĩ tầng một không có thứ tiền bối muốn, chúng ta lên tầng 3 nói chuyện được chăng? Hảo, ta cũng muốn tìm chủ nhân nơi này, Hàn Lập ánh mắt chấp động vài cái, lạnh nhạt nói sau đó dưới sự dẫn đường người trung niên này chậm chậm rãi đi lên lầu dưới lầu bảy tám gã tu sĩ mua đồ thấy tình hình trên hiển nhiên biết đó là tu sĩ nguyên anh kỳ liền xôn xao một trận đúng là tiền bối nguyên anh kỳ lần đầu tiên ta thấy đó nhìn sao mà còn trẻ thế nhỉ chuyến này thiên cơ các lại muốn có một sinh ý lớn rồi đây chà chà lập tức liên tiếp những tiếng than thở vang lên sau đó chuyển ra ngoài tầng ba thiên cơ các cũng không lớn chỉ là bố trí một số thứ rất tao nhã, hơn nữa lại có hai mỹ nữ, một người thấy khách nhân đi vào, lập tức dâng ngay một ấm trà tới. Xin mời tiền bối thưởng thức, đây là vũ linh trà cửa hàng bỏ một số tiền lớn để mua, có hương vị rất riêng biệt. Người trung niên mời Hàn Lập ngồi, mỉm cười, giới thiệu trà, trà không vội uống, trước tiên ta muốn mua một vài tài liệu, không biết quý các có bán không. Nói thật, ta đã đi qua nhiều nơi rồi, nhưng cũng không có mua được thứ gì, đối với thiên cơ các của ngươi cũng không ôm nhiều hy vọng, Hàn Lập nhìn cũng không thèm nhìn chén Vũ Linh trà, ngược lại bình tĩnh nói, tay áo hướng trên bàn phất một cái, một tấm ngọc giản màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Nếu tiền bối nóng lòng như thế, ta trước tiên xem thử xem, nếu mấy nơi kia cũng không có đổ vật tiền bối tìm, tài liệu cũng không hẳn ở đây không có. Trung niên nhân mỉm cười, đem ngọc giản thu vào tay, đưa thần thức chìm vào trong, khoảnh khắc sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Hàn lập sắc mặt không ngạc nhiên, biểu tình này trưởng quỹ mấy cửa hang trước cũng có, hắn chứng kiến quá nhiều rồi. Ai bảo những tài liệu hắn tìm kiếm này, đều là những thứ thế gian khó kiếm chứ. Thậm chí còn có hai loại tài liệu mà tu sĩ bình thường còn chưa nghe nói qua. Trách không được tiền bối đi khắp cũng không chỗ nào tìm thấy. Tài liệu đó, đích thực không phải thương nhân phổ thông có thể có, nơi này ngoại trừ lôi linh thạch có một khối nhỏ, còn lại cũng bất lực. Sau khi đưa thần thức từ trong ngọc giản ra, trung niên áo trắng cười khổ hướng hàn lập nói. Các ngươi có lôi linh thạch, vốn Hàn Lập đang chuẩn bị cho lần thất bại kế tiếp, nghe nói thế, không khỏi lộ ra vui mừng. Không sai, tiền bối cũng là tới đúng dịp, khối linh thạch này vốn là mới nhận tới. Chẳng qua cái này cũng hơi phiền toái một chút, vốn thứ này là sở hữu của một tiền bối tu vi nguyên anh kỳ có giao hảo với bổn các, chuẩn bị trao đổi đồ vật. Nếu không đổi được, mấy này sau bố trí đấu giá. Người trung niên do dự một chút lại nói ra khiến Hàn Lập giật mình. Chương 937, Thiên Cơ Phủ, trao đổi ư, không biết ngươi muốn trao đổi cái gì. Đúng lúc trong tay ta cũng có ít đồ để trao đổi đây. Hàn lập vuốt vuốt cầm nói, tất cả tài liệu cùng đan dược vị tiền bối kia muốn trao đổi đều ở đây, mặc dù nói về mức độ quý hiếm so với thứ tiền bối mới thu được có lẽ kém một ít. Nhưng đều là vật thế gian khó tìm, nếu không viên lôi linh thạch này đã sớm bị đổi ra ngoài. Đây chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính. Trung niên tu sĩ đối với lời nói của Hàn Lập cũng không cảm thấy giật mình, sau khi mở miệng nhắc nhở đã sớm đem một khối ngọc giản chuẩn bị kỹ từ trước đưa tới. Hàn Lập đem ngọc giản nắm trong tay, chưa vội nói gì mà dụng thần thức xem xét qua. Trung Niên Nhân áo bào trắng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hàn Lập, muốn từ đó nhìn ra chút gì, nhưng đáng tiếc trên mặt Hàn Lập thần sắc thủy chung không hề thay đổi, căn bản nhìn không ra bất cứ dị sắc nào. Điều này làm cho Trung Niên Nhân không khỏi có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nghĩ: Vị Nguyên Anh kỳ Hàn Tiền bối này rốt cuộc có lai lịch ra sao đây? Bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, nhưng tài liệu muốn thu thập lại đều là vật hi hữu hiếm có. Theo lý thuyết tu sĩ tu vi đạt đến nguyên anh kỳ có thể thanh xuân vĩnh trú tất nhiên không ít, nhưng phần lớn đều là nữ tu sĩ mà thôi. Nam tu sĩ dù có năng lực bảo trì dung nhan, hình như cũng không có lão quái nào có dung mạo cùng trang phục như thế này cả. Chẳng lẽ đây là một tu sĩ mới vừa tiến giai nguyên anh? Vị trung niên nhân áo bào trắng này mặc dù cảm ứng được hàn lập là nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng nếu muốn phán đoán chính xác tu vi, liền giống như gặp một tầng hơi nước không thể từ trên người hàn lập thấy rõ ràng được chỉ biết là tựa hồ so với vài tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà trước kia hắn gặp qua còn cường đại hơn một chút đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tận tâm tiếp đãi hàn lập nếu không với nguyên anh tu sĩ phổ thông lấy thế lực sau lưng thiên cơ các thật đúng là không cần quá mức lấy lòng hắn vị đạo hữu kia cần vật gì ta thực sự có thể cung cấp một hai loại bất quá cụ thể trao đổi thế nào còn phải xem qua viên lôi linh thạch kia mới có thể nói tiếp Linh thạch phẩm chất quá kém nói, ta có lấy cũng vô dụng. Một lát sau, Hàn Lập rốt cuộc từ trong ngọc giản nhìn qua một lần, đem ngọc giản tiện tay ném trả lại cho trung niên nhân, bình tĩnh nói. Điều này hiển nhiên, như vậy đi, tiền bối. Cuộc giao dịch này liên quan trọng đại, phú tiền bối đang ở phường thị phụ cận, ta sẽ phát truyền âm phù, để hai vị tiền bối tự mình gặp mặt hiệp thương giao dịch một phen, vậy được chứ? Trung niên nhân sau một hồi cân nhắc, vẻ mặt cười cười nói. Phú tiền bối, được, ta cũng muốn gặp mặt vị phú đạo hữu này, ta muốn một lượng lớn linh thạch, càng nhiều càng tốt, xem thử xem trên người vị đạo hữu này có hay không vẫn còn dư lôi linh thạch. Hàn Lập sau một phen cân nhắc, đồng ý nói, theo hắn nghĩ, đối phương nếu đã có thể đưa ra loại tài liệu quý hiếm bậc này, nói không chừng trong tay còn vài loại tài liệu khác. Gặp mặt một phen, bản thân cũng có lợi, nếu đã như vậy, tiền bối xin chờ một chút, ta lập tức đi truyền tin ngay, phú tiền bối chỉ chốc lát sẽ đến trung niên nhân không có trần trừ liền ôm quyền, đi ra đại sảnh tầng 3. Hàn lập lúc này mới thản nhiên cầm lấy linh trà trên bàn, nhấp khẽ một ngụm, cảm nhận được một vị tinh khiết thơm ngọt. Quả nhiên không tầm thường, một lát sau, trung niên nhân kia quay lần nữa, tự nhiên là đã phát đi truyền âm phù. Hàn lập lúc này đang nhâm nhi chén linh trà, liếc mắt đánh giá trung niên nhân, đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi ở thiên cơ các, có phải hay không sản xuất rất nhiều thiên cơ ốc? Ta nghe nói quý các luyện chế được loại cao giai thiên cơ ốc, có thể đem một tòa động phủ lớn nhỏ luyện chế thành lòng bàn tay mang theo bên người, hơn nữa còn có thể trực tiếp thêm vào một ít cấm chế lợi hại, thật sự là có chuyện này. A à, a, à, thiên cơ ốc đúng là đặc sản pháp khí của bồn các. Bất quá loại thiên cơ ốc mà tiền bối nói tới, chính là thiên cơ ốc cấp bậc cao nhất, nên gọi là thiên cơ phủ mới đúng. Loại thiên cơ phủ này tổn hao tài liệu vô cùng hiếm có, vốn không có luyện chế ra được bao nhiêu, hiện tại ngoại trừ vài món không bán ra ngoài còn lại thì sớm đã bán hết không còn gì. Trung niên nhân nghe thấy lời ấy ngẩn ra, nhưng lập tức cười cười giải thích. Hàng không bán, tại sao? Các ngươi thiên cơ các luyện chế ra, không phải để bán sao? Hàn lập có vài phần ngoài ý muốn, không dối gạt tiền bối, vài món còn lại này đều là thiên cơ phủ tinh phẩm, vô luận lớn nhỏ đều được thêm vào cấm chế mà vật bán ra còn xa mới có thể sánh kịp. Cho nên những thiên cơ phủ này bề trên luôn có ý muốn lưu lại, đồng thời chỉ có thể dùng một ít vật phẩm cực kỳ hiếm có đổi lại. Trung niên nhân có chút xấu hổ giải thích nói, cũng là lấy vật đổi vật, nhưng cái này quả có chút ý tứ, bất quá cũng không phải sự tình gì đáng ngại, chỉ cần thiên cơ phủ này thật sự thần diệu như thế, ta thực muốn đổi lấy một kiện, đạo hữu có thể trước tiên lấy ra đây vài món cho hàn mẫu kiến thức một chút được chăng? Hàn lập khóe miệng nhếch lên, cảm thấy hứng thú nói ra. Vài món, tiền bối chớ nói đùa, bổn các cho dù là thương hào ở kinh đô đại tấn, cũng chỉ còn có một kiện mà thôi, hơn nữa còn là trấn các chi bảo, vài món còn lại thì đặt ở trong các chi nhánh khác. Bất qua thứ này của bổn các chúng ta chính là do luyện khí đại tông sư hoa vận tử từ tay luyện chế ra, nói về hiệu quả thì trong tất cả thiên cơ phủ chính là đứng số một số 2, cấm chế thêm vào bên trên có thể sánh với một kiện cổ bảo cực phẩm. Hơn nữa, tại hạ chỉ là một quản sự các nhỏ, không có quyền động tới bảo vật này. Vật này là do chính vương trưởng lão phụ trách, tiền bối nếu thật sự có tâm, tại hạ sẽ tới mật thất thỉnh vương trưởng lão cùng tiền bối bàn bạc việc này muốn trao đổi hay không cũng chỉ có vương trưởng lão mới biết được trung niên nhân tinh thần rung lên vội nói trước khẩu khí không nhỏ của hàn lập nếu thật sự có thể hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy địa vị của hắn trong thiên cơ các tự nhiên sẽ được đề cao vậy à việc này vẫn phải chờ hàn lập mỉm cười đang muốn nói thêm gì đột nhiên thần sắc biến đổi ngậm miệng lại trung niên nhân sửng sốt có chút không rõ lý do nhưng lúc này từ dưới lầu đột một truyền đến thanh âm của một lão già triệu tiểu tử thực có người có thể xuất ra vật ta muốn sao. Lão Phu đang ở thời điểm tu luyện mấu chốt, vì việc này liền mà lập tức gián đoạn tu luyện, chạy tới đây ngay đấy. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng thập phần mạnh mẽ, vang dội dị thường. Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân đang đang trầm trọng chuyển đến, tựa hồ người đang đến cân nặng không hề nhẹ. Vãn bối nếu thật sự mời tiền bối tới, tự nhiên là có chuyện. Tại hạ sao dám lừa gạt phú tiền bối, trung niên nhân áo bảo trắng giờ mới biết người mình mời rốt cuộc đã tới rồi, vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Chỗ cửa phòng bóng người chợt nhoáng lên, một vóc người cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hàn lập hai mắt híp vào, cẩn thận đánh giá người mới tới này. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thấm, trên mình linh khí kinh người, đúng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh dai. Hàn lập lông mày lơ đãng nhíu lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Mà lão già mặt đỏ này nghe xong trung niên trưởng quỹ nói như vậy, ánh mắt cũng quét về phía hàn lập, phát hiện Hàn Lập bề ngoài tuổi còn trẻ như thế mà cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức mặt mày tươi cười, bước mạnh vào trong phòng. Vị này chắc là Hàn đạo hữu mà Triệu trưởng quỹ đã nói tới. Có thể đưa ra tài liệu lão phu muốn, quả nhiên không phải là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Lão mặt đỏ cũng không chút khách khí, vừa đi đến trước mặt Hàn Lập, liền cười ha ha hào sảng nói: "Đâu có, tu vi của phú đạo hữu mới làm cho Hàn mỗ khâm phục đấy chứ." Hàn Lập cười cười, đứng dậy chắp tay nói. Phú mỗ đến tuổi này rồi mới tu luyện tu vi như thế, có cái gì đáng khâm phục đâu. Phú mỗ là người trực tính, vậy xin nói thẳng luôn. Hàn Đạo Hữu muốn đổi lấy lôi linh thạch, rốt cuộc không biết có thể lấy ra vật gì, có thể hay không nói cho phú mỗ biết một chút. Hai người vừa ngồi xuống, lão già mặt đỏ đã không thể chờ được nữa, nóng lòng hỏi. Vật khác không có, nhưng là tại hạ trong tay còn có một gốc xích tinh chi hỏa thuộc tính, chừng hơn nghìn năm hỏa hầu hàn lập cười mỉm thong dong nói ra xích tinh chi này đương nhiên không phải là gốc cây ba ngàn năm hỏa hầu mà hắn tại thiên nam đệ nhất giao dịch hội dùng thất cấp yêu đan đổi được mà là khi trở về lấy mầm của nó tỉ mỉ tiến hành thúc giục sinh trưởng ra ngàn năm linh dược xích tinh chi nếu thật có ngàn năm hỏa hậu đích xác đủ để đổi lấy lôi linh thạch của tại hạ đạo hữu có thể hay không lấy ra cho tại hạ nhìn một cái phú họ lão nghe vậy mừng rỡ nói ra đương nhiên có thể linh dược ta luôn mang theo bên người chỉ là linh thạch của đạo hữu có phải hay không cung cấp cho hàn mỗ kiến thức một chút hàn lập bất động thanh sắc trả lời nga lão phu thật hồ đồ cái này là tất nhiên triệu trưởng quý linh thạch ta gửi mau lấy ra cho hàn đạo hữu nhìn lão già ngẩn ra lập tức không suy nghĩ thêm hướng về trung niên nhân phân phó nói dạ tiền bối cái này vãn bối sẽ tự mình đi lấy trung niên nhân áo bào trắng trong miệng vội vàng đáp sau đó liền đi ra ngoài phòng hàn đạo hữu khuôn mặt có chút xa lạ nhưng tu vi cũng đã tiến dài tới nguyên anh trung kỳ không biết hàn huynh trước kia ở nơi nào tiềm tu a đạo hữu nhất định là khổ tu chi sĩ bình thường rất ít cùng các đồng đạo khác kết giao đi nếu không lấy tu vi của đạo hiếu phú mỗ khó có khả năng một chút ấn tượng cũng không có lão giả mặt đỏ thừa dịp khoảng thời gian này đánh giá hàn lập vài lần không khỏi tò mò hỏi hàn lập nghe được ý tứ dò xét chính mình của đối phương liền nở nụ cười đạo hữu không biết hàn mỗ cũng không có gì lạ tại hạ luôn ở trên một hòn đảo nhỏ ngoài hải ngoại tu luyện, rất ít khi đặt chân lên đất đại tấn. Hắn sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang trả lời. Nguyên lai hàn đạo hiếu là hải ngoại tu sĩ, phú mỗ thật sự là thất kính. Tại hạ đã sớm nghe nói hải ngoại có không ít đồng đạo thần thông quảng đại, tu luyện pháp môn có một phong cách riêng, cùng tu sĩ trong đại lục chúng ta rất không giống nhau. Khi rảnh rỗi phú mỗ thật sự mong muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Bất quá, đạo hữu đi đường xa như thế đến tấn kinh, xem ra đặc biệt là vì hội đấu giá mà đến. Lão giả mặt đỏ trong lòng ngẩn ra, lập tức chợt hiểu nói. Đại khái cũng chỉ ở nơi hải ngoại vô bờ mới có nguyên anh tu sĩ như vậy chứ trong đại tấn thì thật khó có thể vô danh. Lão giả mặt đỏ bất giác trong lòng đã tin quá nửa. Sau đó lão giả cùng hàn lập hàn huyên thêm mấy câu, đột nhiên bên ngoài lại chuyển đến tiếng bước chân, tiếp đó một tiếng cười mang thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Phú huynh đã đến thiên cơ các chúng ta, như thế nào lại không thông chi cho vương mỗ một tiếng. Hàn Đạo Hữu cũng là khách quý, vương mỗ càng nên tự mình đi ra chiêu đãi. Theo thanh âm truyền đến, một ngân bào tu sĩ sắc mặt hơi trắng đi vào trong thính đường. chương 938, giao dịch hội dưới lòng đất. Ha ha, vương huynh cuối cùng cũng lộ diện, ta còn nghĩ Đạo Hiếu lần này sẽ vẫn bế quan tu luyện quy linh quyết, quyết không ra. Nào dám quấy dày vương huynh thanh tu, lão giả họ phú tựa hồ cùng với ngân bào tu sĩ quen biết đã lâu, vô cùng thân thuộc chào hỏi. Quy Linh Quyết Lão Phu cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ bảy, phỏng chừng cả đời này không có hy vọng tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng thật ra, ta nghe triệu chấp sự nói, vị tu sĩ tới lần này có thể là một Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa còn muốn mua thiên cơ phủ đặt tại bản các hàng mấy trăm năm, mà Phú Huynh cũng đại giá quang lâm bản các, vương mỗ nào có thể không ra gặp mặt một lần được. Ngân bào tu sĩ ngoài 50 tuổi, ánh mắt tập trung trên người Hàn Lập, cười khẽ chắp tay thi lễ nói. Nghe đối phương nói như thế, hàn lập làm sao lại không biết đối phương chính là vương trưởng lão mà trung niên nhân áo bảo trắng mới vừa nói hơn nữa thần thức đảo qua liền nhìn ra đối phương chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhưng sắc mặt trắng có chút quái dị hiển nhiên tu luyện pháp quyết có chút duyên cớ đặc thù vương huynh khách khí rồi hàn mẫu nghe đại danh thiên cơ các đã lâu giờ mới có dịp tới thăm quý các hàn lập lộ ra vẻ tươi cười thi lễ đáp lại hàn đạo hữu muốn đổi lấy thiên cơ phủ hắc hắc đạo hữu thật không hổ là hải ngoại tu sĩ ra tay thật là không vừa a. À. Xem ra Tương Truyền Hải Ngoại lắm bảo vật, thật sự không sai. Lão già họ Phú nghe xong lời ấy, có chút kinh ngạc nói ra. Hải ngoại quả là có một ít tài liệu tương đối quý hiếm, nhưng thế nào lại có thể sánh cùng với lục địa đất rộng của nhiều đây. Hai vị đạo hữu thật sự biết nói đùa, Hàn Lập Khiêm Tốn nói. Lời này của hắn tự nhiên không thể làm cho này hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ này tin tưởng được, nhưng hai lão cũng không tiếp tục truy cứu sự tình hải ngoại nữa nếu không bị một cao giai tu sĩ như Hàn Lập hiểu lầm bọn họ có ý rình mò, thật không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này trung niên nhân họ triệu đi theo phía sau ngân bào tu sĩ bỗng tiến lên vài bước, đem hai cái hộp ngọc một lớn một nhỏ cầm trong tay đặt ở trên bàn trước người Hàn Lập, sau đó thức thời tự thối lui sang một bên. Hắn rất rõ ràng hiện tại vương trưởng lão của các đã ra mặt, nơi này tự nhiên không cần hắn nói thêm cái gì nữa. Nếu đạo hữu đối với thiên cơ phủ của bổn các cảm thấy hứng thú, lão phu liền đem vật này cùng lôi linh thạch của phú đạo hữu đồng loạt mang lại đây để đạo hữu trước tiên có thể nhìn qua một chút. vương trưởng lão lấy tay cầm tới chiếc hộp ngọc hơi lớn một chút, khách khí nói: vương huynh, thiên cơ phủ của ngươi để chút nữa mới đưa cho hàn huynh xem đi. trước hết để cho phú mỗ cùng hàn đạo hữu hoàn thành giao dịch đã rồi hãy nói tiếp. lão già họ phú nhếch miệng cười giành nói: không nghĩ tới phú huynh lại gấp gáp như vậy a, à? tốt lắm, vậy thì để phú huynh trước đi tại hạ cũng có chút hứng thú với bảo vật hàn đạo hữu sẽ xuất ra trao đổi với lôi linh thạch của huynh. Vương trưởng lão hoạt kê cười nói, nghe hai người nói những lời như vậy, hàn lập bật cười, tiện tay hướng tới túi chữ vật vỗ một cái, bàn tay vung lên, một cái hộp gỗ màu bích lục đã xuất hiện ở trên tay, phía trên hộp gỗ còn dán hai lá phủ kim ngân sắc. Lão già họ phú thấy hộp gỗ này bộ dạng trịnh trọng như thế, mắt không khỏi sáng lên chỉ thấy Hàn Lập đem hộp gỗ hướng trên bàn phóng ra, lập tức vô thanh vô tức đẩy tới trước lão giả. Lão giả họ phú tinh thần rung lên, đem hộp gỗ giữ lại, tiếp theo tay áo hướng trên bàn phất một cái, một chiếc hộp ngọc khá nhỏ đồng dạng bay tới bên người Hàn Lập. Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, trở tay đem hộp ngọc đặt vào lòng bàn tay, sau đó hơi cúi đầu đem hộp mở ra. Một đoàn ngân bạch quang mang ở trong hộp tỏa ra, ngay lập tức đôi mắt Hàn Lập lam quang chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng vật ngân quang bên trong, chính là một khối đá màu trắng bạc to như nắm tay. Hàn lập quan sát vật này một hồi lâu bỗng vươn một ngón tay ra, chỗ đầu ngón tay linh quang chấp động, một luồng thanh mang như ẩn như hiện co rũi không ngừng. Cổ tay khẽ rung lên, thanh mang chợt lóe rồi đâm thẳng về phía ngân thạch trong hộp. Kết quả thanh mang vừa tiếp xúc với vật trong hộp, một tiếng sét đánh chợt vang lên, lập tức mấy đạo ngân quang hình vòng cung tinh tế từ trong đá tuôn ra, đem thanh mang chặn lại một chút. Ân, quả nhiên là lôi linh thạch chỉ là linh thạch này phẩm chất tựa hồ khá bình thường có điểm đáng tiếc nhưng dù sao tại hạ cũng có thể tạm dùng được hàn lập thở nhẹ ra một hơi ngẩng đầu nhìn lão mặt đỏ giả trịnh trọng nói ra cực phẩm lôi linh thạch không phải dễ tới tay như vậy đâu khối linh thạch này lão phu phải thiên tân vạn khổ mới từ trong bụng một đầu yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy may mắn phát hiện ra lão già họ phú cũng đồng thời nhận biết song xích tinh chi trong hộp gỗ của hàn lập trên mặt lộ vẻ mừng rỡ tựa hồ đối xích tinh chi của hắn cực kỳ hài lòng nhưng cây xích tinh này của Tại Hạ, một tia hỗn độn linh khí cũng không có, tuyệt đối là cực phẩm linh dược." Hàn Lập bất động thanh sắc nói ra, hắn mặc dù sẽ không bỏ qua viên Lôi Linh thạch này, nhưng tự nhiên sẽ không chịu tổn hại như vậy mà trực tiếp đồng ý giao dịch ngay. Điều này cũng đúng, nếu chỉ tính về giá trị mà nói, viên Lôi Linh thạch này của lão phu giá trị đích xác so với cực phẩm xích tinh chi kia của Hàn huynh kém hơn một chút. Như vậy đi, lão phu lại xuất ra ba vạn linh thạch, coi như là đền bù, thế nào? lão giả mặt đỏ cũng là sảng khoái cũng không cố ý che giấu độ tranh lệch của hai vật lập tức nói ra điều kiện của chính mình đạo hữu không cần nóng vội trước hết hãy nhìn một chút phần danh sách này của tại hạ có thể hay không cung cấp tài liệu trong đó hoặc là biết một ít tin tức về tài liệu cũng được nếu từ đó có chút thu hoạch linh thạch này hàn mỗ không cầm cũng được hàn lập cười thong dòng đem hộp ngọc trong tay thả lại trên bàn nhưng lại giơ tay lấy ra một miếng ngọc giản ghi chép các loại tài liệu cần đến ném cho lão giả hàn huynh còn cần tài liệu khác lão già họ phú trên mặt lộ vẻ bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp nhận ngọc giản nhìn nhanh qua một lần lúc này một bên vương trưởng lão nhìn xích tinh chi trong tay lão già họ phú ánh mắt chớp động vài cái lộ vẻ trầm ngâm mà một lát sau lão già họ phú xem xong ngọc giản mặt lộ vẻ cổ quái liếc mắt nhìn hàn lập một cái mắt lộ ra một tia trần trừ phú mỗ chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi các tài liệu này quá mức hiếm có lão phu trong tay cũng không có thứ nào bất quá lão phu có lẽ cũng chỉ điểm được cho đạo hữu một nơi có các loại tài liệu này. Lão già do dự trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra. Chỉ điểm, chẳng lẽ đạo hữu định nói chính là đấu giá đại hội mấy ngày sau sao? Hàn lập con người đảo một vòng, liền cười nhẹ. Ha ha, đấu giá đại hội nơi đó đích xác có thể mua được vài tài liệu bình thường. Nhưng là vật loại cấp bậc này mà đạo hữu cần, khả năng xuất hiện tỷ lệ đã ít lại càng ít. Dù sao đồng đạo có được loại tài liệu quý hiếm này, cũng đều như ta và ngươi giống nhau, phần lớn đều muốn lấy vật đổi vật. Lão già mặt đỏ ha ha cười, khinh thường nói: "Nga, nghe khẩu khí của đạo hiếu, chẳng lẽ là còn có hội giao dịch riêng nào khác sao?" Hàn Lập cả kinh, trong lòng chợt mừng rỡ, không khỏi mạo muội truy vấn tiếp. Lão già họ Phú trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, đột nhiên môi khẽ nhếch nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào, mà Hàn Lập trong tai lại đột nhiên vang lên tiếng nói của lão. "Hàn huynh quả là người thông minh." bất quá đây cũng không xem như là một hội giao dịch lén lút gì cả. Theo thông lệ từ lâu, cú 10 năm một lần, tấn kinh đấu giá hội lại được tổ chức, chia làm nhất minh nhất ám mà tiến hành riêng rẽ. Mình tự nhiên chính là phường thị do chính đạo duy trì cử hành giao dịch hội, tu sĩ bình thường đều sẽ biết đến. Ám thì là do ma đạo tà tông chủ chủ trì hội giao dịch dưới lòng đất. Ở trong hội giao dịch dưới đất, vật phẩm bình thường tự nhiên vẫn là dùng linh thạch đấu giá, nhưng với cấp bậc tài liệu mà đạo hữu cần, phần lớn đều lấy vật đổi vật. Bất quá bởi vì hội giao dịch dưới lòng đất bán ra rất nhiều vật, đều thuộc tu tiên giới cấm lệnh, căn bản vốn là không thể để lộ ra bên ngoài. Cho nên nếu muốn tham gia giao dịch hội này đều phải là những tu sĩ đã biết từ trước. Đạo hữu lại là hải ngoại tán tu, sợ rằng có chút không tiện. Nhưng nếu đạo hữu đồng ý cuộc giao dịch này, lão phu nguyện ý tiến cử đạo hữu. Nếu vậy đạo hữu nhất định có thể tại hội giao dịch dưới đất có thu hoạch. Lão già một hơi nói ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm Hàn Lập, yên lặng chờ trả lời. Thì ra là thế, nhưng xin hỏi Phú Huynh, hai đợt minh ám giao dịch này hẳn sẽ không đồng thời cử hành chứ? Tại hạ mặc dù muốn tham gia hội giao dịch dưới đất, nhưng là đấu giá đại hội đồng dạng cũng không muốn bỏ qua. Hàn Lập cao mày suy nghĩ trong chốc lát, mới cẩn thận hỏi. Cái này đơn giản, hai cái tùy đồng thời tổ chức, nhưng thực chất việc trao đổi những tài liệu cực chân quý thì lại được cố ý lệch nhau một ngày, Tất nhiên đối với đạo hữu những vật phẩm phổ thông tuyệt đối không để vào mắt, không cần phải lo lắng bỏ qua cái gì cả. Lão già dường như đã định liệu trước trả lời, nếu đã như vậy thì cứ lời đạo hữu nói đi. Tại hạ quả thật đối với hội giao dịch dưới đất này cảm thấy rất hứng thú. Hàn Lập cũng là người quyết đoán, không có cân nhắc thêm nữa, một lời đáp ứng. "Hảo, ta biết Hàn huynh là người sảng khoái mà, ngày cuối cùng của đại hội đấu giá, đạo hữu cứ trở lại trước thiên cơ các này chờ ta là được." Lão già họ Phú thấy trong nháy mắt có thể tiết kiệm mấy vạn linh thạch, đồng dạng mừng rỡ nói ra. Những lời nói này không có truyền âm, khiến cho làm cho ngân bảo tu sĩ vốn đang yên lặng nhìn hai người truyền âm giao dịch nghe xong trong lòng chợt động, nhưng trên mặt nhưng lại cười híp mắt không có lộ ra chút nào khác thường. Cho đến khi Hàn Lập cùng lão già đều phân biệt thu về lôi linh thạch cùng xích tinh chi, hắn mới mỉm cười mở miệng nói. "Chúc mừng nhị vị đạo hữu đều có thu hoạch, bây giờ Hàn huynh vẫn sẽ chuẩn bị xem thiên cơ phủ của bổn các chứ?" Bất quá món bảo vật này nếu muốn đổi bằng vật phẩm, một gốc cây xích tinh chi ngàn năm thật còn xa mới đủ. Hắn mặc dù khách khí dị thường, nhưng trong mấy câu liền mơ hồ chỉ ra đại khái giá trị của thiên cơ phủ. Không sao cả, chỉ cần vật này thật có thể làm cho hàn mỗ hài lòng, tại hạ tất sẽ không keo kiệt. Hàn lập hời hợt cười, không quan tâm nói ra. Nếu hàn huynh đã nói như thế, tại hạ cũng tin tưởng, với xuất thân hải ngoại của hàn huynh, mua chiếc thiên cơ phủ này hẳn là không thành vấn đề đạo hữu hãy theo ta đến giới tử không gian do bổn các đặc chế kiến thức một chút rồi trở lại thiên cơ các đi vương trưởng lão nghe được khẩu khí không nhỏ của hàn lập nét mặt tươi cười ngày càng đậm giới tử không gian hàn lập trong lòng chấn động vẻ kinh nghi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần sao vậy đạo hữu chưa từng nghe nói qua giới tử không gian đúng rồi ta thiếu chút nữa quên mất cái này chính là bí thuật đem vết nứt không gian luyện chế thành tư nhân không gian nhưng là gần ngàn năm trước tại đại tấn mới nghiên cứu ra đạo hữu xuất thân hải ngoại, không biết cũng không có gì ngạc nhiên. Vương trưởng lão vỗ gáy mình, có chút hiểu ra, chương 939, giới tử không gian, đem khe hở không gian luyện chế thành giới tử không gian. Loại bí thuật nghịch thiên này là có thật, vẻ khiếp sợ mơ hồ hiển lộ ra trên mặt, hàn lập nói vẻ khó tin. Phàm là đề cập đến không gian bí thuật, cái nào mà chẳng kinh thiên động địa, có ý nghĩa rất lớn. Lại nói tiếp, tại tu tiên giới pháp khí phổ biến nhất là túi chữ vật, nhưng kỳ thật nó cũng là một loại không gian bí thuật thông thường hữu ích nhất chỉ là túi chư vật có cấp bậc cao tới đâu có thể chứa rất nhiều thứ trong đó nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi căn bản không thể nào được xưng là giới tử không gian chân chính thậm chí không ít tu sĩ đều cho rằng những không gian bí thuật càng cao cấp thì càng không có khả năng xuất hiện ở nhân giới phải là ở thượng giới tu sĩ mới có năng lực thi triển loại thần thông này loại kiến giải này tại thiên nam chính là sự thừa nhận nhưng hiện tại vừa nghe vương trưởng lão nói như vậy Đại tấn hơn ngàn năm trước đã xuất hiện bí thuật luyện chế khe hở không gian, làm sao mà Hàn Lập không thất kinh cho được. Hàn huynh không cần kinh ngạc như vậy, giới tử không gian này cũng không có gì cao thâm như người ta nghĩ, sự xuất hiện chỉ là một loại xảo hợp mà thôi. Lão giả họ Phú đột nhiên cười nói, Phú huynh nói không sai, giới tử không gian, kỳ thật đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói, căn bản là tồn tại vô bổ. Chẳng những luyện chế vô cùng khó khăn, hơn nữa khi sử dụng lại có nhiều hạn chế căn bản không thể nào sử dụng một cách phổ biến. Lại nói tiếp, giới tử không gian này cả đại tấn bất quá cũng chỉ còn lại hơn 10 chỗ là nguyên vẹn, mà bồn các chính là nơi sớm nhất xuất hiện giới tử không gian. Vương trưởng lão cũng cười khổ một tiếng nói, sớm nhất, chẳng lẽ, hàn lập chân mày chợt động, trong lòng chợt xuất hiện một tia kinh nghi. Không sai, loại bí thuật này kỳ thật nguyên bản là do vài vị luyện khí đại sư của bồn các trong lúc vô ý luyện chế ra. Trong thiên hạ có thể luyện chế ra loại giới tử không gian này, cũng chỉ có hai vị luyện khí đại sư của bổn các mà thôi. Kỳ thật thiên cỡ cùng thiên cơ phủ thực ra mà nói thì cũng căn cứ từ loại giới tử không gian này mà tiến hành nghiên cứu ra bí thuật luyện chế. Vương trưởng lão cũng không có ý giấu giếm, nhất nhất tất cả đều nói ra. Hắc hắc, thì ra là thế. Tại hạ thật muốn kiến thức một chút sự thần kỳ của giới tử không gian này. Hàn lập khôi phục vẻ chấn định, cười cười nói. Vương huynh mang hàn đạo hiếu đi thôi, lão phu đã kiến thức qua về giới tử không gian kia rồi, sẽ không đi nữa. Gốc xích tinh chi này tại hạ còn muốn xử lý một chút, trước hết hướng nhị vị đạo hữu cáo từ. Lúc này lão giả họ phú ôm quyền hướng hai người nghiêm mặt nói lời cáo từ. Nếu phú huynh có chuyện quan trọng khác, vương mỗ sẽ không nhiều lời giữ lại. Phú huynh ngày khác gặp lại, vương trưởng lão chắp tay thi lễ, mà bên tai hàn lập truyền đến vài câu dặn dò của lão giả, nói hắn ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ giao dịch hội dưới lòng đất trong ngày cuối cùng. Hàn lập lơ đãng hướng đối phương gật đầu, sau đó lão giả không trần trừ bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống lầu. Hàn huynh, chúng ta cũng đi thôi, giới tử không gian ở ngay phía sau của lầu các, trong nháy mắt là tới. Vương trưởng lão lúc này mới quay người lại, hướng Hàn Lập vừa cười vừa nói, tiếp đó tay áo bảo hướng trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, chiếc hộp ngọc lập tức biến mất không thấy. Hàn Lập tự nhiên không cự tuyệt, đi theo vương trưởng lão xuyên qua một cái cấm chế thâm ảo, tới phía sau của tòa lầu các, nơi này là một mảnh đất trống nhỏ giữa bãi đất trống hàn lập nhìn thấy một cỗ truyền thống trận cổ quái chưa hề gặp bao giờ so với truyền thống trận bình thường rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều hình dạng cũng lớn hơn một vòng hàn lập nhíu mày có chút ngoài ý muốn muốn tới giới tử không gian chỉ có thể từ truyền thống trận này mới đi được tựa hồ nhìn ra sự băn khoăn của hàn lập vương trưởng lão mở miệng giải thích cần sử dụng truyền thống trận chẳng lẽ khe hở không gian được luyện chế cố định ở một chỗ hàn lập tâm niệm vừa động trong lòng âm thầm kinh ngạc nhưng điều này liên quan đến luyện chế bí thuật, thật bất hảo khi trực tiếp hỏi, sau khi thấy đối phương đi trước một bước vào truyền tống trận, do dự một chút hắn cũng đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện, bốn phía truyền tống trận có 7, 8 khối linh thạch, mỗi khối đều là linh thạch bậc trung, nói cách khác, muốn tiến vào giới tử không gian nhất định phải tiêu hao 7, 800 linh thạch bậc thấp. Khi trở về đồng dạng phải truyền tống đi ra, qua lại một chuyến này, tốn hơn 1.000 linh thạch, loại hao tổn này không phải tu sĩ bình thường có thể chịu được. Ngay lúc trong lòng Hàn Lập đang suy nghĩ, thì bốn phía truyền tống trận linh thạch đột nhiên bạch quang bạo khởi, hai người trong truyền tống trận chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một trận đầu váng mắt hoa, hai người Hàn Lập xuất hiện trên một sườn núi, dưới chân núi là một tòa pháp trận không sai biệt lắm so với truyền tống trận. Hàn Lập định thần, ngẩng đầu nhìn quanh tứ phía, chỉ thấy phía xa xa, một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt, trên mặt đất dường như tất cả đều là những tảng đá màu trắng, nhưng có vô số tảng đá lớn nhỏ trải rộng không đồng nhất trong khoảng hơn 10 trượng nhưng lại tập trung nhiều ở một trượng nhỏ bé mà thôi, phân bố vô cùng hỗn độn. Hàn lập hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một vài ý nghĩ. Ở chỗ này trong không gian một tia lục sắc cũng không có, càng không cảm ứng được linh khí tồn tại, bầu trời một màu xám cho, rõ ràng là một mảnh tử địa. Hàn huynh hẳn là đã nhìn ra, đây là một không gian chết. Trong khe hở không gian có thể ẩn chứa linh mạch trời sinh, nhưng chỉ là trong một vạn có một mà thôi, nghe nói trong linh miểu viên linh khí còn hơn hẳn ở thánh địa nhân giới càng nghĩ càng không hiểu được từ khi đại tấn tu tiên giới chúng ta phát hiện khe không gian tới nay cũng có ít chỗ linh mạch ẩn chứa linh khí bất quá chỉ phát hiện được ba bốn chỗ mà thôi thậm chí còn xa không bằng chỗ nồng đậm linh khí ở nhân giới nhưng chính tại khe hở không gian này ta đã phát hiện ra một tông môn sau đó nhờ bọn họ hiệp trợ luyện hóa thành giới tử không gian vương trưởng lão sau khi đi ra khỏi truyền tống trận liền mỉm cười nói với hàn lập Nói như vậy, giới tử không gian này ngoại trừ có thể tiết kiệm chút không gian, có thể tự do ra vào, tựa hồ không có tác dụng đặc biệt gì. Không trách được, ta tới đây lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ nghe người ta nói qua về chuyện giới tử không gian. Hàn lập vuốt vuốt cầm, sắc mặt quái dị nói ra. Cũng không thể nói như vậy được, một ít tông môn nếu là muốn cất giữ một ít đồ vật bí ẩn, dự trữ đại lượng tài liệu, hoặc là dứt khoát chế tạo ra một cái mật thất để tránh địch khi cần thiết, giới tử không gian này vẫn là lựa chọn tốt nhất hay như thiên cơ các chúng ta, dùng làm một không gian để thí nghiệm pháp khí pháp bảo, cũng là không tồi. Giới tử không gian sở dĩ thưa thớt, chính là do vết nứt không gian thích hợp thật sự không dễ tìm. Trong thiên hạ biết chuẩn xác vị trí vết nứt không gian vốn không có bao nhiêu, mà trong đó vị trí thích hợp lại chỉ có một ít tông môn bí ẩn biết một chút sự tình, đã ít lại càng ít đi. Hơn nữa luyện chế loại giới tử không gian này, tốn hao tài liệu phí dụng thật sự cực kỳ kinh người, vì rất nhiều nguyên nhân này mới khiến cho giới tử không gian hiếm hoi như thế. Vương trưởng lão có chút xấu hổ, trong miệng vội vàng giải thích nói: Cho dù là thế, với loại giới tử không gian này của quý các, tại hạ ban đầu còn nghĩ có thể tùy ý thao túng, thậm chí còn tưởng có thể tùy thân mang theo, thật sự khác biệt quá xa. Ra vào dĩ nhiên còn phải bố trí một truyền tống trận, chưa cần nói tới cái gì tu di giới tử nữa. Hàn Lập thở dài, có chút đáng tiếc nói ra: Hắc hắc, có thể tùy thân mang theo bên người không gian lớn như thế? đại khái cũng chỉ tu sĩ có đại thần thông phi thăng linh giới hoặc là tiên giới mới có năng lực này đi, tại nhân giới chúng ta tuyệt đối khó có khả năng có năng lực nghịch thiên này. Có thể hơi chút mượn đại lượng quý hiếm tài liệu, đem vết nứt không gian hiện có củng cố vững chắc, đã là việc vô cùng khơ dô khăn rồi. Vương trưởng lão phản đối, có thể củng cố không gian, chẳng lẽ vết nứt không gian sắp sụp đổ cũng có thể một lần nữa ra cố sao? Hàn lập trong lòng kịch chấn, mục quang thoáng hiện vài cái. Cái này tự nhiên có thể, chỉ cần vết nứt không gian kia còn chưa chính thức sụp đổ chúng ta cũng có thể sử dụng tài liệu đem không gian này một lần nữa củng cố như thế nào hàn đạo hữu cũng biết một chỗ vết nứt như vậy ngân bào tu sĩ thần sắc vừa động có chút kinh ngạc hỏi hắc hắc hàn mỗ tại hải ngoại có phát hiện một vết nứt như vậy về phần có phải sụp đổ hay không tại hạ còn chưa có năng lực đi vào chỉ là cảm giác được lối vào có chút không yên mà thôi hàn lập lập tức cười hàm hồ nói ra Ngân bào tu sĩ tự nhiên nhìn ra Hàn Lập không muốn nói thêm về việc này, đương nhiên sẽ thức thời không hỏi thêm gì nữa, mà bàn tay vừa lật, hộp ngọc chứa thiên cơ phủ liền xuất hiện ở trong tay. Vương mỗ đem thiên cơ phủ này thả ra, đạo hiếu có thể vào phủ nhìn một chút, xem có hài lòng với bố trí bên trong hay không. Nếu cảm giác chấp nhận được, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp về. Vụ giao dịch, vương trưởng lão mỉm cười nói, tốt, vương đạo hiếu cứ việc thi pháp đi. Hàn Lập gật đầu trả lời, thấy Hàn Lập vừa nói như thế ngân bào tu sĩ không còn chần chừ, đưa tay đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một mảnh linh quang màu trắng sữa, mơ hồ có đổ vật bên trong. Không chờ Hàn lập thấy rõ ràng vật trong hộp, Vương trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, đem hộp ngọc nhẹ nhàng rung lên, nhất thời một đoàn bạch quang từ trong hộp ngọc bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra, lượn vòng một cái, tại không trung hóa thành một đoàn bạch hà rộng khoảng vài mẫu, trong đó lờ mờ ẩn hiện phòng ốc lầu các do bạch ngọc tạo thành. Vương trưởng lão hai tay kết quyết, trong miệng quát một tiếng trầm thấp hướng không chung chỉ một cái bạch hà sau khi ngân lên trầm trầm bỗng nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống oanh long long một tiếng vang thật lớn ở trong linh quang vạn đạo một tòa động phủ dùng toàn ngọc thạch xây nên xuất hiện ở bãi đất trống bên dưới sườn núi hàn lập hai mắt hơi khép hai tay chắp sau lưng cẩn thận đánh giá tòa động phủ này thoạt nhìn tinh tế dị thường so với động phủ phổ thông mà nói rõ ràng là nhỏ nhất nhưng là trong lầu các sân toàn bộ mọi thứ mặt ngoài đều có một quầng sáng màu trắng bao phủ càng làm cho động phủ này mờ mịt mộng ảo giống như tiên gia biệt viện vậy. Sau khi ngóng nhìn một chút, Hàn Lập thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi. Vương trưởng lão thấy vậy, bàn tay vội vàng lật, một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện ở trong tay, dùng lệnh bài này nhắm ngay phía dưới động phủ nhẹ nhàng ném tới, đem quầng sáng bên ngoài động phủ tiêu biến đi. Đạo thanh hồng do Hàn Lập hóa thành không chút nào trở ngại bay vụt vào đại môn bên trong động phủ, nhất thời thân hình biến mất không thấy đâu chương 940, không hẹn mà gặp. Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh Hàn Lập lần nữa tái hiện trước động phủ, hướng sườn núi bay đến, trên mặt thần sắc nhìn không có gì sợ hãi, nhìn không ra có cái gì dị thường. Vương trưởng lão cao mày, nhưng lập tức lại giãn ra ngay hướng về phía Hàn Lập đang bay trên sườn núi đá, mỉm cười hỏi. Hàn đạo hữu cảm giác trong bảo khố này như thế nào, có hài lòng hay không? Động phủ không lớn, đan thất, thú xá các mọi thứ hoàn hảo. Không có gì khiếm khuyết, nhưng tại hạ còn có một sự tình không rõ, cần vương huynh giải thích chút thắc mắc. Thắc mắc cùng thiên cơ phủ có liên quan, đạo hữu cứ việc hỏi. Tại hạ tuyệt không giấu giếm, vương trưởng lão vui vẻ trả lời. Nếu như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Hàn mẫu nghe nói ưu điểm lớn nhất của thiên cơ phủ là tùy tâm sở dục có thể phóng to hay thu nhỏ lại động phủ, dễ dàng mang theo tùy thân, nhưng là không biết trong bảo khố này có hay không như túi chữ vật. Nhưng tại tình huống thu nhỏ có thể phóng ra hoặc lấy đồ vật vô, có hay không có công hiệu của linh thú túi, thú xá trong linh thú lấy tùy theo động phủ mà thu, phóng vô sự sao? Hàn lập nhìn chằm chằm ngân bào tu sĩ, chậm rãi hỏi. Bảo khố này có thể đem nhà cửa, phòng ốc đồng thời luyện chế để thành vật chết có sự tương đồng biến hóa, nhưng đối với linh thú và các vật còn sống thì bất lực. Cho dù linh thú của đạo hữu có huyền công biến hóa thần thông, cũng không có cách thừa nhận thiên cơ phủ biến ảo không gian cự đè, chỉ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hơn nữa nếu có linh thú có thể thừa nhận luồng áp lực này, thiên cơ phủ sau khi thu nhỏ, động phủ sẽ lập tức ở trong phong bế lại tất cả, không thể từ bên ngoài hấp thu bất cứ linh khí gì. Sau một thời gian dài, linh thú bên trong hiển nhiên chỉ có một đường chết. Vương trưởng lão không có ý giấu giếm, hai năm rõ mười giải thích rất rõ ràng. Dù sao mấy thứ này chẳng phải gì ghê gớm, lập tức có thể phát hiện ra ngay. Nói như vậy, mỗi lần khởi động động phủ, dược viên trong linh dược hoàn phải được cấy lại mới được. Nếu không cũng không có cách nào sinh tồn hàn lập trầm ngâm một thoáng hỏi tới một câu hàn huynh nói một điểm không sai những vấn đề này đều là thiên cơ phủ không thể giải quyết bất quá cho dù như vậy nhưng là một cái trời xanh mang cấm chế thần thông lại còn